Diệp Thần gật đầu một cái, nói yên tâm, tiền bối, ta nhất định vì ngươi trả thù. Ngưng thần cảm ứng dưới, Diệp Thần nhưng là phát giác, vậy Vũ Hoàng Thế Gia hậu duệ hơi thở, và Lý Phi Tuyết hai tỷ đệ hơi thở, lại có thể cùng ra đầy đất. Nói cách khác, Lý Phi Tuyết hai tỷ đệ, rất có thể đã đối mặt Vũ Hoàng Thế Gia sát phạt. Đi! Diệp Thần nhanh chóng đi về trước bay vút đi, Lý Phi Tuyết hai tỷ đệ, nhất định thuộc về cực lớn nguy hiểm bên trong, hắn tự nhiên muốn đi cứu viện. Tiêu Khinh Nhan nhớ thần vật chuyện, vậy liền vội vàng đi theo Diệp Thần đi lên. Diệp Thần nói, Vũ Hoàng Thế Gia cướp lấy thần vật kia, cũng là muốn chấn hưng gia tộc mình. Tiêu Khinh Nhan gật gật đầu nói, không sai, Vũ Hoàng Thế Gia và ta mục đích như nhau, đều là muốn dựa vào thần vật kia, trọng trấn huy hoàng, không quá ta là muốn thương lượng mượn dùng, bọn họ là muốn trực tiếp giết người đoạt bảo, nếu như ta tình báo không sai, lần này tiêu diệt Ninh gia hung thủ, hẳn là Vũ Hóa Thế Gia trưởng lão, Vũ Hoàng Đà, thực lực mới vừa đạt tới thái chân cảnh cửu tầng thiên. Vũ Hoàng Đà, mới vừa bước vào thái chân cảnh cửu tầng thiên. Nghe được cái này cảnh giới, Diệp Thần tâm thần nhất thời buông lỏng một chút, nếu như chỉ là mới vừa bước vào thái chân cảnh cửu tầng thiên mà nói, lấy hắn thực lực trước mắt, hơn nữa một ít lá bài tẩy, đủ để đối kháng. Hai người một đường đi tới trước, rất nhanh đi tới hòn đảo Trung ương, nơi này tai khí so bên ngoài đậm đà 10 lần, Diệp Thần nắm giữ tai nan thiên kiếm, đổ là không bị ảnh hưởng. Nhưng Tiêu Khinh Nhan đã có điểm không chịu nổi. Xem ra nàng thuật pháp, chỉ có thể đối kháng thông thường tai khí, đến trung ương chi địa, tai khí đậm đà 10 lần vượt quá, nàng liền có chút không chịu nổi. Diệp đại ca, ta, thật khó chịu. Tiêu Khinh Nhan hàm răng cắn môi đỏ mọng một cái, không tự chủ được khoác ở Diệp Thần cánh tay, thân thể bị đi qua, chỉ có gần sát Diệp Thần thời điểm, nàng mới có thể thoáng đối kháng bên ngoài tai khí. Không nhịn được liền đừng tới gần quá. Diệp Thần nhẹ nhàng đẩy ra Tiêu Khinh Nhan. Tiêu Khinh Nhan gò má một đỏ, sau lui ra, không gần thêm nữa vậy trung ương chi địa, hô hấp mới thoáng dễ chịu một ít. Diệp Thần ngưng xem chút, nhưng gặp phía trước trùng trùng tai khí thấp thoáng hạ, tựa hồ có hai đạo quen thuộc bóng người. Chính là Lý Thanh Sơn cùng Lý Phi Tuyết. Nhiều ngày không gặp, Lý Phi Tuyết tu vi như có tinh tiến, dung mạo càng tươi đẹp, khí chất càng thêm động lòng người. Chỉ bất quá, nàng lúc này lõm sâu tuyệt cảnh bên trong, nhưng là hiện đầy tiều tụy vẻ tuyệt vọng. Ở Lý Phi Tuyết bên cạnh, Lý Thanh Sơn đã trọng thương hôn mê. Hai tỷ đệ quanh thân, bố trí một cái thánh thiên phủ kết giới bảo vệ bọn họ, để cho bọn họ không chịu ngoại giới tai khí cùng đánh giết xâm nhập phạt. Các ngươi làm sao đắng vùng vẫy, mau mau bó tay chịu trói, ta còn có thể cho các ngươi một thống khoái. Một đạo tàn phá bừa bãi tiếng cười. Từ bên ngoài kết giới vang lên. Chỉ gặp một cái mơ hồ thần hồn bóng người, bồng bềnh ở bên ngoài kết giới mặt, không ngừng huy trưởng công kích kết giới bức tường ngăn cản vòng bảo vệ, chấn động được kết giới bịch bịch vang dội, xem hình dáng tối đa lại qua 7-8 ngày, kết giới liền muốn nổ tung. Một khi mất đi kết giới bảo vệ, Lý Phi Tuyết hai tỷ đệ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Là Vũ Hoàng Đà, hắn quả nhiên ở chỗ này. Tiêu Khinh Nhan nghe được tiếng cười kia, nhất thời mặt đẹp biến sắc. Nơi này tai vô cùng tức giận là đậm đà, hóa thành sương mù dày đặc, che đậy tầm mắt, nàng cũng không thấy được gì, nhưng nghe đến thanh âm kia, liền biết địch nhân thân phận. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, hắn võ đạo thâm hậu, lại nắm giữ tai nan thiên kiếm, nơi này tai nạn sương mù dày đặc, tự nhiên không thể che giấu hắn tầm mắt. Hắn rõ ràng có thể thấy, vậy Vũ Hoàng Đà là lại không có thân thể tồn tại, chỉ có một món thần hồn. Nhưng thần hồn cường đại, thực lực không thể khinh thường. Vậy Vũ Hoàng Đà thần hồn bóng người, bao quanh từng đạo ký tự, rất nhiều ký tự đều là phơi bày màu sắc đen nhánh, giống như hắc hồ điệp vậy, vây quanh hắn lật bay lượn động, để cho được hắn hơi thở, không ngừng tăng vọt đột phá, hiện ra vô cùng cường đại uy thế. Vậy Vũ Hoàng Đà không có thân xác sao? Diệp Thần rất nghi ngờ, hướng Tiêu Khinh Nhan hỏi. Tiêu Khinh Nhan ngẩn ngơ, nói tự nhiên là có, Diệp đại ca. Người thế nào nói ra lời này? Diệp Thần sắc mặt yên lặng, đột nhiên ánh mắt đông lại một cái, sử dụng hoàng tuyền đồ, quát lên, hoàng tuyền thánh thủy, thiên tiên cẩm lý, cho ta lọc sạch. Tiếng quát rơi xuống, hoàng tuyền đồ bên trong, có hàng loạt hoàng tuyền thánh thủy dâng trào ra, thánh thủy bên trong có từng cái cá chép ở nhảy lên, bàng bạc khoáng đạt lọc sạch hơi thở, ngay tức thì lan tràn ra. Chu vi mấy dặm trong phạm vi, tất cả tai họa khí tượng, giống như dưới mặt trời gay gắt tuyết động,
nhanh chóng tan rã chạy đi, đều bị Hoàng Tuyền Thánh Thủy cùng Thiên Tiên Cẩm Lý sao lọc sạch. Ngay chớp mắt, thiên địa khôi phục thanh lãng, có ánh mặt trời chiếu rọi xuống, một phiến trong suốt. Mà Diệp Thần Hoàng Tuyền Đồ, linh quang thoáng mở đi ba phần. Lần này lọc sạch, tuy tạm thời chế trụ nơi này tai khí, nhưng đối với Hoàng Tuyền Đồ hao tổn, cũng thực không nhẹ. Mà trong thiên địa tai khí, bị lọc sạch sau đó, hết thảy cũng nhìn thấy rõ ràng. Tiêu Khinh Nhan chính là thấy rõ, Phú Hoàng Đà quả nhiên chỉ còn lại một đạo thần hồn thân ảnh, thân xác đã mất đi. Ai yêu? Thấy một màn này, Tiêu Khinh Nhan không nhìn được kinh hô một tiếng, gặp lại vậy Vũ Hoàng Đà trên mình vòng quanh đen nhánh ký tự, nàng lại là bộ dạng sợ hãi chấn động phố, kêu lên, không tốt. Tên này hiến tế thân xác, nắm trong tay Ninh Gia thần vật. Diệp Thần nghe được nàng lời này, tiến lên trước một bước, hỏi, Ninh Gia thần vật, rốt cuộc là cái gì? Tiêu Khinh Nhan nhưng ở to lớn rung động bên trong, không trả lời. Luân hồi mộ địa bên trong, Bắc Võ Tử Đế than thở một tiếng, nói, mộ chủ đại nhân, ta Ninh Gia thần vật, tên là Tà Sát Võ Điển, cũng gọi Tà Thiên Sách. Tà Thiên Sách, Diệp Thần sửng sốt một chút. Bắc Võ Tử Đế gật đầu một cái, nói, đúng vậy, cái này cuốn Tà Sát Võ Điển người sáng tạo, là bắt chước cao nhất thiên thư chế tạo ra, tà khí rất nặng, tu luyện sau có thể nén tự thân huyết khí, đem huyết khí nén thành một cái nhỏ vô hạn hạt cực nhỏ. Vậy nhỏ vô hạn hạt cực nhỏ, giới hổ vu tồn tại cùng không tồn tại tới giữa, đã đến gần tuyệt đối hư không, ngươi hẳn biết, tuyệt đối hư không, thậm chí liền hư vô khái niệm cũng không tồn tại, vậy ý vị như thế nào? Diệp Thần trong lòng kịch chấn, khạc ra hai chữ, vô vô. Bắc Võ Tử Đế nói, không sai, tu luyện Tà Sát Võ Điển, rất có thể lĩnh ngộ được vô vô cảnh giới, nhưng quá trình quá nguy hiểm, gần như tà đạo, nén tự thân huyết khí, hơi lơ là, huyết khí khô kiệt, đó chính là chết, tùy thời cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Diệp Thần trợn mắt hốc mồm, rốt cuộc biết vì sao Tiêu Gia và Vũ Hoàng Thế Gia, đều nghĩ như vậy cướp đoạt Ninh Gia thần vật. Lúc đầu Ninh Gia thần vật, chính là Tà Thiên Sách, tên là Tà Sát Võ Điển, cùng tu luyện cuối cùng vô vô cảnh giới có liên quan, nếu như lĩnh ngộ vô vô bí mật, vậy dĩ nhiên có thể chống lại cân nhắc quyết định thánh đường, thậm chí là chu diệt. Cảm ơn bạn Hưu Nguyên Dinh, Đo Kiêu Ong Ánh đã đề cử. Bất quá, cái này Tà Sát Võ Điển, nếu kêu Tà Thiên Sách, vậy dĩ nhiên là tà đạo tàn bạo, kém hơn chân chính thiên thư khoáng đạt đại lộ, nén khí huyết, thủ đoạn như vậy, không khác nào tự hủy hoại, toàn thân khí huyết ngưng luyện thành một chút, kinh mạch rất có thể khô kiệt, tùy thời muốn tẩu hỏa nhập ma mà chết. Tiêu Khinh Nhan, là ngươi. Lúc này, theo thiên địa khôi phục trong sáng, vậy Vũ Hoàng Đà cũng nhìn thấy Tiêu Khinh Nhan, Diệp Thần hai người, không khỏi kêu lên một tiếng, tràn đầy phòng bị nghiêm nghị vẻ. Diệp đại ca, là ngươi. Trong tuyệt vọng Lý Phi Tuyết, gặp được Diệp Thần, nhưng là một mặt kinh ngạc, như mộng như ảo, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Diệp Thần cùng Bắc Võ Tử Đế trao đổi, là lấy thần hồn làm chất dẫn, ở trong nháy mắt, lúc này nghe được Lý Phi Tuyết kêu gọi, lập tức phục hồi tinh thần lại. Tiêu Khinh Nhan cắn răng, ngưng trọng nhìn Vũ Hoàng Đà, nói, Vũ Hoàng Đà, ngươi vì nắm trong tay Tà Sát Võ Điển, lại hiến tế mình thân xác. Tà Sát Võ Điển, chính là Tà Thiên Sách, tà khí rất nặng, Bắc Võ Tử Đế năm đó điều nghiên vạn năm, đều không từng nắm trong tay, có thể gặp cái này Tà Thiên Sách gian sâu. Vũ Hoàng Đà vui vẻ cười to, nói có thể nắm trong tay Tà Thiên Sách, chính là thân xác, hiến tế liền hiến tế, lại có cái gì hiếm, chỉ cần có thể chấn hưng ta Vũ Hoàng Thế Gia, cái gì đều đáng giá được. Hắn ngay lúc nói chuyện, rất nhiều quyết tuyệt khí phách. Tiêu Khinh Nhan và Diệp Thần, đều cảm thấy vậy Tà Sát Võ Điển trên, còn có từng luồng mới mẻ huyết khí, muốn đến Vũ Hoàng Đà dưới quyền đệ tử, vậy toàn bộ bị hiến tế, đều được cung phụng Tà Thiên Sách vật liệu. Thủ đoạn này cũng quá mức điên cuồng. Lần này tiêu diệt Bắc Võ Tử Đế gia tộc, cướp đoạt Tà Sát Võ Điển, tự nhiên vượt quá Vũ Hoàng Đà một người, bất quá cuối cùng, những người khác toàn bộ bị hiến tế, cũng không biết là tự nguyện vẫn là bị hắn uy hiếp. Tóm lại, Diệp Thần trước mắt đối mặt kẻ địch, chỉ còn lại Vũ Hoàng Đà một người. Người này hiến tế thân xác, nhưng thần hồn còn ở, hơn nữa nắm trong tay Tà Sát Võ Điển, hơi thở vô cùng cường hãn, đã không phải là mình có thể đối kháng tồn tại. Hắn quanh thân vòng quanh đen nhánh ký tự, chính là Tà Sát Võ Điển khẩu quyết kinh văn. Tiêu Khinh Nhan, thằng nhóc này lại là ngươi người nào? Là ngươi Tiêu gia khách khanh sao? Ta xem hắn hơi thở, xa xa kém hơn năm đó Thánh Vân Tôn,
ngươi như thế nào cùng loại phế vật này ở cùng một chỗ? Ngược lại không như đem thân thể cho ta, vậy không cần phải tiện nghi cái loại này con kiến hôi. Vũ Hoàng Đà nhìn gặp Diệp Thần, gặp hắn tu vi chỉ có thủy nguyên cảnh tầng 8 trời, trong lòng thoáng qua vô số ý niệm, nghĩ không rõ lắm vì sao Tiêu Khinh Nhan sẽ cùng Diệp Thần chung một chỗ. Tiêu Khinh Nhan nghe được hắn lần này ô ngôn uế ngữ, gò má một đỏ, có vẻ nổi nóng, nói, Diệp đại ca thân phận, nói ra sợ hù được ngươi, Thánh Vân Tôn cái đó giả thiên mệnh, làm sao phối cùng Diệp đại ca so sánh. Diệp Thần nghe được Thánh Vân Tôn ba chữ, thoáng chốc tới giữa, bắt được vô cùng là sát cơ nồng nặc, còn có cửu hận thấu xương. Cái đó Thánh Vân Tôn, đối với hắn có sát ý. Thánh Vân Tôn là ai, hắn tại sao muốn giết ta? Ta trước kia nhưng cho tới bây giờ không gặp qua hắn, vậy chưa nghe nói qua người này. Diệp Thần trong lòng một hồi nghi ngờ, vô cùng ngạc nhiên, hắn hoàn toàn không gặp qua Thánh Vân Tôn, nhưng lúc này nghe được Tiêu Khinh Nhan cùng Vũ Hoàng Đà, nhắc tới Thánh Vân Tôn ba chữ, hắn nhưng cảm thấy vô cùng ý định giết người, có thiên ti vạn lũ nhân quả dây dưa dễ má, mãnh liệt tới. Thậm chí, Diệp Thần mơ hồ tới giữa, cảm thấy Thánh Vân Tôn và Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Kỷ Tư Thanh đám con gái có liên quan. Diệp Thần lỗ chân lông co rúc lại, da đầu tê dại, xem ra Ngụy Dĩnh bên kia, nhất định cùng Thánh Vân Tôn có to lớn gì ân oán, thậm chí là đem mình dính vào, chỉ là không biết cái này Thánh Vân Tôn thân phận gì. Vũ Hoàng Đà cười lạnh một tiếng, nói Thánh Vân Tôn không cách nào nắm trong tay Vân Đỉnh Thiên Thư, dĩ nhiên là giả thiên mệnh, nhưng hắn tu vi cường hãn, có thể so cái thằng nhóc này lợi hại hơn, ngươi và một cái như vậy con kiến hôi thân cận. Nếu là bị Thánh Vân Tôn thấy, hắn nhất định phải cầm thằng nhóc này khai đao, ha ha ha. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, hướng Tiêu Khinh Nhan hỏi nói, vậy Thánh Vân Tôn rốt cuộc là người nào? Tiêu Khinh Nhan gặp Diệp Thần giọng bên trong, rất nhiều nghiêm nghị vẻ ngưng trọng, không khỏi âm thầm nghi ngờ, nói Thánh Vân Tôn là Tiêu gia ta trước kia khách khanh trưởng lão, năm đó Tiêu gia ta, đã từng cùng Vũ Hoàng Thế gia cướp đoạt Vân Đỉnh Thiên Thư, cuối cùng là Tiêu gia ta thắng được. Vân Đỉnh Thiên Thư, sau đó thì sao? Diệp Thần lẩm bẩm nói nhỏ, tự nhiên biết vậy Vân Đỉnh Thiên Thư, chính là Phong Vân Vô Tướng bốn cuốn cao nhất thiên thư một trong, cứ nghe là có thể diễn hóa Vân Đính Dịch bàn cờ, suy diễn vạn giới nhân quả. Tiêu Khinh Nhan nói, vậy Vân Đỉnh Thiên Thư, muốn luyện hóa, quả thực không dễ, Tiêu gia ta dự định từ từ mưu đồ, nhưng không nghĩ tới vậy Thánh Vân Tôn, tự xưng là thiên mệnh, lặng lẽ trộm đi thiên thư, cũng cưỡng ép luyện hóa. Nếu như hắn thật có thể luyện hóa, vậy dĩ nhiên là thiên đại hảo sự, nhưng hết lần này tới lần khác người này, tâm cao khí ngạo, đồ có bữa mệnh tên, cũng không thiên mệnh thực, cuối cùng luyện hóa thất bại, bị Vân Đỉnh Thiên Thư cắn trả, vì trốn tránh Tiêu gia ta truy cứu trách nhiệm, liền đêm trốn ra địa tâm vực, đáng tiếc bị hắn mang đi Vân Đỉnh Thiên Thư. Diệp Thần nghe Thánh Vân Tôn nhân quả, trong lòng cảm giác nguy cơ, nồng đậm hơn. Cái này Thánh Vân Tôn, tuy là giả thiên mệnh, nhưng cầm trên tay Vân Đỉnh Thiên Thư, quả thực không thể khinh thường, nếu quả thật là cừu địch mà nói, vậy đối với Diệp Thần mà nói, tuyệt đối là một cái kình địch. Vũ Hoàng Đà thấy Diệp Thần nghiêm nghị vẻ đề phòng, vui vẻ cười to nói, thằng nhóc, ngươi liền một cái giả thiên mệnh đều sợ, vẫn là mình thừa dịp còn sớm lau cổ thôi, miễn được ta giết ngươi dơ bẩn tay. Ngươi tên này thật là đáng ghét, Hoàng Tuyền Mẫn Thiên Quyết, cho ta trấn áp. Diệp Thần nghe vậy Vũ Hoàng Đà châm chọc tiếng nói, trong lòng giận dữ, bàn tay gào thét ra, bàn tay nổ lên một chùm oành màu vàng sẫm chói lọi, có Hoàng Tuyền Thánh Thủy bùng nổ, như muốn mất đi trời vậy, hướng Vũ Hoàng Đà lướt đi. Hoàng Tuyền Mẫn Thiên Quyết, chẳng lẽ ngươi ưng? Vũ Hoàng Đà thấy một chiêu này, trong lòng có vẻ rung động, lại liên tưởng đến Diệp Thần mới vừa xua tan tai khí sương mù dày đặc, nơi gọi tới Thánh Thủy, tựa hồ chính là Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Một cái đáng sợ ý niệm, ở lòng hắn bên trong ra đời. Hắn trong thoáng chốc sắc mặt chấn động phố. Diệp Thần cái này một cái xuất thủ, cũng không có lưu tình, trực tiếp vận dụng toàn lực, Hoàng Tuyền Thiên Uy cuồn cuộn bùng nổ, tựa hồ phải đem vậy Vũ Hoàng Đà trực tiếp một chưởng nghiền nát. Vũ Hoàng Đà tu vi, xa xa cao với mình, trọng yếu hơn chính là, hắn còn nắm trong tay Tà Sát Võ Điển, nếu như đỉnh cấp tỉ thí, Diệp Thần không có nắm chắc tất thắng, lúc này đối phương khinh địch khinh thường, chính là ngàn năm một thuở chu diệt thời cơ. Giờ khắc này, nhìn cuồn cuộn Hoàng Tuyền hội tụ một trưởng tới, Vũ Hoàng Đà chỉ cảm thấy hô hấp nghẹt thở, Diệp Thần một trưởng này thế tới quá mức hung mãnh, hắn lại không kịp vận dụng Tà Sát Võ Điển năng lượng, mắt gặp Diệp Thần một trưởng quay chụp,
chỉ có thể vô cùng chật vật lui về phía sau. Phịch! Diệp Thần một chưởng đánh giết, Vũ Hoàng Đà tuy tránh, không có trực tiếp tiếp xúc tới Diệp Thần bàn tay, nhưng bị trưởng phong sở kích, trước người không khí oanh nứt ra, hắn thần hồn bóng người cũng là kịch liệt lay động, gương mặt một hồi trắng bệch, nếu như có thân thể nói, hắn lúc này nhất định là muốn trọng thương hộc máu. Diệp đại ca thật là lợi hại. Vậy kết giới bên trong, Lý Phi Tuyết thấy Diệp Thần uy mãnh như vậy hình dáng, trên gương mặt tươi cười không khỏi lộ ra vẻ vui thích. Vũ Hoàng Đà sắc mặt âm trầm, cắn răng nghiến lợi nói, lúc đầu ngươi thằng nhóc này, chính là luân hồi chi chủ chuyển thế. Hắn lúc này biết Diệp Thần thân phận, trong lòng vô cùng là kiêng kỵ, lại cũng không dám chút nào giễu cợt tiếng nói, chỉ cảm thấy sợ hãi run rẩy. Phải biết, luân hồi huyết mạch đại biểu chư thiên chí cao, coi như là vạn khư thế gia lão tổ, Vũ Hoàng cổ đế, đều phải kiêng kỵ ba phần. Năm đó Vũ Hoàng cổ đế, đào đi luân hồi chi chủ thiên đế cốt, cũng phải lén lén lút lút, hơn nữa chỉ dám moi xương, không dám trực tiếp chu diệt, có thể gặp luân hồi uy thế đáng sợ. Liền Vũ Hoàng cổ đế đều phải kiêng kỵ, chớ nói chi là Vũ Hoàng Đà cái loại này yếu ớt hậu duệ. Hắn nắm trong tay Tà Sát Võ Điển, tu vi đã vượt qua thái chân cảnh, thật ra thì đỉnh cấp tỷ thí, ai chết vào tay ai, cũng còn chưa biết, nhưng luân hồi chi chủ bốn chữ, thiên uy chân thực thật đáng sợ, hắn càng không dám tùy tiện đối kháng. Suy nghĩ trong chuyển động, Vũ Hoàng Đà ánh mắt, rơi xuống Lý Phi Tuyết trên mình. Xem Lý Phi Tuyết hình dáng, tựa hồ cùng Diệp Thần quan hệ không cạn. Hi hi, liền lấy người cô nàng này làm con tin. Vũ Hoàng Đà cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên một trưởng biến dạng, phá vỡ Lý Phi Tuyết bảo vệ kết giới. Lúc đầu Lý Phi Tuyết thấy Diệp Thần xuất hiện, thần đong đưa tình chỉ dưới, kết giới linh khí yếu bớt, bị Vũ Hoàng Đà nhìn chính xác cơ hội, trực tiếp biến dạng, phải đem nàng bắt làm con tin. Lý Phi Tuyết thấy Vũ Hoàng Đà ma chảo, mặt đẹp nhất thời biến sắc. Không tốt. Diệp Thần cũng là kêu lên một tiếng, nếu như Lý Phi Tuyết bị bắt, vậy thì phiền toái. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần quát to một tiếng, tai nan thiên kiếm, bảo vệ. Thanh âm rơi xuống, Diệp Thần bên hông tai nan thiên kiếm, chính là đột nhiên đánh bay ra sao, vù vù một thanh âm vang lên, hướng Lý Phi Tuyết bay đi, phải bảo vệ nàng an toàn. Hô! Tai nan thiên kiếm vừa ra, cuồn cuộn thiên tai hơi thở chính là tràn ngập ra, gào thét mãnh liệt, sấm sét phong hỏa vân. Vân khí tượng không ngừng gầm thét. Tai nan thiên kiếm, tám đại thiên kiếm một trong, lúc đầu ở Diệp đại ca bên trong tay ngươi sao? Tiêu Khinh Nhan thấy kiếm này, nhất thời mắt đẹp co rúm một cái, lại thấy vậy tai nan thiên kiếm trên thân kiếm, đang đến gần chuôi kiếm phần đáy, nạm một khối ngọc thạch, muốn đến chính là nàng Tiêu gia truyền gia bảo, tai nạn hồn ngọc. Năm đó kiếm thần lão tổ, chính là từ gia tộc mình truyền gia bảo bên trong, đạt được linh cảm, đúc ra kiếm này. Cái gì, tai nan thiên kiếm? Vũ Hoàng Đà thấy được thanh kiếm này, cũng là vô cùng khiếp sợ. Trong truyền thuyết thiên kiếm, mũi nhọn sát phạt hạng ác liệt, hơn nữa Diệp Thần thanh kiếm này, còn vây quanh tai nạn hồn ngọc, khí thế càng bá đạo hơn. Ở tai nan thiên kiếm chấn nhiếp, Vũ Hoàng Đà lật đật sau lui ra. Chanh! Tai nan thiên kiếm phóng tới, cắm rơi vào Lý Phi Tuyết trước người, từng cơn kiếm khí tràn ngập ra, hóa thành một cái kiếm trận, vững vàng đem Lý Phi Tuyết hai tỷ đệ bảo vệ được. Lý Phi Tuyết chỉ cảm thấy thiên kiếm ở bên cạnh, tự thân linh khí không ngừng sinh động, ổn định leo lên. Nàng là tai nan thiên kiếm kiếm linh, cùng thiên kiếm tương cận, tự nhiên rất có ích lợi. Cái này dưới có tai nan thiên kiếm bảo vệ, Lý Phi Tuyết hoàn toàn an toàn. Đáng chết! Vũ Hoàng Đà thấy một màn này, gương mặt co rút một tí. Ở tai nan thiên kiếm dưới sự bảo vệ, hắn muốn lại bắt Lý Phi Tuyết làm con tin, đó là tuyệt đối không thể nào. Cân nhắc luôn mãi, hắn từ đầu đến cuối kiêng kỵ Diệp Thần luân hồi uy danh, không dám chính diện đối kháng. Thằng nhóc, ngươi cho ta chờ. Vũ Hoàng Đà căm hận cắn răng một cái, xoay người phi độn đi. Diệp Thần cũng không đuổi theo, bước chân bay vút, đi tới Lý Phi Tuyết bên người. Nhẹ nhàng vuốt ve một tí đầu tóc nàng, nói, Phi Tuyết, không có sao chứ. Nhiều ngày không gặp, Lý Phi Tuyết tu vi có tinh tiến, liền vóc người cũng trưởng thành được càng bốc lửa, ngạo nhân cơ hồ là miêu tả sinh động, từ Diệp Thần góc độ nhìn xuống, có thể thấy chút kinh tâm động phách mượt mà đường vòng cung. Lý Phi Tuyết cùng Diệp Thần gặp lại, trong lòng vô cùng vui vẻ, nói, ta không có sao. Nàng rất muốn lao vào Diệp Thần trong ngực, nhưng thấy Tiêu Khinh Nhan ở bên cạnh, cũng chỉ kềm chế tâm tình kích động.
Tiêu Khinh Nhan thấy Vũ Hoàng Đà thoát đi, tiếu mặt trầm xuống, nói ta đuổi theo giết hắn. Vừa nói liền nâng kiếm đuổi giết lên. Diệp Thần nói, Tiêu cô nương, người có thể đánh thắng được Vũ Hoàng Đà. Tiêu Khinh Nhan cắn răng một cái, nói, không đánh lại cũng phải đánh, nếu không cùng hắn hoàn toàn nắm trong tay Tà Sát Võ Điển, vậy thì cái gì đã trễ rồi. Hiện tại Vũ Hoàng Đà tình huống, và Huyết Long có chút tương tự. Huyết Long mới vừa nắm trong tay Vạn Tương Thiên Thư, căn cơ bất ổn, mà Vũ Hoàng Đà cũng giống như vậy, mới vừa nắm trong tay Tà Sát Võ Điển, linh khí cũng là không có vững chắc. Nếu như Tiêu Khinh Nhan không để ý hết thảy, liều chết tướng tranh, cũng có một chút cơ hội thắng, nếu như cùng Vũ Hoàng Đà hoàn toàn vững chắc, nàng lại cũng không có bất kỳ cơ hội. Diệp Thần nói, đừng đi, ngươi nếu như bị hắn bắt làm con tin, ta sẽ không quản ngươi. Tuy nói Tiêu Khinh Nhan có một chút cơ hội thắng, nhưng cơ hội quá xa vời, nếu như Tiêu Khinh Nhan bị Vũ Hoàng Đà bắt, thành con tin, đó cũng không hay. Diệp Thần có thể bảo vệ được Lý Phi Tuyết, nhưng không che chở được nàng. Diệp đại ca ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đoạt lại Tà Sát Võ Điển. Tiêu Khinh Nhan lại không có nghe Diệp Thần khuyên nhủ, nâng kiếm chạy cướp ra, hướng Vũ Hoàng Đà đuổi theo. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, muốn ngăn cản, vậy không còn kịp rồi, chỉ có thể tùy nàng đi. Vậy Tà Sát Võ Điển, sự quan trọng đại, chính là Bắc Võ Tử Đế gia tộc đồ, tuyệt không thể rơi vào Vũ Hoàng Đà trong tay. Vũ Hoàng Đà lần này thoát đi, nhưng cũng không trốn thoát hòn đảo này, bởi vì đảo bên ngoài còn có Huyết Long và Huyết Thần canh giữ trước. Cảm ơn bạn Hưu Nguyên Dinh, Đo Kiêu Ong Ánh đã đề cử. Diệp Thần dự định trước chữa khỏi Lý Thanh Sơn, lại đuổi theo giết cũng không muộn, mà Tiêu Khinh Nhan hôm nay lỗ mãng hành động, nhưng làm rối loạn hắn kế hoạch. Ngươi nếu là thật bị bắt làm con tin, đến lúc đó đừng trách ta vô tình. Diệp Thần trong lòng tức giận, hừ một tiếng. Lý Phi Tuyết nhẹ giọng nói, Diệp đại ca, vị cô nương kia là. Diệp Thần nói, thiên quân thế gia, Tiêu gia hậu duệ, coi như là ta tình cờ quen biết một người bạn, nhưng quan hệ không tính là thâm hậu, từ là không thể cùng ngươi so sánh. Lý Phi Tuyết gò má hơi đỏ lên, tâm thần rung động, nói thiên quân thế gia, vậy là cái gì thế lực? Diệp Thần nói, chuyện này nói đến phức tạp, sau này hãy nói, ta trước cứu tỉnh Thanh Sơn nói sau. Lý Thanh Sơn còn ở trọng thương hôn mê, Diệp Thần lúc này thi triển ra bát quái thiên đan thuật, lại sử dụng một giọt đan tiên linh tử, cho Lý Thanh Sơn ăn vào. Ở bát quái thiên đan thuật cùng đan tiên linh tử bồi bổ hạ, Lý Thanh Sơn nhanh chóng phục hồi như cũ, vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, rất nhanh liền hoàn toàn hết bệnh, liền vết sẹo cũng không thấy được. Hụ! Lý Thanh Sơn ho khan kịch liệt một tiếng, mở mắt ra, tỉnh lại. Thanh Sơn! Lý Phi Tuyết thấy đệ đệ tỉnh lại, nhất thời mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ, nắm Lý Thanh Sơn bàn tay. Lý Thanh Sơn mới vừa tỉnh lại, ánh mắt mờ mịt, thấy được Diệp Thần, chỉ lấy là mình đang nằm mơ, lắp bắp nói, Diệp. Diệp đại ca, người tại sao lại ở chỗ này? Ta là đang nằm mơ sao? Diệp Thần khẽ mỉm cười, nói, ngươi không phải nằm mơ. Lý Phi Tuyết nói, Thanh Sơn, là Diệp đại ca cứu chúng ta. Lý Thanh Sơn sửng sốt một chút, bấm một cái bắp đùi, đau đớn truyền tới, đúng là không nằm mộng, trước mắt Diệp Thần, là chân chân thật thật tồn tại bóng người. Diệp đại ca, thật lâu không gặp. Lý Thanh Sơn kích động vạn phần, nắm thật chặt Diệp Thần tay. Diệp Thần cười nói, thật lâu không gặp, các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Lý Thanh Sơn và Lý Phi Tuyết nhìn nhau, chợt hai tỷ đệ đều có điểm ảm đạm không biết làm sao. Lý Phi Tuyết nói, ta tra được cực Bắc Thiên Hải vùng lân cận, có thể có phi hồng ngọc tủy xuất thế, liền và Thanh Sơn mạo hiểm xông vào nơi đây tra xem. Vậy phi hồng ngọc tủy, sống ở tai khí hội tụ chi địa, từ trong tai nạn thoát trần ra, có vô cùng là linh khí nồng nặc, vô luận là tự chữa binh khí pháp bảo, vẫn là tăng tiến binh khí pháp bảo uy lực, đều có cực lớn tác dụng. Chúng ta muốn cướp lấy cái này linh vật, đưa cho Diệp đại ca ngươi làm lễ vật. Nếu như có thể đạt được phi hồng ngọc tủy mà nói, có lẽ có thể tăng lên tai nan thiên kiếm uy lực. Diệp Thần nghe được Lý Phi Tuyết lời này, nhất thời bừng tỉnh hiểu ra. Lúc đầu cái này hai tỷ đệ, mạo hiểm tiến vào cực Bắc Thiên Hải, chính là vì tìm phi hồng ngọc tủy. Cái này phi hồng ngọc tủy, Diệp Thần cũng nghe như vừa nhắc tới qua, là một loại không thể có nhiều linh vật, có thể dùng để tu bổ nguyện vọng thiên tinh. Mà phi hồng ngọc tủy công hiệu, vượt quá nơi này. Cái loại này linh vật,
còn có thể tăng lên pháp bảo binh khí uy lực. Lý Phi Tuyết hai tỷ đệ tiến vào nơi đây, cướp lấy phi hồng ngọc tủy, chính là vì cho Diệp Thần lớn mạnh thiên kiếm sử dụng. Lý Thanh Sơn gương mặt một đỏ, nói, Diệp đại ca, chỉ tiếc thực lực chúng ta không tốt, không tìm được phi hồng ngọc tủy, ngược lại bị cực bắc thiên hải ở giữa rất nhiều hung thú, tai tướng, âm hồn, ác linh gây thương tích, bất đắc dĩ chỉ có thể mở kết giới, chờ đợi chuyển cơ, có thể hết lần này tới lần khác chuyển cơ không xuất hiện, lại có dị địch hạ xuống, liên tiếp gặp tai nạn, nếu không phải ngươi tới, chúng ta liền chết. Lý Phi Tuyết nói, Diệp đại ca, địch nhân kia kêu. Vũ Hoàng Đà, ngươi biết hắn sao? Diệp Thần nói, ngày hôm nay lần đầu tiên gặp, không quá ta và Vũ Hoàng Thế Gia ân oán, quả thực không nhỏ, cái này Vũ Hoàng Thế Gia, chính là Vạn Khư Lão Tổ Thế Gia, vậy Vũ Hoàng Đà là Vạn Khư Lão Tổ hậu nhân. Cái gì? Nghe được Diệp Thần lời này, Lý Phi Tuyết hai tỷ đệ đều là kêu lên. Vạn Khư Lão Tổ, bọn họ tự nhiên biết là cái gì khái niệm, đó là Vạn Khư Thần Điện nắm giữ, chí cao vô thượng tồn tại. Hai người lại không nghĩ rằng, đoạn thời gian này gặp phải cường địch, lại chính là Vạn Khư Lão Tổ hậu nhân. Diệp Thần hỏi, các ngươi làm sao đắc tội hắn? Lý Phi Tuyết lắc đầu một cái, nói chúng ta không có đắc tội hắn, chỉ là ý hắn bên ngoài đụng phải chúng ta tỷ đệ hai người, ngạc nhiên nói không nghĩ tới nơi đây lại có người, thật là lên trời ban cho hắn lễ vật, hắn liền muốn bắt chúng ta, cầm đi cung phụng cho cái gì tà thiên sách. Diệp Thần, thì ra là như vậy. Cho đến giờ phút này, chuyện ngọn nguồn, Diệp Thần cuối cùng là biết. Lúc đầu Lý Phi Tuyết hai tỷ đệ, và Vũ Hoàng Đà tới giữa, cũng không quen biết, chỉ là bất ngờ gặp nhau. Vũ Hoàng Đà diệt Ninh gia, cướp được tà sát võ điển, lại gặp Phi Hồng Ngọc Tỷ xuất thế, muốn lại cướp đoạt, bất ngờ đụng phải Lý Phi Tuyết hai người, liền muốn bắt giết cung phụng, lớn mạnh tà sát võ điển hơi thở. Thật may Lý Phi Tuyết nắm giữ Thánh Thiên Phủ bảo vệ kết giới, cây chống được chuyển cơ xuất hiện. Nếu không, bọn họ hai tỷ đệ, đã thành tà sát võ điển tế phẩm. Lý Phi Tuyết hồi tưởng toàn bộ hành trình, càng nghĩ càng sợ, trong lòng sợ hãi không thôi, rốt cuộc không nhịn được lao vào Diệp Thần trong ngực, nói, Diệp đại ca, đa tạ ngươi kịp thời cứu giúp, nếu không ngày hôm nay chúng ta khẳng định phải chết. Diệp Thần mỉm cười cười một tiếng, nhẹ nhàng ôm ôm nàng sau lưng, nói, ngươi là tai nan thiên kiếm kiếm linh, khí vận thâm hậu, không như vậy dễ dàng rơi xuống. Lý Phi Tuyết ngẩng đầu lên nói, vậy chúng ta hiện tại. Diệp Thần nói, nếu như các ngươi thương thế không có gì đáng ngại mà nói, theo ta đi đuổi giết vậy Vũ Hoàng Đà, đoạt lại tà sát võ điển. Lý Phi Tuyết và Lý Thanh Sơn nhìn nhau, gật đầu một cái, đồng nói, được. Lập tức hai người đi theo Diệp Thần, liền lên đường đuổi theo giết Vũ Hoàng Đà. Bên kia, Vân Đính Thiên Cung phế tích. Ngụy Dĩnh, Hạ Nhược Tuyết, Kỷ Tư Thanh ba phụ nữ. Đã sớm thoát đi. Thiên cung phế tích bên trong, chỉ còn lại Thánh Vân Tôn một người. Hắn lẻ loi đứng ở dưới chân núi, gió lạnh thổi phất, áo khoác phiêu động, rất nhiều cô tịch tịch mịch ý, đầu óc bên trong quanh quẩn không tiêu tan, đều là Ngụy Dĩnh tuyệt đẹp dung mạo, thướt tha dáng người. Thật may Ngụy cô nương cũng không phải là như vậy đoạn tuyệt, ngược lại không xem vậy Hạ Nhược Tuyết như vậy, ta nghĩ, chỉ cần ta giết Diệp Thần, Ngụy cô nương sớm muộn là phụ nữ của ta. Thánh Vân Tôn trong lòng liền nghĩ tới Diệp Thần, nội tâm có vẻ căm ghét tức giận, cũng không biết Diệp Thần là thân phận gì. Hắn năm đó cưỡng ép nắm trong tay Vân Đỉnh Thiên Thư, cắn trả tổn thương rất nặng, nhất định phải lấy thượng thừa lò, âm dương song tu, bổ sung điều hòa, mới khá hóa giải. Mà Ngụy Dĩnh, chính là hắn gặp qua thích hợp mình nhất lò. Việc cần kíp, trước hay là cha rõ, cái đó gọi Diệp Thần người, rốt cuộc là ai? Thánh Vân Tôn cắn răng. Diệp Thần thân phận quá mức thần bí, hắn dùng Vân Đỉnh Thiên Thư lại có thể đẩy không tính ra. Nghĩ ngợi một hồi, Thánh Vân Tôn liền nhớ đến một người, chỉ cần hướng người kia hỏi, có lẽ có thể tra được Diệp Thần rơi xuống. Lập tức Thánh Vân Tôn thổi một cái huýt sáo, trên núi chạy xuống một đầu ma hóa kỳ lân. Cái này ma hóa kỳ lân là thuần túy linh thể, chính là linh khí ngưng tụ, năm đó Thánh Vân Tôn là Tiêu gia khách khanh trưởng lão, mà Tiêu gia thần bảo vệ cây. Chính là kỳ lân thần thụ, cho nên hắn đối với kỳ lân linh thể khí tượng, rất có đặc biệt thành tựu nghiên cứu. Mang ta đi tìm Huyền Cơ Nguyệt. Thánh Vân Tôn cưỡi kỳ lân, nói. Vậy ma hóa kỳ lân nói, Huyền gia thánh nữ sao? Nàng ở nơi nào? Thánh Vân Tôn ở chỗ này bế quan hơn 100.000 năm, áp chế Vân Đỉnh Thiên Thư cắn trả,
cho đến Ngụy Dĩnh xông vào, mới tỉnh lại. Cái này mười mấy chục nghìn năm thời gian, thiên nhân vực có thay đổi gì, hắn một mực không biết, tọa hạ ma hóa kỳ lân, tự nhiên vậy không biết. Ừ, Thánh Vân Tôn thong thả, sử dụng Vân Đỉnh Thiên Thư, hơi thêm suy diễn. Hắn tuy bế quan mấy trăm ngàn năm, nhưng trước mắt nắm trong tay Vân Đỉnh Thiên Thư, đủ để suy diễn quá khứ vị lai, có thể thấy rõ hết thảy. Đi thiên nhân vực một nơi kêu thượng giới địa phương, nữ hoàng thiên cung, Huyền Cơ Nguyệt xây thật là lớn một cái đạo tràng, được gọi là nữ hoàng, uy sắp bát phương, không hổ là ta địa tâm vực khí vận con gái, đi viếng thăm nàng. Thánh Vân Tôn đẩy không tính ra Diệp Thần lai lịch, nhưng lại có thể thấy được Huyền Cơ Nguyệt nhân quả. Huyền Cơ Nguyệt, thật ra thì chính là địa tâm vực thiên quân thế gia, huyền gia thánh nữ, năm đó từ Tử Vi Ngân Hà bên trong ra đời, vừa sanh ra thì có đại khí vận. Nàng khí vận thâm hậu, thậm chí làm được thông thường một con sông, cũng lột vỏ thành Tử Vi Ngân Hà, có thể gặp thụy khí bàng bạc. Thời đại Thái Cổ, cân nhắc quyết định thánh đường làm loạn, huyền gia tự biết không may mắn, liền len lén đem Huyền Cơ Nguyệt đưa ra ngoài, khẩn cầu nàng tương lai nghịch thiên quật khởi, trở lại địa tâm vực báo thù. Lập tức Thánh Vân Tôn liền cưỡi kỳ lân, một đường đi lên giới nữ hoàng thiên cung bay vút đi. Lúc này, thượng giới nữ hoàng thiên cung bên trong, nghênh đón một vị quý khách. Vị khách này, một đầu tóc bạc, tướng mạo anh đẹp trai, thư hùng không biện luận, giơ tay nhấc chân gian đều có sửng rừng yêu nhã tư thái, chính là Đế Uyên Điện điện chủ, Đế Thích Thiên. Nữ hoàng thiên cung bên trong, rất nhiều cường giả thấy Đế Thích Thiên tới, đều là như lâm đại địch, người người phòng bị. Đế Thích Thiên, người không ở lòng đất trong vực sâu ổ, chạy đến ta đạo tràng tới làm chi? Huyền Cơ Nguyệt sải bước đi ra, Thiên Tâm Kiếm Điệp ở bên cạnh phục vụ. Đế Thích Thiên ha ha cười một tiếng, nói, Huyền cô nương, nho tổ thần điện tiêu diệt chuyện, không biết người có thể có nghe đồn. Nghe vậy, Huyền Cơ Nguyệt hơi biến sắc mặt. Những ngày qua thời gian, nho tổ thần điện bị tiêu diệt tin tức, sớm đã truyền khắp toàn bộ thiên nhân vực, nàng tự nhiên cũng là biết được rất rõ ràng. Nho tổ thần điện, là bị vạn tướng vương huyết long, cùng huyết tử ngục chí tôn huyết thần nơi tàn sát, trong đó huyết long ánh sáng đặc biệt là hừng hực, đã chấp trưởng vạn tương thiên thư, vạn tướng vương danh hiệu vang vọng vực ngoại. Huyền Cơ Nguyệt cũng không biết Đế Thích Thiên hỏi chuyện này, có dụng ý gì, lập tức tỉnh bơ, nói, tự nhiên biết, vậy thì như thế nào? Nho tổ tu vi tuy mạnh, nhưng khí vận cuối cùng nông cạn, bị tru diệt cũng là chuyện đương nhiên, vậy huyết tử ngục phách lối nữa. Cũng không dám xúc phạm ta ngươi hai người, dẫu sao luân hồi chi chủ đã chết, chính là một cái nghiệt chướng, xưng bậy vạn tướng vương, còn có thể ngất trời. Đế Thích Thiên cười nói, ngươi thật cảm thấy, chỉ bằng vào một cái nghiệt long, hơn nữa huyết thần tên kia, có thể tru diệt nho tổ thần điện. Theo ta biết, nho tổ nhưng mà lấy được đại cơ duyên, luyện thành vong linh thiên tai, tu vi sớm thì không phải là đã từng, làm sao có thể như thế đơn giản liền chết. Huyền Cơ Nguyệt trong lòng chấn động một cái, nói, người muốn nói gì? Đế Thích Thiên ánh mắt đông lại một cái, nói, người kia có thể còn sống. Huyền Cơ Nguyệt mắt đẹp co rúm một cái, tự nhiên biết Đế Thích Thiên nói người kia là chỉ ai. Từ nghe nho tổ thần điện tiêu diệt sau đó, nàng trong lòng từ đầu đến cuối có một loại bất an, luôn cảm giác sau lưng nhân quả, không đơn giản như vậy. Lúc này nghe được Đế Thích Thiên nói tới, Huyền Cơ Nguyệt bất an trong lòng. Nồng đậm hơn, nói, ngươi là muốn nói, luân hồi chi chủ còn sống. Đế Thích Thiên nói, không sai, ta nghe được nho tổ thần điện tiêu diệt, trong sâu thẳm, nhưng cảm thấy một cổ vô cùng nguy hiểm thiên cơ, thật giống như cái kế tiếp tiêu diệt người, chính là ta như nhau, cái này thế gian, có thể để cho ta cảm thấy bất an như vậy, chỉ có vậy luân hồi chi chủ một người. Huyền Cơ Nguyệt nói, cái này không thể nào, ngày đó ta dùng nho tổ nguyện vọng thiên tinh suy diễn qua. Thằng nhóc kia xác thực là chết. Đế Thích Thiên cười nói, hắn kiếp trước cũng chết, làm sao kiếp này lại đột nhiên nhô ra. Luân hồi huyết mạch, không thể theo lẽ thường đo lường được, nói không chừng hắn đánh mất tiến vào chúng ta cố hương đâu. Huyền Cơ Nguyệt rất cau mày, nói cái gì chúng ta cố hương. Ta cùng ngươi quen lắm sao. Đế Thích Thiên ngẩn ngơ, tựa hồ không ngờ tới Huyền Cơ Nguyệt như vậy trả lời, trên dưới quan sát nàng một mắt. Nói, ngươi quên cố hương ở nơi nào không? Nghe được Đế Thích Thiên lời này, Huyền Cơ Nguyệt ngây ngẩn, bỗng nhiên suy tính dậy cuộc sống trung cực vấn đề, ta là ai, ta đến từ nơi nào, lại muốn đi đâu? Nàng mơ hồ nhớ, mình từ một cái phủ đầy mây tía ngân hà bên trong ra đời,
rồi sau đó một đường cô đơn, một mình tu luyện, tất cả võ đạo thần thông, toàn bộ là thiên tứ lĩnh ngộ, không dựa vào người bất kỳ, rốt cuộc có hôm nay tu vi địa vị. Còn như cái gì Cố Hương, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ loại vấn đề này. Đế Thích Thiên thấy nàng bộ dáng này, tiến lên trước một bước, hạ thấp giọng hỏi, ngươi quên địa tâm vực. Quên thiên quân thế gia, quên cân nhắc quyết định thánh đường. Huyền Cơ Nguyệt lui về phía sau một bước, trong lòng vô hình khủng hoảng, rút ra thần La Thiên Kiếm, lạnh lùng nói, cái gì địa tâm vực, cái gì thiên quân thế gia, Đế Thích Thiên, ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ, nếu không ta cùng ngươi không khách khí. Đế Thích Thiên thấy nàng như vậy phòng bị hình dáng, nhất thời bừng tỉnh hiểu ra, trong đầu nghĩ, xem ra nàng không biết cớ gì, lại quên địa tâm vực chuyện, khó trách như thế kiên định, cho rằng luân hồi chi chủ nhất định là chết. Cảm ơn bạn Hưu Nguyên Dinh, Đo Kiêu Ao Ngánh đã đề cử. Vực ngoại trừ bốn đại vực bên ngoài, còn có địa tâm vực tồn tại. Mà Đế Thích Thiên, chính là địa tâm vực thiên quân thế gia, Đế Thích nhà thánh tử, năm đó thái cổ hạo kiếp lúc đó, bị chim yến trưởng ca mang ra khỏi. Hắn là chim yến trưởng ca tự tay đào tạo lớn lên, cuối cùng còn thừa kế tâm ma đại chú kiếm, hắn có thẩm phán thiên hạ, thành lập lý tưởng nước chí nguyện to lớn, đối với cái gì thiên quân thế gia, thánh đường cừu hận, cũng không thế nào để ở trong lòng, cũng không có báo thù dự định. Chỉ là Diệp Thần, là hắn phát động tâm ma thẩm phán, thành lập lý tưởng nước nặng đại chướng ngại, nhất định phải diệt trừ. Người người cũng lấy là Diệp Thần bỏ mình, nhưng Đế Thích Thiên mơ hồ tới giữa, suy đoán Diệp Thần có thể là đi địa tâm vực. Giống như năm đó chim yến trường ca như vậy, bất ngờ đánh rơi đến địa tâm vực, thành một cái xứ lạ người. Hôm nay nho tổ thần điện tiêu diệt, Đế Thích Thiên phỏng đoán, rất có thể Diệp Thần đã trở về. Hắn viếng thăm nữ hoàng thiên cung, chính là chuẩn bị cùng Huyền Cơ Nguyệt thương lượng, đối phó Diệp Thần chuyện, nơi nào nghĩ đến Huyền Cơ Nguyệt lại không biết địa tâm vực tồn tại, tựa như còn nhỏ chuyện toàn bộ quên mất. Đế Thích Thiên lại hỏi, Huyền cô nương, người thật quên mất. Năm đó ngươi ở Tử Vi Ngân Hà ra đời, khi còn bé chúng ta còn thường xuyên cùng đi trong sông tắm tới, chỉ là sau đó thánh đường làm loạn, chúng ta vạn bất đắc dĩ mới tách ra, những thứ này ngươi đều quên. Huyền Cơ Nguyệt gò má một đỏ, cả giận nói, Đế Thích Thiên, ngươi hồ ngôn loạn ngữ chút gì, ngươi tâm ma đại chú kiếm luyện đến tầng thứ mấy. Lại dám tới ta đạo tràng ngang ngược. Dứt lời, Huyền Cơ Nguyệt rất kiếm đâm ra, một kiếm chỉ hướng Đế Thích Thiên tim. Đế Thích Thiên cướp bước lui về phía sau, tránh thoát nàng một kiếm, nói, xem ra ngươi là thật quên, vậy cũng rất tốt, cừu hận che đậy người lý trí, khiến người mù quáng, quên vậy là chuyện tốt, không bằng và ta cùng nhau phát động thẩm phán, rửa sạch thiên hạ, thành lập lý tưởng đại đồng đất nước, chẳng phải đẹp thay. Ngay lúc nói chuyện, Đế Thích Thiên có ngón tay bắn liền, đạo đạo cương khí bắn ra, đánh vào Huyền Cơ Nguyệt trên thân kiếm, tranh như vậy có tiếng, hóa giải được nàng kiếm thế. Huyền Cơ Nguyệt biết mình và Đế Thích Thiên thực lực, không phân cao thấp, lại đấu nữa, cũng là vô ích, không thể làm gì khác hơn là thu kiếm, hừ một tiếng, nói, người ngày hôm nay hồ ngôn loạn ngữ, nói nhảm một đại thông, rốt cuộc có mục đích gì. Đế Thích Thiên cười một tiếng, nói ta muốn đi nho tổ thần điện phế tích một chuyến, điều tra luân hồi chi chủ nhân quả, muốn mời ngươi và ta cùng đi thôi. Diệp Thần rốt cuộc sống hay chết, người ở phương nào, Đế Thích Thiên bằng vào tự mình một người. Vậy không tra được, cần Huyền Cơ Nguyệt trợ giúp. Huyền Cơ Nguyệt tỉnh táo lại, nhìn Đế Thích Thiên cái này lạnh nhạt hình dáng, cau mày nói, ngươi cứ như vậy khẳng định, luân hồi chi chủ còn sống. Đế Thích Thiên nói, sống hay chết, vậy phải đi xem qua mới biết. Huyền Cơ Nguyệt nhẹ khẽ gật đầu, nói, vậy cũng tốt, đi liền đi một chuyến. Thỏa thuận xong, Huyền Cơ Nguyệt liền muốn cùng Đế Thích Thiên lên đường, đi nho tổ thần điện điều tra kết quả. Báo. Lúc này, cung điện bên ngoài có đệ tử vội vã đi vào, quỳ xuống bẩm báo. Nữ hoàng đại nhân, có một vị kêu Thánh Vân Tôn cường giả, nói là người bạn cũ, muốn cầu gặp. Huyền Cơ Nguyệt liễu nhíu mày một cái, nói Thánh Vân Tôn, đó là người nào? Ta không nhận biết. Cái gì Thánh Vân Tôn, Huyền Cơ Nguyệt cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, nhưng đã cảm thấy cung điện bên ngoài, truyền đến một đạo vô cùng khí tức cường đại, người tới thực lực, hiển nhiên là không phải chuyện đùa. Đế Thích Thiên nghe được Thánh Vân Tôn ba chữ, nhưng là hơi biến sắc mặt. Huyền Cơ Nguyệt một hồi hồ nghi, nàng biết Đế Thích Thiên lòng dạ cực sâu, lúc này lại biến sắc, muốn đến vậy Thánh Vân Tôn tuyệt không phải thiện thiện hạng người. Huyền cô nương, hôm nay ngươi thành nữ hoàng,
chẳng lẽ liền quên cố nhân không? Ngoài điện vang lên một hồi sang sảng thanh âm. Huyền Cơ Nguyệt đầy bụng nghi vấn, sải bước đi đi ra ngoài, Đế Thích Thiên vậy đi theo ra, Thiên Tâm Kiếm Điệp vậy hoảng vội vàng đi theo ở Huyền Cơ Nguyệt bên người. Hai người đi tới đại điện ra, nhưng gặp một cái gương mặt âm lệ trắng noãn nam tử, cưỡi ma hóa kỳ lân, đang chờ ở bên ngoài trước. Nam tử kia cả người khí lạnh tràn ngập, đỉnh đầu nhưng lại có thủy hà bốc hơi lên, mơ hồ huyễn hóa ra thiên thư đồ đằng, khí tượng khá là kỳ lạ, chính là Thánh Vân Tôn. Ồ, Đế Thích nhà thánh tử cũng ở đây, ngày hôm nay thật đúng là đúng dịp. Thánh Vân Tôn thấy Đế Thích Thiên, hơi kinh dị một tiếng. Đế Thích Thiên yên lặng không nói, âm thầm phòng bị. Huyền Cơ Nguyệt mày liễu khều một cái, nhìn về Thánh Vân Tôn, nói các hạ là người nào, viếng thăm ta nữ hoàng thiên cung, có gì sao? Thánh Vân Tôn sửng sốt một chút, ngược lại là không ngờ tới Huyền Cơ Nguyệt sẽ nói ra lời này, tựa như không nhận biết hắn vậy. Huyền cô nương, ngươi không nhận được ta là ai sao? Thánh Vân Tôn chỉ mình, thấy Huyền Cơ Nguyệt như vậy nghiêm khắc diễn cảm, tựa hồ vậy không giống như là nói đùa. Huyền Cơ Nguyệt trong lòng thoáng qua vô số ý niệm, chỉ cảm thấy chuyện ngày hôm nay, khắp nơi lộ ra cổ quái, cái gì Cố Hương Địa Tâm Vực, Thiên Quân Thế Gia, cân nhắc quyết định thánh đường, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Thiên Tâm Kiếm Điệp nhìn chằm chằm Thánh Vân Tôn, quát lên, có lời nói mau, nhà ta nữ hoàng rất bận rộn. Thánh Vân Tôn xoay chuyển ánh mắt, trong chớp mắt, đã đoán được Huyền Cơ Nguyệt không biết nguyên nhân gì, lại quên thân thế chuyện, nhưng xem Đế Thích Thiên diễn cảm, người sau hiển nhiên còn nhớ. Đúng rồi, ta hôm nay hẳn gọi ngươi nữ hoàng đại nhân, Huyền. Không phải, nữ hoàng đại nhân, ta lần này lỗ mãng viếng thăm, là muốn cùng ngươi hỏi thăm một người rơi xuống, người nữ hoàng thiên cung uy sắp bát phương, muốn đến là không chỗ nào không biết, không chỗ nào không hiểu. Thánh Vân Tôn nói. Huyền Cơ Nguyệt nói, ta không nhận biết ngươi, cũng không muốn cùng ngươi dây dưa, trên mình ngươi có cổ suy hỏng khí, đại họa ập lên đầu không xa vậy. Ngươi khí số đã hết, một cái mộ bên trong xương khô, không tư cách cùng ta nói nhảm, lập tức cho ta cút. Thánh Vân Tôn mặt liền biến sắc, hắn cưỡng ép nắm trong tay Vân Đỉnh Thiên Thư, cắn trả vô cùng là nghiêm trọng, tuy có thể thấy rõ vạn giới nhân quả, nhưng lại hết lần này tới lần khác không nhìn thấu mình tương lai. Nghe được Huyền Cơ Nguyệt lời nói này, trong đầu nghĩ chẳng lẽ ta thật khí số đã hết. Cái này không thể nào, ta là thiên mệnh, làm sao sẽ như vậy tùy tiện liền chết. Nhất định là vậy Huyền Cơ Nguyệt hù dọa ta. Lập tức lấy lại bình tĩnh, cười nói, nữ hoàng đại nhân không cần như vậy tuyệt tình, dầu gì chúng ta năm đó quen biết một chàng, người tử tử vi ngân hà ra đời lúc đó, Tiêu gia ta trên dưới đều đi dự lễ, xem ở năm xưa tình cảm trên, ta muốn cùng ngươi thám thính một người rơi xuống, tên người kia kêu Diệp Thần. Thánh Vân Tôn nói một đại thông, cái gì tử vi ngân hà, cái gì năm xưa tình cảm, Huyền Cơ Nguyệt một mực không biết, không rõ cho nên. Thế nhưng Diệp Thần hai chữ, nhưng lại như là văn sấm, điếc tai nhức óc. Ngươi muốn thám thính Diệp Thần rơi xuống. Huyền Cơ Nguyệt chấn động trong lòng nói. Đế Thích Thiên nghe được Thánh Vân Tôn lời này, cũng là một hồi kinh ngạc, không biết đối phương mục đích ở chỗ nào. Thánh Vân Tôn nói, đúng vậy, nữ hoàng đại nhân, xin nói cho ta Diệp Thần rơi xuống, ta cùng hắn thủ oán không nhỏ, chỉ muốn tru diệt người này. Huyền Cơ Nguyệt nói, Diệp Thần đã chết. Thánh Vân Tôn ngẩn ngơ, sử dụng Vân Đỉnh Thiên Thư, nói cái này không thể nào, ta nắm trong tay Vân Đỉnh Thiên Thư, có thể suy diễn vạn giới nhân quả, Diệp Thần thằng nhóc kia nhân quả cổ quái, ta tuy đẩy không tính ra, nhưng có thể khẳng định, hắn còn sống, hơn nữa ngay tại Thiên Nhân Vực. Diệp Thần và Ngụy Dĩnh, Hạ Nhược Tuyết, Kỳ Tư Thanh tới giữa, có muôn hình vạn trạng liên hệ, xuyên thấu qua vậy ba phụ nữ nhân quả, Thánh Vân Tôn có thể khẳng định, Diệp Thần tuyệt đối còn sống. Vân Đỉnh Thiên Thư, truyền thuyết có thể diễn hóa vạn giới bàn cờ, dịch coi là thiên hạ kỳ thư. Lúc đầu liền ở trên tay ngươi. Huyền Cơ Nguyệt thấy cái cuốn thiên thư này, nhất thời rất kinh ngạc. Đế Thích Thiên nhưng là bình tĩnh hình dáng, bởi vì hắn sớm biết Thánh Vân Tôn thân phận. Thánh Vân Tôn một hồi nghi ngờ, muốn không rõ ràng vì sao Huyền Cơ Nguyệt sẽ có phản ứng lớn như vậy, chợt lại bừng tỉnh hiểu ra, trong đầu nghĩ, xem ra nàng xác thực quên mất địa tâm vực sự việc. Huyền Cơ Nguyệt nói, tin đồn Vân Đỉnh Thiên Thư, có thể dịch coi là vạn giới, không có lý do đẩy không tính ra vậy luân hồi chi chủ rơi xuống, chẳng lẽ luân hồi chi chủ khí vận như vậy bàng bạc, liền Vân Đỉnh Thiên Thư đều không thể chịu đựng. Thánh Vân Tôn nghe được luân hồi chi chủ bốn chữ,
ngẩn ngơ, nói ta muốn tìm Diệp Thần, và Luân Hồi Chi Chủ có quan hệ thế nào? Hắn tự nhiên nghe qua Luân Hồi Chi Chủ uy danh, đó là liền Vạn Khư Lão Tổ, Vũ Hoàng Cổ Đế đều phải vô cùng kiêng kỵ tồn tại. Năm đó Vũ Hoàng Cổ Đế từng đào đi Luân Hồi Chi Chủ một khối thiên đế cốt, dùng để đúc thiên kiếm, chuyện này rung động vạn giới, hắn cũng có nghe thấy. Huyền Cơ Nguyệt nói, ngươi là thật không biết, vẫn là giả bộ hồ đồ. Luân Hồi Chi Chủ chính là Diệp Thần chính là Luân Hồi Chi Chủ chuyển thế. Thánh Vân Tôn Đầu Anh một thanh âm vang lên, nói, Luân Hồi Chi Chủ chính là Diệp Thần, thằng nhóc kia. Thằng nhóc kia lại là Luân Hồi Chi Chủ chuyển thế. Khó khăn quái, ta sớm hẳn đoán được. Nghĩ đến Ngụy Dĩnh, Hạ Nhược Tuyết, Kỳ Thư Thanh ba phụ nữ, cũng đối với Diệp Thần như vậy chân thành, Thánh Vân Tôn nhất thời rõ ràng, chỉ có Luân Hồi Chi Chủ, mới có lớn như vậy khí vận, lớn như vậy số đào hoa. Lúc này có đầu mối, thiên cơ sương mù dày đặc tầng tầng tản đi, nhân quả lập tức rõ ràng rất nhiều. Chỉ gặp Thánh Vân Tôn Vân Đỉnh Thiên Thư trên, diễn hóa ra liền một cái bàn cờ, vậy bàn cờ linh quang lững lờ, như nước vậy rung động vậy dạo dực, trong loáng thoáng, có một con cờ muốn nổi lên mặt nước. Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên nhìn nhau, hai người cũng tụ tinh hội thần nhìn, biết là Diệp Thần nhân quả mạch lạc, sắp muốn nổi lên. Hắn hai người chúng ta đều là giống nhau tâm tư, thầm nói, thằng nhóc kia quả nhiên còn sống. Nhưng mà, con cờ này còn không nổi lên mặt nước, liền sa vào đi xuống. Thánh Vân Tôn phốc xích một tiếng, phun ra máu tươi, tựa hồ được cực lớn cắn trả, chật vật lui về phía sau ba bước, thiên thư linh quang tán loạn, chui hồi trong cơ thể hắn. Đế Thích Thiên tiến lên một bước, hỏi Thánh Vân Tôn các hạ, như thế nào? Thánh Vân Tôn lắc đầu một cái, nói, không được, luân hồi huyết mạch uy áp quá lớn, đầu mối quá thiếu, ta không cách nào rình rập, cần càng nhiều hơn đầu mối. Đế Thích Thiên trầm ngâm nói, càng nhiều hơn đầu mối sao? Tốt lắm, người cùng ta đi một chuyến Nho Tổ Thần Điện. Sau đó, hắn nhìn về phía Huyền Cơ Nguyệt nói, mang theo hắn như thế nào? Huyền Cơ Nguyệt nhẹ khẽ gật đầu, đáp đồng ý xuống. Mặc dù chuyện hôm nay, khắp nơi cổ quái, cái gì địa tâm vực thiên quân thế gia, nàng cái gì cũng không hiểu, nhưng Diệp Thần sống chết rơi xuống, nhưng là cực kỳ trọng yếu. Nếu Thánh Vân Tôn có dò xét Diệp Thần tung tích thủ đoạn, vậy dĩ nhiên là phải dẫn theo hắn. Cùng chúng ta tới đi. Huyền Cơ Nguyệt hướng Thánh Vân Tôn ngoắc tay, cùng Đế Thích Thiên cùng nhau, mang hắn chạy tới Nho Tổ Thần Điện. Ba người biến dạng hư không, rất nhanh liền đi tới Nho Tổ Thần Điện. Lúc này Nho Tổ Thần Điện, đã thành một mảnh phế tích, khắp nơi đều là tường đổ tàn viên. À, nơi này có Nguyện Vọng Thiên Tinh lưu lại hơi thở. Thánh Vân Tôn thán phục một tiếng, hắn đối với nhân quả thiên cơ chi đạo, bắt vô cùng là bén nhạy, lúc này một hạ xuống, liền cảm thấy Nguyện Vọng Thiên Tinh hơi thở. Huyền Cơ Nguyệt nói, Nho Tổ chết, muốn đến vậy Nguyện Vọng Thiên Tinh. Cũng bị Luân Hồi Chi Chủ cướp đi, người mau xem sau lưng nhân quả. Nàng lời nói này, rất có nghiêm nghị mệnh lệnh ý. Thánh Vân Tôn tâm cao khí ngạo, nghe nàng lần này mệnh lệnh tiếng nói, rất có vẻ không vui, nói ta từ sẽ điều tra, cũng không cần nữ hoàng đại nhân thúc giục, chỉ là ta mới vừa bị cắn trả bị thương, cần chữa trị điều dưỡng, xin hai vị tất cả dâng ra một giọt bổn mạng máu tươi, để cho ta khôi phục nói sau. Nghe vậy, Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên hơi biến sắc mặt. Thánh Vân Tôn lời này, nói rõ là thừa dịp cháy nhà hôi của, nhưng hai người cũng muốn mau sớm biết Diệp Thần rơi xuống, lập tức quyết đoán cực nhanh, cũng không nói nhảm, mỗi người bước ra một giọt bổn mạng máu tươi, đưa cho Thánh Vân Tôn. Đa tạ, đa tạ. Thánh Vân Tôn mở cờ trong bụng, lập tức nhận hai giọt máu tươi, trực tiếp tại chỗ hấp thu luyện hóa. Chỉ gặp trên người hắn toát ra từng luồng xương trắng. Hơi thở ngay tức thì khôi phục viên mãn, liền trên mình khí lạnh cũng tạm thời bị áp chế xuống. Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên gương mặt hơi trắng bệch, hiển nhiên hiến tế một giọt bổn mạng máu tươi, đối với bọn họ mà nói, cũng là không nhỏ tiêu hao. Nhìn lại Thánh Vân Tôn, chính là sắc mặt đỏ thắm, tinh thần bộc phát, đạt được Huyền Đế hai người máu tươi bồi bổ, hắn trong thời gian ngắn, đều sẽ không lại bị Vân Đỉnh Thiên Thư phản tổn thương. Ta hiện tại liền tra xem Luân Hồi Chi Chủ rơi xuống. Thánh Vân Tôn tế khởi Vân Đỉnh Thiên Thư, diễn hóa ra liền dịch coi là bàn cờ, đem chung quanh trong phế tích lưu lại hơi thở, toàn bộ hấp thu tới đây. Diệp Thần đoàn người tiêu diệt Nho Tổ Thần Điện, tuy che giấu nhân quả, người bình thường điều tra không ra,
nhưng lại khó mà tránh thoát Vân Đỉnh Thiên Thư theo dõi. Rốt cuộc, vô số nhân quả đầu mối hơi thở, hội tụ đến Vân Đỉnh Thiên Thư trên, vậy dịch coi là bàn cờ linh quang lững lờ, lần nữa dâng lên rung động gợn sóng tựa như lay động, một con cờ, rốt cuộc hiện ra. Cảm ơn bạn Hưu Nguyên Dinh, Đo Kiêu Ong Ánh đã đề cử. Con cờ này, quan hệ đến Diệp Thần hơi thở, phía trên có lớn nhân quả chập chờn. Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên thấy vậy, nhất thời con người co rúc lại, rối rít thả ra linh thức, muốn bắt Diệp Thần hướng đi. Nhưng mà, vậy con cờ, nhưng là phịch đích một tiếng, đột nhiên vỡ vụn. Thậm chí, tờ nguyên dịch coi là bàn cờ, đều là ầm ầm nổ, hoàn toàn nghiền. Tựa như Diệp Thần nhân quả, uy áp quá lớn, liền Vân Đỉnh Thiên Thư đều không thể chịu đựng, bàn cờ trực tiếp nổ. Thánh Vân Tôn Thần sắc đại biến. Thật may hắn hấp thu Huyền Đế hai người máu tươi, hơi thở đại tăng, đang nổ phát sinh một khắc, nhanh chóng lui về phía sau, cũng thu hồi Vân Đỉnh Thiên Thư, không có bị tổn thương gì. Ngược lại Huyền Đế hai người, bất ngờ không kịp đề phòng, bị sóng xung kích đạt tới, hơi có điểm chật vật lui về phía sau, gương mặt đều là trắng bệch. Chuyện gì xảy ra? Huyền Cơ Nguyệt cắn răng nghiến lợi, nàng thiếu chút nữa thì có thể tra ra Diệp Thần tung tích. Thất bại trong gang tấc. Đế Thích Thiên cũng là sắc mặt âm trầm. Thánh Vân Tôn nói, luân hồi thiên uy hừng hực, đã không lại là người bất kỳ con cờ, ai cũng không cách nào đem hắn bày đến trên bàn cờ. Huyền Cơ Nguyệt nói, người đây là ý gì? Thánh Vân Tôn nói, ta là nói, luân hồi chi chủ đã siêu thoát bàn cờ này, không còn là con cờ, thành sau lưng kỳ thủ, hắn nhân quả đã không cách nào suy tính. Hắn lời nói này giọng, vô cùng trầm ổn, tựa như sự thật đúng là như vậy. Nhưng trong thực tế, ở bàn cờ nổ ngay tức thì, Thánh Vân Tôn đã bắt được Diệp Thần rơi xuống. Thằng nhóc kia, liền ở cực bắc thiên hải. Hắn thực lực đặc biệt nhỏ yếu, chỉ có thủy nguyên cảnh tầng 8 thiên mà thôi, ta có thể giết chết hắn. Chiếm đoạt khí vận của hắn. Chờ ta giết chết hắn, vậy ta liền có thể thừa kế luân hồi đại lộ, hùng phách thiên hạ. Ngụy cô nương sớm muộn là ta đạo lữ, Hạ Nhược Tuyết tiện nhân kia, còn có Kỳ Tư Thanh, đều là ta tiểu thiếp. Thánh Vân Tôn trong lòng thoáng qua vô số ý niệm, nhiệt huyết hưng phấn không thôi, nhưng sợ Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên, cùng mình cướp đoạt luân hồi khí vận, cho nên ngoài mặt tỉnh bơ, đặc biệt trầm ổn bộ dáng chấn định. Lòng hắn bên trong nhớ không quên, một mực nhớ Ngụy Dĩnh dung mạo dáng vẻ. Khát vọng nhất sự việc, chính là và Ngụy Dĩnh cùng nhau nghỉ hai ngày, võ đạo và tu vi đi về phía trình độ cao nhất. Huyền Cơ Nguyệt từ người phụ nữ trực giác, phát hiện Thánh Vân Tôn ánh mắt bên trong. Rất nhiều dâm tà vẻ ác độc, trong lòng một hồi chán ghét, nói Thánh Vân Tôn, người có giấu giếm, sự việc cũng không phải là như vậy, người đã tra được Diệp Thần rơi xuống, có phải hay không? Đế Thích Thiên mơ hồ tới giữa, vậy cảm thấy không đúng, nói Thánh Vân Tôn các hạ, Diệp Thần chính là luân hồi chi chủ, khí vận thâm hậu, một mình ngươi không phải là địch thủ của hắn, nếu như tra ra tung tích của hắn, xin cho biết, như muốn tru diệt, phải chúng ta ba người liên thủ. Mới khá bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Thánh Vân Tôn cười ha ha một tiếng, nói, hai vị thiên kiêu nói đùa, ta có tài đức gì, làm sao có thể theo dõi ra luân hồi chi chủ rơi xuống. Hôm nay là ta thất lễ, cáo từ. Nói xong, Thánh Vân Tôn lập tức cưỡi kỳ lân, xoay người biến dạng hư không rời đi, sợ bị Huyền Đế hai người ép ở lại. Hắn lần này đi được vô cùng là vội vàng, Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên cũng không phản ứng kịp. Không tốt. Huyền Cơ Nguyệt mặt đẹp biến sắc, đã biết không ổn, nâng kiếm muốn đuổi theo, nhưng đã muộn. Đế Thích Thiên ánh mắt trầm xuống, nói, không cần theo đuổi, chúng ta bị bày một đạo, tên kia khẳng định tra được Diệp Thần rơi xuống. Huyền Cơ Nguyệt cắn răng, nói cái gì đó Thánh Vân Tôn, rốt cuộc là ai, còn có cái gì đó địa tâm vực, thiên quân thế gia, Đế Thích Thiên, ngươi ngày hôm nay phải cùng ta nói rõ ràng. Đế Thích Thiên yên lặng một hồi. Ngắm nhìn Huyền Cơ Nguyệt, tựa hồ liền nghĩ tới ngày xưa vị kia thiên chi kiều nữ, từ Tử Vi Ngân Hà bên trong ra đời lúc tươi đẹp hình ảnh. Khi đó hắn còn tấm bé, chen ở lớn người giữa hai chân, kéo chim yến trường ca tay, đứng ở bờ sông hội. Đó là một chàng vô cùng trọng thể buổi lễ, tất cả mọi người đều lấy là, vị này thiên chi kiều nữ, chính là trong truyền thuyết phá cuộc người, có thể đối kháng cân nhắc quyết định đứng đầu. Chỉ là ai cũng không ngờ tới, sau cùng vận mệnh. Lại sẽ phát triển đến hôm nay tình cảnh này. Ngươi muốn biết sao, đó là một đoạn rất dài lịch sử. Đế Thích Thiên từ từ mở miệng,
hướng Huyền Cơ Nguyệt giải thích địa tâm vực chuyện cũ. Mà lúc này, Thánh Vân Tôn biến dạng hư không, đi tới cực bắc thiên hải bên bờ biển. Lúc đó chính gặp buổi trưa, mặt trời gay gắt cao treo, nhưng ánh mặt trời nhưng không chiếu tới trên mặt biển, đều bị cực bắc thiên hải bên trên, quanh quẩn không tiêu tan tai khí chặn lại. Đúng vùng đại dương, khắp nơi gió bão, ùng ùng vang dội, tựa hồ có vật gì muốn hỏi đời. Phi Hồng Ngọc Tủy muốn xuất thế sao? Ừ, còn có Vũ Hoàng Thế Gia, Tiêu Gia hơi thở, đây là chuyện gì xảy ra? Thánh Vân Tôn hơi đẩy một cái diễn, nhất thời cảm thấy cực bắc thiên hải bên trong, nhân quả đặc biệt phức tạp. Có Vũ Hoàng Thế Gia và Tiêu Gia hơi thở. Hắn một hồi kinh ngạc, muốn cẩn thận suy diễn, nhưng cái này nhân quả, cùng luân hồi chi chủ liên lụy, muốn suy diễn rõ ràng, nói ít cũng phải mấy trăm năm thời gian. Đáng chết, cái này luân hồi chi chủ, thật đúng là phiền toái. Thánh Vân Tôn cắn răng, vốn là hắn nắm trong tay Vân Đỉnh Thiên Thư, cái gì nhân quả đều có thể ngay tức thì suy đoán ra tới, nhưng hết lần này tới lần khác không làm gì được Diệp Thần. Có Diệp Thần ở địa phương, nhân quả phức tạp hơn gấp vạn lần, hắn suy diễn dịch coi là thời gian, cũng phải gấp vạn lần tăng trưởng, muốn trong vòng thời gian ngắn, coi là thanh nơi có biến hóa, đó là tuyệt không khả năng. Nói cách khác, nếu như bước vào cực bắc thiên hải mà nói, là hung là cát, ai chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Bỏ mặc, chính là một cái thủy nguyên cảnh tầng 8 trời, còn có thể ngất trời. Thừa dịp ngươi nhỏ yếu, vẫn là sớm chém chết ngươi thì tốt hơn. Nghĩ tới đây, Thánh Vân Tôn không cố kỵ nữa, cưỡi ma hóa kỳ lân, bước vào cực bắc thiên hải bên trong. Hắn biết rõ luân hồi huyết mạch đáng sợ, một khi bị luân hồi chi chủ lớn lên, đó là liền vạn khư lão tổ cũng không ngăn nổi, chớ nói chi là hắn. Cho nên, muốn giết Diệp Thần mà nói, phải từ hắn nhỏ yếu bắt đầu. Mà hiện tại, Diệp Thần tu vi, chỉ có thủy nguyên cảnh tầng 8 trời, mà Thánh Vân Tôn tu vi, đã vượt qua dòng dã hai cái lớn cảnh, lại đạt được huyền đế hai nhân tinh máu bồi bổ, chính là hắn khí thế nhất hừng hực thời điểm, là giết đoạt luân hồi lớn thời cơ tốt. Thánh Vân Tôn một bay vào cực bắc thiên hải, liền hướng trong đại dương ương hòn đảo bay vút đi. Trên biển khơi gió bão nổ tung, yêu thú vô cùng nhiều, tai khí dày đặc, nhưng hắn có Vân Đỉnh Thiên Thư bảo vệ, một đường thông suốt không trở ngại, rất nhanh liền đi tới trung ương trên hải đảo. Hải đảo bên bờ, Huyết Long chiếm cứ ở trên một cây đại thụ, Huyết Thần thì dưới tàng cây nhắm mắt dưỡng thần, hai người trấn thủ ở chỗ này. Ừ, có động tĩnh. Huyết Thần mở mắt ra, nhưng là cảm thấy dị động, ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy trùng trùng sóng biển đi hai bên nứt ra, một đạo cường đại bóng người, cưỡi đen nhánh kỳ lân chạy đạp tới. Chính là Thánh Vân Tôn. Thật là mạnh sát khí. Người này là ai? Huyết Long nhất thời phòng bị, mắt rồng gắt gao nhìn chằm chằm Thánh Vân Tôn. Thánh Vân Tôn trên mình, mang theo sát khí nồng nặc, hai người lập tức liền nhìn ra, người này đối với Diệp Thần có địch ý, hơn nữa còn là khắc cốt địch ý. Xem Thánh Vân Tôn hình dáng, tu vi rõ ràng vượt qua ngày xưa Nho Tổ, Diệp Thần lúc nào, đắc tội một cái như vậy cường địch, hai người nhưng là không biết. Người nào, đứng lại cho ta. Huyết Long rồng khổng lồ hình thân thể, bay vút lên ở trên trời, vạn tương thiên thư hiển hóa liền đi ra, trên bầu trời loáng thoáng, ngưng tụ ra một viên vẫn thạch khổng lồ tinh nham. Hắn lại vừa đối mặt, liền chuẩn bị vận dụng thiên động vạn tượng đại sát chiêu, rõ ràng phòng bị đến trình độ cao nhất. Ồ, vạn tương thiên thư, người chính là vậy vạn tướng vương sao? Thánh Vân Tôn thấy cái này bản thiên thư, nhất thời lui về phía sau một bước. Huyết Tử Ngục tiêu diệt Nho Tổ thần điện chuyện, hắn dĩ nhiên là biết. Lúc này thấy vạn tương thiên thư, hắn thì biết Huyết Long thân phận. Người này có lòng sát niệm, mắt mang dâm tà, không phải người tốt, mau giết hắn. Huyết Thần ánh mắt run lên, dẫn đầu rút ra khắc trời trong ly hỏa kiếm, một kiếm cuồng gai ra. Hắn đã nhìn ra Thánh Vân Tôn không phải người tốt, hơn nữa trừ sát ý bên ngoài, còn có một cổ vô cùng là âm độc tàn niệm, tựa hồ đối với hồng nhan sắc đẹp chuyện, có cực hạn khát vọng. Tà ác như thế người, tự nhiên vẫn là thừa dịp còn sớm chém chết thì tốt hơn. Ăn như bàn thạch, thiên động vạn tượng. Huyết Long hừ lạnh một tiếng, cũng không nói nhảm, thúc giục vạn tương thiên thư, vẫn thạch khổng lồ tinh nham, giống như ngày tận thế như sao rơi, ùng ùng từ trên trời hạ xuống, hướng Thánh Vân Tôn đập tới. Đồng thời, có một món bảo vệ tướng khí, từ thiên thư thả ra, rơi vào Huyết Long và Huyết Thần trên thân thể,
hóa thành nham thạch hộ thuẫn vậy tồn tại, bảo vệ được hai người thân thể. Huyết Long tâm tế như phát, không chỉ là cướp công, còn dùng hộ thuẫn bảo vệ tự thân, để ngừa Thánh Vân Tôn phản công. Đáng chết, chẳng lẽ Luân Hồi Chi Chủ biết ta muốn tới? Thánh Vân Tôn tim đập bịch bịch. Huyết Long và Huyết Thần vừa thấy mặt đã hạ tử thủ, thật to ra hắn ý liệu, hắn chỉ lấy là Diệp Thần thần cơ diệu toán, đã biết âm mưu của hắn kế hoạch, sống lưng không khỏi mồ hôi lạnh nhễ nhại, nhớ lại các loại luân hồi thiên uy truyền thuyết. Bốc lên độc luân hồi, vậy kết quả nhưng mà 10 phần bi thảm. Mắt gặp vậy vẫn thạch tinh nham đập tới, còn có Huyết Thần kiếm mang giết tới, Thánh Vân Tôn tu vi tuy mạnh, nhưng vội vàng tới giữa, đã không kịp phản kháng, chỉ có thể chật vật lui về phía sau. Oanh! Thiên động vạn tượng tinh nham, hung hăng nện xuống đại dương bên trong, khơi dậy thiên trọng sóng lớn. Thật may Thánh Vân Tôn né tránh nhanh hơn, nếu không một kích này, đã muốn hắn tánh mạng. Hắn coi như mạnh hơn đi nữa, cũng không khả năng ở không phòng bị chút nào dưới tình huống, cứng rắn bị vạn tượng thiên thư tuyệt đánh. Né tránh một kích này, đã là cực hạn, lại đối mặt Huyết Thần kiếm, Thánh Vân Tôn đã mất từ ngăn cản, chỉ có thể thoáng nghiêng người tránh qua. Phốc xích, Huyết Thần một kiếm gai đi giết, xuyên qua đầu vai của đối phương. Thánh Vân Tôn à một tiếng hét thảm, máu tươi văng tung tóe, vết thương đau nhức, hình dáng chật vật không chịu nổi. Cũng may hắn hấp thu Huyền Đế hai người máu tươi, gân cốt thật to lột xác, một kiếm này bị thương tuy nặng, nhưng cuối cùng nhận chịu xuống. Thần La kiếm pháp, cho ta chém giết. Thánh Vân Tôn gầm thét một tiếng, thiên thư bàn cờ bên trong bay ra một thanh kiếm. Nổ lên vô cùng là ác liệt mũi nhọn, hướng Huyết Thần lướt đi. Thần La kiếm pháp, chẳng lẽ ngươi là Huyền Cơ Nguyệt người? Huyết Thần ngẩn ngơ, cái này Thần La kiếm pháp, cùng Thần La thiên kiếm có cực lớn nhân quả liên lạc, hắn vừa gặp dưới, chỉ lấy là Thánh Vân Tôn đến từ Nữ Hoàng Thiên Cung, là Huyền Cơ Nguyệt dưới quyền. Huyết Thần tiền bối, chú ý. Huyết Long kêu to. Huyết Thần phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện mình hoảng hốt kinh ngạc tới giữa, quên phòng thủ. Lập tức bị Thánh Vân Tôn phi kiếm giết đến cùng. Phịch, Thánh Vân Tôn phi kiếm rơi xuống, thật may Huyết Thần có nham thạch hộ thuẫn ngăn cản, hộ thuẫn bể tan tành, hắn nhặt trở về một cái mạng. Huyết Long lật đật bay tới che chở hắn, thật may hắn mới vừa thận trọng, trước thời hạn làm xong phòng ngự, nếu không Huyết Thần không chết cũng phải trọng thương. Thánh Vân Tôn hừ một tiếng, lại không có và hai người chiến đấu, thừa dịp hai người hoảng hốt để gặp. Lắc người một cái, trốn vào hải đảo bên trong. Hải đảo này tai khí tràn ngập, nhưng hắn có Vân Đỉnh Thiên Thư bảo vệ, ngược lại cũng không sợ hãi. Thật ra thì Huyết Long nắm giữ Vạn Tượng Thiên Thư, nếu như có thể hoàn toàn nắm trong tay, cũng là không sợ, nhưng mà Huyết Long căn cơ chưa vững chắc, cho nên đối mặt trên đảo tai khí, vẫn là có cực lớn kiêng kỵ. Không tốt, tên kia tiến vào. Huyết Long thấy Thánh Vân Tôn xông vào, ánh mắt hơi đổi. Huyết Thần trầm giọng nói, chúng ta mới vừa đánh nhau, muốn đến Diệp Thần cũng nghe được, hắn sẽ có đề phòng, không cần quá mức lo âu. Huyết Long nói, hy vọng như vậy, chỉ là không biết người nọ thân phận gì. Huyết Thần nói, có thể là Nữ Hoàng Thiên Cung người. Huyết Long nói, Nữ Hoàng Thiên Cung, vậy cũng phiền toái, không biết Huyền Cơ Nguyệt ở tính toán gì. Mới vừa Thánh Vân Tôn thi triển Thần La Kiếm Pháp, hai người cũng lấy là hắn và Huyền Cơ Nguyệt có liên quan. Nơi nào nghĩ đến Thánh Vân Tôn nhưng thật ra là Tiêu gia trước kia khách khanh, mà đây Thần La Thiên Kiếm, cũng là Tiêu gia tổ sư gia, kiếm thần lão tổ sáng tạo kiếm pháp. Liền liền Thần La Thiên Kiếm, đều là kiếm thần lão tổ chế tạo. Là trước có kiếm pháp, lại còn thiên kiếm. Nhưng cái này chút bí mật, Huyết Long hai người dĩ nhiên là cũng không biết. Mà trước đó không lâu, hải đảo bên trong, Diệp Thần đang mang Lý Phi Tuyết, Lý Thanh Sơn hai người. Đuổi theo giết Vũ Hoàng Đà. Ba người đi tới trước lúc đó, nhưng nghe phía bên ngoài có động trời tiếng đánh nhau truyền tới, một viên to lớn hoang tinh vẫn thạch, chiếm cứ ở trên trời, rồi sau đó đánh xuống đi xuống, nổ được đại dương sôi trào, sóng lớn vạn trượng. Có đánh nhau, chẳng lẽ có kẻ địch tiến vào? Diệp Thần thấy một màn này, nhất thời hơi biến sắc mặt. Lý Thanh Sơn nói, đại ca, làm thế nào? Kẻ địch hơi thở tựa hồ rất là mạnh mẽ, chúng ta sợ rằng không dễ đối kháng. Cảm ơn bạn Hưu Nguyên Dinh, Đo Kiêu Ong Ánh đã đề cử. Lý Thanh Sơn vậy cảm thấy, tới địch hơi thở vô cùng cường đại, tuyệt không phải thiện thiện hạng người. Diệp Thần nói, tốc chiến tốc thắng, trước giải quyết hết Vũ Hoàng Đà nói sau.
Dứt lời, Diệp Thần tiếp tục mang Lý Phi Tuyết hai tỷ đệ, đi về trước đuổi giết. Đồng thời, Diệp Thần lần nữa sử dụng Hoàng Tuyền Đồ, thả ra hàng loạt Hoàng Tuyền Thánh Thủy, hình thành tầng tầng cấm chế, lại ở trong nước mai phục một viên Bích Thủy Khảm Linh Châu, làm xong cạm bẫy, cuối cùng mới lên đường. Hai lần sử dụng Hoàng Tuyền Đồ linh khí tạm thời tuyên cáo khô kiệt, trong thời gian ngắn không thể dùng lại. Bất quá có cái này Hoàng Tuyền cấm chế, hơn nữa Bích Thủy Khảm Linh Châu cạm bẫy, vậy đủ để trì hoãn ngoại địch bước chân, là Diệp Thần tranh thủ thời gian. Vậy Bích Thủy Khảm Linh Châu trên, khắc vẽ một đạo tinh văn, chính là Thái Thượng Thiên Nữ tự tay khắc vẽ Bạch Đế Kim Hoàng Văn, lực sát thương cực lớn. Ban đầu ở Long Chiến Giã ngôi mộ bên trong, Diệp Thần đạt được hạt châu này, phía trên tinh văn, còn không sử dụng qua. Vậy Bạch Đế Kim Hoàng Văn, hắn lúc ban đầu kế hoạch, là ở Nho Tổ Ước Chiến trên vận dụng, nhưng lúc đó tình huống chiến đấu quá khẩn cấp, cũng không có sử dụng cơ hội, lúc này dùng để bố trí cạm bẫy, nhưng là tuyệt cao. Cạm bẫy vài tốt sau đó, Diệp Thần tạm thời không có nỗi lo về sau, nhanh chóng đuổi theo giết Vũ Hoàng Đà. Lại nói vậy Vũ Hoàng Đà thoát đi sau đó, trong lòng vô cùng là mâu thuẫn, một mặt kiêng kỵ luân hồi chi chủ uy danh, muốn trực tiếp rời đi, nhưng lại nghĩ đến Phi Hồng Ngọc Tủy còn chưa tới tay, huống chi luân hồi chi chủ cả người là bảo, cứ như vậy tay không rời đi, không khỏi không cam lòng. Vũ Hoàng Đà núp ở một phiến nứt ra cốc cạnh trong rừng cây, lặp đi lặp lại suy nghĩ cân nhắc. Trên đảo tai khí, chính là từ trước mắt hắn nứt ra trong cốc nhô lên đi ra ngoài. Vậy nứt ra cốc để, tai khí nồng nặc nhất, mơ hồ có thể gặp một chút hồng mang tràn ngập ra, trong truyền thuyết Phi Hồng Ngọc Tủy, hiển nhiên liền chôn giấu ở trong đó. Phi Hồng Ngọc Tủy cái loại này linh vật, từ tai khí bên trong ra đời, tai nạn càng nồng nặc địa phương, liền càng có thể tạo ra Phi Hồng Ngọc Tủy. Vũ Hoàng Đà nhìn vậy Phi Hồng Ngọc Tủy như ẩn như hiện, nhưng lại không dám đi xuống đảo lấy. Dẫu sao nứt ra cốc bên trong, tai khí quá đáng sợ, coi như Diệp Thần tới, dùng Hoàng Tuyền Thánh Thủy đều không thể lọc sạch, nếu như trợt chân rơi xuống, đó là chết được cặn bã đều không còn lại. Chính là bàng hoàng không biết làm sao để gặp, lại nghe một loạt tiếng bước chân vang lên. Một cô gái xách trường kiếm, đuổi giết đi lên, chính là Tiêu Khinh Nhan. Vũ Hoàng Đà, giao ra Tà Sát Võ Điển. Tiêu Khinh Nhan thấy được Vũ Hoàng Đà thần hồn bóng người, quát mắng. Vũ Hoàng Đà thấy nàng một thân một mình, vui vẻ cười to, nói Tiêu Khinh Nhan, ngươi dám một mình đuổi giết ta, đơn giản là tự tìm cái chết. Ai giết ai còn chưa nói được, liền lấy ngươi làm con tin. Nói xong, Vũ Hoàng Đà sử dụng Tà Sát Võ Điển, một quyển tà khí nghiêm nghị thiên thư, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn trên, các loại ký tự như hắc hổ điệp vậy sôi trào, từng cơn tà sát khí bạo dũng ra. Tiêu Khinh Nhan mặt liền biến sắc. Nàng vốn là định đuổi kịp Vũ Hoàng Đà sau đó, hiến tế tự thân máu tươi, liều mạng cái mạng này không muốn, đều phải cướp lấy Tà Sát Võ Điển, sau đó đưa về địa tâm vực, tự mình hy sinh, chấn hưng tiêu gia. Nhưng là, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Tà Sát Võ Điển hơi thở, lại là như vậy mạnh mẽ, ở đó tà khí dưới áp chế, nàng lại liền hiến tế tánh mạng, tự bạo máu tươi thủ đoạn, đều không cách nào sử dụng. Hô hấp nghẹt thở tới giữa. Tiêu Khinh Nhan lập tức bị Tà Sát Võ Điển trấn áp, từng luồng hắc vụ ngưng tụ thành xiềng xích, đem nàng trói lại, cột đến trên cây. Những thứ này xiềng xích buộc chặt thân thể của nàng, để cho được nàng linh lung phù đột dáng vẻ, lộ vẻ được càng mê người. Vũ Hoàng Đà chặc chặc khen ngợi, nói, đáng tiếc ta không có thân xác, nếu không ngươi ngày hôm nay thì không phải là chết như thế đơn giản. Lập tức vững vàng buộc Tiêu Khinh Nhan, sung làm con tin. Hắn sợ Tiêu Khinh Nhan tránh thoát. Cho nên buộc địa phương, đúng lúc là ở đó nứt ra cốc bên trên vách đá, nếu như Tiêu Khinh Nhan dám tránh ra khỏi, vậy cũng chỉ có đánh mất nứt ra cốc, bị tai khí cắn nuốt kết quả bi thảm. Có con tin nơi tay, Vũ Hoàng Đà lập tức trong lòng đại định, hắn biết luân hồi chi chủ xưa nay nhân nghĩa, sẽ không ngông hại vô tội, hiện tại chộp được Tiêu Khinh Nhan, tự nhiên là có thiên đại tiền đặt cuộc, cho nên dứt khoát tại chỗ chờ. Diệp Thần mang Lý Phi Tuyết hai tỷ đệ, bay vút đuổi giết tới. Đi tới nứt ra cốc bên trong, nhưng thấy Tiêu Khinh Nhan bị trói cột thành con tin, mà Vũ Hoàng Đà một mặt khí định thần nhàn hình dáng, đứng ở bên cạnh. Luân hồi chi chủ, người rốt cuộc đã tới. Vũ Hoàng Đà cười tủm tỉm nhìn Diệp Thần, Tà Sát Võ Điển sát khí lăn, hóa thành một cái âm sát đao, gác ở Tiêu Khinh Nhan trên cổ. Tiêu Khinh Nhan cắn chặt hàm răng, mặt đầy trắng bệch tiều tụy, hình dáng vô cùng chật vật,
không dám nhìn thẳng Diệp Thần ánh mắt. Lý Phi Tuyết thấy nàng thành con tin, ai yêu một tiếng thét kinh hãi. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nhìn về Vũ Hoàng Đà, thần sắc lãnh đạm, nói, Vũ Hoàng Đà, người muốn làm cái gì? Vũ Hoàng Đà cười hắc hắc, nói, luân hồi chi chủ, ta muốn cùng ngươi làm một giao dịch mà thôi. Vừa nói, hắn âm sát đao, đè ép xuống Tiêu Khinh Nhan cổ. Tiêu Khinh Nhan trắng nõn béo mập trên cổ, nhất thời xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết máu, xúc mục kinh tâm. Diệp Thần nói, người muốn làm cái gì giao dịch? Vũ Hoàng Đà nói, ngươi cho ta một khối đạo cốt, ta thả cô nàng này. Hắn từ đầu đến cuối kiêng kỵ Diệp Thần luân hồi thiên uy, rõ ràng cảnh giới tu vi chiếm cứ ưu thế, cũng không dám động thủ, chỉ mở miệng đòi Diệp Thần một cục xương. Luân hồi đạo cốt, đó là giá trị ngập trời tồn tại, năm đó Vạn Khư lão tổ đào đi Diệp Thần một khối thiên đế cốt, đúc thành liền giữa thiên hạ chí cao vô thượng luân hồi thiên kiếm, có thể tưởng tượng được Diệp Thần đạo cốt giá trị. Quanh thân đạo cốt bên trong, lấy ngực đến gần tim địa phương, chân quý nhất, xương kia chính là thiên đế cốt, toàn thân chỉ có một khối, đã bị Vạn Khư lão tổ Vũ Hoàng cổ đế đào đi. Hiện tại Vũ Hoàng Đà mong muốn, là tùy tiện một khối đạo cốt, bộ vị gì đều có thể, chỉ cần là Diệp Thần trên mình xương là được. Diệp Thần ngửa mặt lên trời cười to, nói, người muốn ta đạo cốt, dựa vào cái gì? Vũ Hoàng Đà níu Tiêu Khinh Nhan tóc, nói, chỉ bằng ta trong tay con tin. Diệp Thần trong đầu nghĩ, cái này đàn bà thúi, đã sớm kêu nàng không muốn hành động thiếu suy nghĩ, nàng quả nhiên bị bắt đi. Tiêu Khinh Nhan có vẻ áy náy, ảm đạm cúi đầu, cũng không mặt mũi đối với Diệp Thần. Diệp Thần ngoài mặt tỉnh bơ, cười nói, ta cùng nữ nhân này không quen, ngươi cầm nàng đổi ta đạo cốt, không khỏi quá coi trọng nàng. Tiêu Khinh Nhan nghe được Diệp Thần lời nói này, trong lòng có vẻ đau nhói. Diệp Thần để tỏ lòng thật và Tiêu Khinh Nhan không quen, còn ôm Lý Phi Tuyết eo, tựa hồ hắn và Tiêu Khinh Nhan không liên quan, Lý Phi Tuyết mới là hắn người phụ nữ. Lý Phi Tuyết gò má một đỏ, đi Diệp Thần bên người khẩn ai liền một tí. Vũ Hoàng Đà vui vẻ cười to, nói, luân hồi chi chủ, ngươi không chịu giao ra đạo cốt, cái này Tiêu gia còn sót huyết mạch, cuối cùng muốn bởi vì ngươi mà chết, chẳng lẽ ngươi không hổ cứu sao? Vừa nói, Vũ Hoàng Đà vung đao ở Tiêu Khinh Nhan trên khuôn mặt, nhẹ nhàng tìm một đao. Tiêu Khinh Nhan gò má bên trên, nhất thời máu tươi chảy như dòng nước, kinh tâm động phách, nàng hô hấp cũng không dám hít thở. Diệp Thần chấn động trong lòng, ngoài mặt như cố tỉnh bơ, nói, người uy hiếp ta không dùng, người coi như giết nàng, ta cũng không sẽ đem đạo cốt cho ngươi. Vũ Hoàng Đà thấy Diệp Thần như vậy bộ dáng chấn định, trong đầu nghĩ, chẳng lẽ thằng nhóc này, thật như vậy tuyệt tình. Sau đó, hắn lần nữa nói, luân hồi chi chủ, ta yêu cầu cũng không quá đáng, ngươi chỉ cần chặt đứt tay trái ngón út, đem ngón cái cốt tặng đưa cho ta, chuyện này dễ tính kết, ta lập tức thả người, như thế nào? Diệp Thần người mang luân hồi huyết mạch, chính là một đoạn ngón út cốt, giá trị đều là khó có thể tưởng tượng. Diệp Thần yên lặng không đáp. Tiêu Khinh Nhan đột nhiên cắn răng, nói, Diệp đại ca, thật xin lỗi. Nói xong, nàng đột nhiên tránh ra khỏi trên mình xiềng xích, tung người một cái, lại đi nứt ra cốc vực sâu nhảy đi. Ai yêu? Cái này một tí nổi lên biến cố, Vũ Hoàng Đà thất kinh. Vậy nứt ra cốc vực sâu bên trong, hiện đầy tai khí, là một phiến tuyệt đối tử địa, người nếu là nhảy vào, nơi nào còn có mạng sống có thể. Chỉ gặp Tiêu Khinh Nhan thân thể hạ rơi xuống cực nhanh, ngay tức thì rơi vào đáy cốc vực sâu, bị vô biên vô tận tai khí thôn không, cái gì tiếng thở cũng không tồn tại. Lý Phi Tuyết tỷ đệ mắt thấy này cùng kinh biến, gương mặt thất sắc. Tiêu cô nương, Diệp Thần hô to một tiếng, cũng không nghĩ tới Tiêu Khinh Nhan như vậy đoạn tuyệt. Hắn cùng Tiêu Khinh Nhan quen biết chỉ một khoảng thời gian, đích xác không có cái gì giao tình thâm hậu, nhưng dẫu sao quen biết một chàng, hơn nữa còn chiếm được đối phương truyền ra bảo tai nạn hồn ngọc, cũng coi là có thiện duyên. Lúc này thấy Tiêu Khinh Nhan nhảy cốc tự sát, Diệp Thần nội tâm bên trong, dĩ nhiên là vô cùng chấn động. Vũ Hoàng Đà thấy tình thế không ổn, xoay người rời đi. Cho ta chết! Diệp Thần giận dữ, bỗng nhiên rút ra tai nan thiên kiếm, nứt ra cốc vực sâu tai khí, lại cùng hắn một kiếm đồng tình, vô cùng tai khí từ lòng đất bạo dũng ra, phụ đến hắn trên thân kiếm. Ông ông ông! Đúng cầm tai nan thiên kiếm, kịch liệt chấn động đứng lên, không ngừng phát ra ông minh tiếng, các loại tai họa khí tượng, bùng nổ đến trình độ cao nhất. Nắm giữ ma kiếm!
Diệp Thần một kiếm chém điên cuồng ra, sử dụng nắm giữ kiếm pháp, kiếm khí hô dọn ra gầm thét để gặp, mơ hồ có một đầu kinh khủng à đạo chủ làm thịt hư ảnh hiện lên. Vũ Hoàng Đà Hù được tâm đảm câu liệt, thật ra thì bàn về tu vi thực lực, hắn đã vượt qua thái chân cảnh, đối mặt Diệp Thần, tuyệt sẽ không chật vật. Nhưng hắn đầu tiên cất kính sợ luân hồi ý niệm, lúc này thấy Diệp Thần kiếm khí hung mãnh, lại không dám đối kháng, chỉ lo chạy trốn. Suy, Diệp Thần một kiếm chém chết tới đây, Vũ Hoàng Đà sau lưng trúng kiếm, hắn không có thân xác, thần hồn bị kiếm tổn thương, phát ra suy suy tiếng vang, khói trắng từng cơn. Kịch liệt đau nhói truyền tới, Vũ Hoàng Đà thần hồn chấn động, cắn răng, nói. Luân hồi chi chủ, là ngươi ép ta. Lúc này hắn bị dồn đến tuyệt cảnh, lại không phản kháng chính là chết, lúc này sử dụng tà sát võ điển, tà thiên sách hơi thở hoàn toàn bùng nổ, thần hồn thân thể lại co rúc lại, không ngừng thu rúc thành một chữ phù vậy nhỏ bé tồn tại, dính vào thiên thư trên. Cái này một tí, Vũ Hoàng Đà hồn ảnh hoàn toàn không gặp. Diệp Thần trước mắt, chỉ có vậy tà sát võ điển tồn tại, từng cơn sát khí mãnh liệt, hóa thành sóng gió kinh hoàng vậy, gào thét hướng hắn đánh tới. Cái này tà thiên sách mãnh liệt bùng nổ, uy lực thực không phải chuyện đùa, Diệp Thần lui về phía sau ba bước, cũng không có đón đỡ. Rào! Tà sát võ điển ký tự nhảy lên, Vũ Hoàng Đà thân thể, lần nữa hiển hóa liền đi ra, thấy Diệp Thần lui về phía sau, không khỏi vui vẻ cười to, nói. Luân hồi thiên uy, bất quá ngươi ngươi, xem ra là ta đánh giá quá cao ngươi. Hắn đây là động thủ thật, phát hiện mình lại chiếm cứ ưu thế. Không khỏi trong lòng đại định, chỉ lấy là Diệp Thần luân hồi oai, cũng không quá như vậy. Phải không? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên một chưởng đánh ra, quát lên. Thánh ma thần mạch, long viêm thần mạch, mở. Một cái chớp mắt tới giữa, Diệp Thần mở ra hai cái luân hồi huyết mạch, một là thánh ma thần mạch, hai là long viêm thần mạch. Hai cái này huyết mạch, đều đã lột xác viên mãn, một khi mở, thoáng chốc tới giữa, liền gặp hắc viêm nổ tung. Một cái đen nhánh hỏa long, chiếm cứ ở Diệp Thần trên cánh tay. Diệp Thần một chưởng này bạo đánh ra, mang theo hai cái huyết mạch luân hồi oai, màu đen viêm long gầm thét, thanh thế thật lớn. Đây là... Vũ Hoàng Đà cả kinh thất sắc, chỉ cảm thấy Diệp Thần luân hồi hơi thở, đột nhiên bạo tăng. Một chưởng này hung mãnh, hắn lại hô hấp nghẹt thở. Tà sát thiên châu, đi! Nguy cấp bên trong, Vũ Hoàng Đà thúc giục tà sát võ điển. Từng luồng tà khí không ngừng ngưng tụ, cố hóa, biến thành từng hạt tròn màu đen thiên châu, như đạn pháo liên châu vậy xông về Diệp Thần. Bình bịch bịch, từng viên tà sát thiên châu, ở Diệp Thần quanh thân nổ lên. Kinh người khí lãng nổ thả ra, mặt đất biến dạng, rừng rậm phá hủy, mưa gió cuốn lên, vô số tà khí đều bị nổ được sôi trào. Diệp đại ca, đứng ở đàng xa Lý Phi Tuyết cùng Lý Thanh Sơn, kinh hô một tiếng, chỉ sợ Diệp Thần bị nổ chết. Nhưng mà, đợi được khí lãng nổ tản đi, bọn họ nhưng kinh ngạc phát hiện, Diệp Thần thân thể an ổn như núi, sừng sững tại chỗ. Một bộ áo giáp màu vàng kim, bao trùm ở Diệp Thần trên thân thể, ở nơi này phó hoàng kim chiến giáp dưới bảo vệ, Diệp Thần thân thể không chút tổn hao nào. Cái gì? Vũ Hoàng Đà thấy một màn này, cả kinh thất sắc, chỉ cảm thấy Diệp Thần luân hồi huyết mạch hơi thở, tựa hồ lại càng cường đại hơn. Lúc đầu tại mới vừa nổ phát sinh thời điểm, Diệp Thần đã mở ra xích trần thần mạch, biến hóa ra một bộ chiến giáp, vững vàng bảo vệ thân thể. Luân hồi uy thế, hiện tại lại là như thế nào? Diệp Thần ánh mắt sắc bén, ba cái huyết mạch mở, luân hồi lực mãnh liệt bùng nổ, lần nữa một kiếm chém ra, quát lên. Nguyệt hồn chảm, hung hãn nguyệt hồn kiếm mang, chính là xen lẫn luân hồi thiên uy, hung hăng hướng Vũ Hoàng Đà chém tới. Cảm ơn bạn Hưu Nguyên Dinh, Đo Kiêu Ông Ánh đã đề cử. Vũ Hoàng Đà con người co giúp một cái, vội vàng thúc giục tà sát võ điển, làm tấm thuẫn vậy, chắn trước người mình. Cái này tà sát võ điển chính là tà thiên sách, vô cùng ảo diệu, cái này một tí ngăn cản, vậy chặn lại Diệp Thần kiếm. Nhưng Diệp Thần kiếm khí, nhưng xuyên thấu qua thiên thư, chấn nhiếp đến Vũ Hoàng Đà thân thể. Phốc xích, Vũ Hoàng Đà há mồm phun ra một chùm bổn mạng linh khí, ở kiếm khí chấn động hạ, thần hồn cơ hồ biến dạng, chập chờn không chừng. Gương mặt đổi được vô cùng trắng bệch. Vũ Hoàng cổ đế bực nào nhân vật, tại sao có thể có ngươi loại phế vật này hậu duệ? Diệp Thần nhìn hờ hững, Vạn Khư lão tổ Vũ Hoàng cổ đế, cao cao tại thượng, hùng phách thiên hạ, khí vận thiên uy đều là đứng đầu,
làm sao Vạn Khư Thế Gia tiêu diệt sau đó, hậu bối không thành kết quả. Cái này Vũ Hoàng Đà, tự nhiên không thể cùng Vạn Khư lão tổ tuyệt thế phong tư so sánh, cho dù tu vi vượt xa mình, nhưng đạo tâm không đủ cương nghị, còn cầm người phụ nữ làm con tin, thuần túy một phế vật. Diệp Thần duy nhất kiêng kỵ, chính là trong tay hắn Tà Sát Võ Điển, dẫu sao đó là trong truyền thuyết Tà Thiên Sách. Lập tức Diệp Thần muốn sử dụng Hoàng Tuyền Đồ, dùng Hoàng Tuyền Thánh Thủy, áp chế Tà Sát Võ Điển hơi thở, miễn được Vũ Hoàng Đà sắp chết phản công tự bạo, vậy thì phiền toái. Nhưng mà, thúc giục Hoàng Tuyền Đồ, nhưng không có được đáp lại, Diệp Thần mới giật mình Hoàng Tuyền Đồ linh khí đã tạm thời khô kiệt, trong thời gian ngắn khó khôi phục. Thật may, Vũ Hoàng Đà ánh mắt mang theo sợ hãi, tựa hồ cũng không có tự bạo dũng khí. Luân hồi chi chủ, ta nguyện ý thần phục, mời tha ta một mạng. Càng làm cho Diệp Thần kinh ngạc chuyện xảy ra, Vũ Hoàng Đà lại có thể tại chỗ quỳ xuống, dập đầu cầu xin tha thứ. Thật ra thì hắn lúc này, xa xa còn chưa tới đèn cạn dầu, còn có năng lực chiến đấu, nhưng lại có thể đầu hàng, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Diệp Thần ngẩn ngơ, hiển nhiên không nghĩ tới sự việc sẽ có này cùng biến hóa. Lý Phi Tuyết và Lý Thanh Sơn cũng là ngây dại, cũng không nghĩ tới Vũ Hoàng Đà sẽ cầu xin tha thứ. Luân hồi mộ địa bên trong, Bắc Võ Tử Đế thấy một màn này, cười nói, mộ chủ đại nhân, xem ra ngươi luân hồi uy danh quá thịnh, tên này lại không dám đối kháng, muốn thần phục với ngươi. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói cái loại này bị ổi không chịu nổi đồ, ta muốn tới có ích lợi gì. Bắc Võ Tử Đế nói, mộ chủ đại nhân, vậy ý của ngươi là. Diệp Thần nói, dĩ nhiên là giết, thay tiền bối ngươi trả thù, còn có. Cũng thay Tiêu cô nương trả thù. Bắc Võ Tử Đế yên lặng một hồi, nói, cũng tốt, vậy ta mượn lực cho ngươi, để tránh hắn tự bạo. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói cái này cũng không cần chứ. Muốn giết một cái ngoác đuôi xin sỏ bọn chuột nhắt, ta tiện tay một kiếm đủ rồi. Bắc Võ Tử Đế nói, cẩn thận một chút, tóm lại không sai, huống chi phía sau còn có tới địch, người cần ta lực lượng. Diệp Thần trong lòng rét một cái, Bắc Võ Tử Đế lời này xác thực không sai, trừ Vũ Hoàng Đà bên ngoài, còn có người xông vào trên đảo, không biết là ai, nếu có thể vượt qua huyết long huyết thần phòng tuyến, chắc hẳn thực lực đối phương vô cùng mạnh mẽ, ngược lại cũng không thể khinh thường. Bắc Võ Tử Đế gặp Diệp Thần không cự tuyệt, lúc này thả ra tự thân linh khí, toàn bộ bơm vào đến Diệp Thần trên thân thể. Thoáng chốc tới giữa, Diệp Thần lấy được Bắc Võ Tử Đế trợ lực, cả người mây tía mạnh mẽ, phương xa cũng có mây tía hòa hợp khí tượng. Một bộ quần áo tím đế bào, khoác ở Diệp Thần trên mình. Giờ khắc này Diệp Thần, tựa như hóa thân Bắc Võ Tử Đế, nhìn chằm chằm Vũ Hoàng Đà nói, ngươi ngoác đuôi xin sỏ cũng không dùng, ngươi chu diệt Bắc Võ Tử Đế gia tộc, cướp lấy Tà Sát Võ Điển, tội ác sâu nặng, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết. Nói xong, Diệp Thần chỉ điểm một chút xiết ra, khoáng đạt mây tía thần mang, hướng Vũ Hoàng Đà ám sát đi. Vũ Hoàng Đà trong thoáng chốc sắc mặt thảm biến, nói, luân hồi chi chủ, ta tất cả thuộc về thuận đầu hàng, ngươi còn muốn giết ta. Đây là ép ta đi chết. Nói xong lời cuối cùng, Vũ Hoàng Đà vành mắt hết sức nứt ra, cả người sát khí bùng nổ, đã như vậy, vậy chúng ta liền lấy mạng đổi mạng. Nói xong, hắn tế khởi Tà Sát Võ Điển, từng đạo ký tự bành trướng, quả nhiên là muốn tự bạo. Cái này Tà Sát Võ Điển chính là Tà Thiên Sách, một khi tự bạo, uy lực tuyệt đối là đáng sợ, Diệp Thần khoảng cách gần như vậy, không bị nổ chết cũng phải trọng thương, mà phía sau Lý Phi Tuyết hai tỷ đệ, nhất định là không sống nổi. Thấy một màn này, Diệp Thần nhưng không kinh hoàng, lạnh lùng nói, ta chính xác ngươi tự bạo sao? Giao quang tử thuật, cho ta trấn áp. Một cổ minh mông ánh sáng tím, từ Diệp Thần trong lòng bàn tay bộc phát ra, lại có thể ở một cái chớp mắt tới giữa, chế trụ Tà Sát Võ Điển sát khí. Lúc đầu cái này Tà Sát Võ Điển, chính là Bắc Võ Tử Đế gia tộc thần vật. Năm đó Bắc Võ Tử Đế, từng chuyên tâm nhân xâm mài qua cái này bản Tà Sát Võ Điển, cho nên đối với Tà Sát Võ Điển khí cơ lưu truyền, vô cùng quen thuộc. Diệp Thần đạt được Bắc Võ Tử Đế trợ lực, cái này một cái xuất thủ, vừa vặn chế trụ Tà Sát Võ Điển khí cơ, để cho không cách nào nổ. Vũ Hoàng Đà mất đi sau cùng thủ đoạn, còn người có giúp lại, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Suy. Diệp Thần chỉ điểm một chút đi giết, chỉ nhất kích, liền xuyên qua hắn thần hồn thân thể, hoàn toàn đem giết chết. Lão tổ, thay ta trả thù à. Vũ Hoàng Đà thần hồn biến mất trước, ngửa mặt lên trời gầm thét,
phát ra oán độc cừu hận tiếng, tựa hồ là muốn gọi Vũ Hoàng cổ đế, là hắn báo thù. Lách cách, Vũ Hoàng đã vừa chết, vậy tà sát võ điển, liền rớt xuống đất. Đại chiến kết thúc, Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, đem tà sát võ điển bắt ở trên tay, hướng Bắc Võ Tử Đế nói, tiền bối, ta vì ngươi chu diệt hung đồ, đoạt lại gia tộc ngươi thần vật. Bắc Võ Tử Đế gặp Vũ Hoàng đã bỏ mình, cũng là lớn cảm vui vẻ yên tâm, nói, rất tốt, chỉ là gia tộc ta hậu nhân toàn bộ chết hết sức, cũng quá mức thê thảm, mộ chủ đại nhân, chờ ngươi sau này du ngoạn luân hồi đỉnh, chân chính chấp trưởng sống chết luân hồi đại lộ, xin đem bọn họ sống lại cho thỏa đáng. Diệp Thần gật gật đầu nói, cái này tự nhiên, ta sẽ nhớ, như vậy tà sát võ điển. Bắc Võ Tử Đế nói, cái này tà sát võ điển quá mức phức tạp, ta năm đó nhân sâm mài vạn năm, cũng không cách nào lĩnh ngộ, hôm nay ta chỉ còn dư lại một món thần hồn, càng không thể nào lĩnh ngộ, mộ chủ đại nhân, ngươi thiên phú tuyệt đỉnh, cái này tà sát võ điển ngươi liền nhận lấy, nếu có thể hiểu, tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Tà sát võ điển chính là tà thiên sách, nếu như tu luyện tới trung cực, nghe nói có thể bắt được vô cảnh giới bí ẩn. Loại bí tịch này, Diệp Thần tự nhiên vậy rất có hứng thú. Tốt lắm, đa tạ tiền bối, ta thu. Diệp Thần nhận tà sát võ điển, hướng Bắc Võ Tử Đế nói cảm ơn. Diệp đại ca. Lúc này, Lý Phi Tuyết và Lý Thanh Sơn đi tới. Cuộc chiến đấu này, Diệp Thần cơ hồ là toàn bộ hành trình nghiền ép, hiện ra vô cùng cường đại luân hồi uy thế, làm hai người khuất phục khen ngợi không dứt. Diệp Thần nhìn xem Lý Phi Tuyết, lại nhìn xem Tai Nan Thiên Kiếm cùng Tà Sát Võ Điển, nói, Phi Tuyết, Tai Nan Thiên Kiếm ngươi cầm, ngươi hấp thu Tà Sát Võ Điển sát khí, đối với ngươi tu vi rất có ích lợi. Tà Sát Võ Điển sát khí, cùng tai nạn khí, rất có cộng thông chi sử. Nếu như Lý Phi Tuyết hấp thu, nhất định rất nhiều tăng thêm. Lý Phi Tuyết là Tai Nan Thiên Kiếm kiếm linh, sau này sớm muộn phải đi theo Diệp Thần, cho nên bắt đầu từ bây giờ, đem nàng bồi dưỡng thành dài, dĩ nhiên là tốt nhất lựa chọn. Diệp đại ca, ta hấp thu bí tịch này hơi thở, sẽ không tổn hại bí tịch này sao? Lý Phi Tuyết sửng sốt một chút, nói. Diệp Thần nói, sẽ không, sát khí chỉ là bên ngoài, bí tịch này chân chính nội dung, thâm ảo rất, quan hệ đến vô bí mật. Lý Phi Tuyết nói, vô là ý gì? Thật là kỳ quái xưng vị. Diệp Thần nói, vô quá mức thâm ảo, ta cũng không nói rõ ràng, tóm lại ngươi không cần phải để ý đến, trước hấp thu cái này tà sát võ điển sát khí, tăng lên thực lực nói sau. Lý Phi Tuyết nói, Diệp đại ca, ta đều nghe ngươi. Diệp Thần gật đầu một cái, lại hướng Lý Thanh Sơn nói, Thanh Sơn, thay tỷ tỷ ngươi hộ pháp. Lý Thanh Sơn nói, được. Nhìn xem vậy nứt ra cốc, gặp đáy cốc vực sâu tai khí trào đãng được càng ngày càng kịch liệt, vậy phi hồng ngọc tủy tựa hồ mau xuất thế. Lý Thanh Sơn nói, đại ca, ngươi là phải đi sao? Phi hồng ngọc tủy mau xuất thế, đến lúc đó tất có dị tượng, ta một người sợ là không nhịn được. Diệp Thần nhìn xem nứt ra cốc, nghĩ đến Tiêu Khinh Nhan rơi vào đáy cốc, hơn phân nửa là chết, không khỏi một hồi thổn thức, nói ta rất nhanh liền trở về, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Giải quyết hết Vũ Hoàng Đà, Diệp Thần cũng không có khinh thường, bởi vì còn có không biết kẻ địch, xông vào nơi đây, hắn đã cảm thấy Hoàng Tuyền cấm chế kích động, đối phương đã tới sát cấm chế vùng lân cận, chỉ là bị cạm bẫy kéo chỉ hoãn lại bước chân. Diệp đại ca, người phải đi nơi nào? Thiên kiếm ngươi cầm. Lý Phi Tuyết kéo Diệp Thần cánh tay, chỉ lo lắng hắn xảy ra chuyện, liền muốn đem Tai Nan Thiên Kiếm vẫn còn cho hắn. Diệp Thần nói, người hấp thu tà sát khí, cần Thiên Kiếm bảo vệ, không cần lo lắng ta rất mau trở lại. Nói xong, Diệp Thần kiên trì đem Tai Nan Thiên Kiếm, để lại cho Lý Phi Tuyết, sau đó một thân một mình đường cũ trở về. Diệp đại ca, Lý Phi Tuyết hô kêu một tiếng, nhưng Diệp Thần cũng không quay đầu. Lý Thanh Sơn nói, tỷ tỷ, nhanh lên một chút tu luyện đi, không nên phụ lòng Diệp đại ca ý tốt. Bây giờ là cao nhất lúc tu luyện cơ hội, trên đảo tai khí tràn ngập đến nồng đậm nhất trình độ, thiên thời địa lợi cùng Tai Nan Thiên Kiếm phù hợp, vào lúc này tu luyện, Lý Phi Tuyết mới có thể có lớn nhất đột phá. Nếu như bỏ lỡ thời cơ, sau này thì không có cái loại này cơ hội. Lý Phi Tuyết nhẹ khẽ gật đầu, trong lòng tuy tưởng nhớ Diệp Thần, nhưng vậy không thể làm gì. Lấy nàng thực lực trước mắt, hiển nhiên còn không thể giúp được Diệp Thần cái gì. Nàng việc cần kíp, là phải nhanh một chút tăng lên thực lực.
Lập tức Lý Phi Tuyết ngồi xếp bằng xuống, đem tai nan thiên kiếm cắm ở trước người, sau đó cầm lên tà sát võ điển, hấp thu tà sát võ điển hơi thở. Vù vù, tai nan thiên kiếm cắm một cái rơi, liền rơi xuống đất thành trận, hóa ra một cái kiếm trận, vững vàng bảo vệ Lý Phi Tuyết. Vậy tà sát võ điển linh khí, không ngừng bị Lý Phi Tuyết hấp thu, các loại sát khí chấn động, nhưng không có tổn hại đến Lý Phi Tuyết, đều bị tai nan thiên kiếm hóa giải được. Lý Thanh Sơn ngưng thần đứng ở Lý Phi Tuyết bên cạnh, cẩn thận bảo vệ, vùng lân cận chính là vậy vực sâu nứt ra trong cốc, các loại hắc phụ tai khí hiện lên không tiêu tan, nghĩ đến Tiêu Khinh Nhan nhảy cốc tự sát cảnh tượng, lòng hắn bên trong mơ hồ phát mao, chỉ sợ trong vực sâu sẽ xông lên xảy ra cái gì yêu ma quỷ quái. Diệp Thần Đường cũ trở về, thu liễm hơi thở, đi tới vậy hoàng tuyển cấm chế vùng lân cận. Hắn không có tai nan thiên kiếm nơi tay, cho nên vô cùng cẩn thận, toàn bộ khí tức thu liễm. Từng cái hoàng hà nước chảy, cuồn cuộn không ngừng, dựa theo cửu cung bát quái đặc thù trận thế sắp hàng, vậy bích thủy khảm linh châu, che giấu ở đáy nước dưới, đây cũng là Diệp Thần bố trí bẫy dập. Nhưng gặp một cái gương mặt âm lệ chàng thanh niên, cưỡi một đầu đen nhánh kỳ lân, ở hoàng tuyền bờ sông băn khoăn, ba lần bốn lượt cũng không dám lội nước mà qua, tỏ ra vô cùng cẩn thận. Diệp Thần ẩn thân ở một cây đại thụ sau đó, yên lặng quan sát. Ha ha ha, luân hồi chi chủ thật là thủ đoạn, lại có thể bố trí một cái hoàng tuyển cấm chế tới ngăn trở ta. Vậy chàng thanh niên cười lạnh, suy nghĩ phá giải cấm chế biện pháp. Hắn dưới háng ma hóa kỳ lân miệng phun tiếng người, nói, Thánh Vân Tôn đại nhân, chính là hoàng tuyển thánh thủy, còn có thể ngất trời. Không bằng chúng ta trực tiếp xông tới. Lúc đầu cái này cái chàng thanh niên, chính là Thánh Vân Tôn. Lúc đầu hắn chính là Thánh Vân Tôn. Diệp Thần vừa nghe đến Thánh Vân Tôn ba chữ, nhất thời con ngươi co rúm một cái, sau đó bắt được một cổ sát cơ nồng nặc. Cái này Thánh Vân Tôn, trong lòng nghĩ giết hắn. Ta cùng tên này chưa từng gặp mặt, hắn nghĩ như thế nào giết ta? Ta lúc nào đắc tội hắn? Diệp Thần chau mày, trong lòng muốn không rõ ràng, cái này Thánh Vân Tôn chính là Tiêu gia trước kia khách khanh trưởng lão, nắm trong tay Vân Đỉnh Thiên Thư, thực lực quả thực không thể khinh thường, chính là tự xưng là thiên mệnh tồn tại. Chân chính thiên mệnh chi tử, ở Nhâm gia, chính là Nhâm Phi Phàm, Diệp Thần tự nhiên biết rõ, nhưng cái này cái Thánh Vân Tôn, lại dám tự xưng là thiên mệnh, muốn đến là có một chút bản lãnh. Diệp Thần ẩn núp rất khá, chung quanh lại phân bố hoàng tuyển con sông, cho nên Thánh Vân Tôn còn không phát hiện hắn. Thánh Vân Tôn nhìn trước mắt răng khắp nơi hoàng tuyển Thánh Hà, nói, chỉ là hoàng tuyển Thánh Thủy, tự nhiên không đủ gây sợ hãi, nhưng nếu như hơn nữa một viên bích thủy khảm linh châu đâu. Vậy ma hóa kỳ lân ngẩn ra, nói, bích thủy khảm linh châu. Hạng đội sổ hỗn độn chí bảo, vậy cũng không có gì đáng sợ. Thánh Vân Tôn nói, nếu như hạt châu kia phía trên, có thái thượng thiên nữ tự tay khắc vẽ tinh văn đâu. Ma hóa kỳ lân kinh hãi, nói cái gì, cái này sau lưng còn có thiên nữ công chúa nhân quả. Thánh Vân Tôn khẽ vuốt cằm, nói, không sai, cái này hoàng tuyền trong sông mai phục một viên bích thủy khảm linh châu. Hạt châu kia trên có một đạo bạch đế kim hoàng văn, ai nếu như dám cứng rắn xông qua, nhất định gặp phải bạch đế kim hoàng văn chém chết, coi như không chết, vậy phải bị thương, nếu như mang thương trong người, còn như thế nào là luân hồi chi chủ địch thủ. Ma hóa kỳ lân cắn răng nghiến lợi, nói cái này luân hồi chi chủ cực kỳ âm hiểm, lại có thể dùng cạm bẫy cái loại này hạng thấp kém thủ đoạn, có chồng ra tới đường đường tránh tránh tỉ thí. Thánh Vân Tôn ha ha cười một tiếng. Nói, đối phương làm con rùa đen rút đầu, chúng ta vậy không có biện pháp. Ma hóa kỳ lân nói, Thánh Vân Tôn đại nhân, vậy làm sao bây giờ? Thánh Vân Tôn nói, hơi chờ mấy ngày, đối với ta suy diễn rõ ràng cái này hoàng tuyển cấm chế vận chuyển, phá hư cấm chế, tự nhiên có thể tiếp tục tiến về trước, đem vậy luân hồi chi chủ giết chết, hắn không trốn thoát được. Ma hóa kỳ lân nói, nếu như hắn chạy trốn đâu? Thánh Vân Tôn nói, hắn làm sao có thể trốn. Như vậy số lượng cao hoàng tuyển thánh thủy lưu ở chỗ này, còn có vậy bích thủy khảm linh châu, nếu như hắn toàn bộ bỏ qua, vậy đời trả giá không khỏi quá lớn. Diệp Thần ẩn thân ở phía sau cây, nghe được Thánh Vân Tôn lời nói, trong đầu nghĩ, người này nói không sai, ta đúng là không thể nào lúc này rời đi. Lại muốn, hắn lại có thể xem thấu bích thủy khảm linh châu cạm bẫy, xem ra nắm trong tay Vân Đỉnh Thiên Thư. Quả nhiên là có thể suy diễn hết thảy nhân quả, bất kỳ đánh lén mai phục thủ đoạn, cũng không thể thương tổn tới hắn.
Nghĩ tới đây, Diệp Thần sắc mặt hơi ngưng trọng, xem ra hắn cùng Thánh Vân Tôn tới giữa, không tránh được một trận đại chiến. Luân hồi mộ địa bên trong, Bắc Võ Tử Đế nói, mộ chủ đại nhân, người có ta mượn lực, toàn lực ra tay, ít nhất có 70% cơ hội, có thể chu diệt người nọ. Cảm ơn bạn Hưu Nguyên Dinh, Đo Kiêu Ao Ngánh đã đề cử. Lúc này Diệp Thần trên mình, còn có Bắc Võ Tử Đế năng lượng gia trì, nếu như toàn lực ra tay, cho dù Thánh Vân Tôn có Vân Đỉnh Thiên Thư, Diệp Thần vậy ít nhất có 70% phần thắng, có thể chém chết đối phương. 70% cơ hội. Không đủ, ta muốn là tuyệt đối. Diệp Thần lắc đầu một cái, nhưng là cự tuyệt. Trước mắt có tuyệt đối thủ thắng cơ hội, Diệp Thần sẽ không đi mạo hiểm. Bởi vì, Phi Hồng Ngọc Tủy sắp xuất thế, nếu như có thể bắt được Phi Hồng Ngọc Tủy, Diệp Thần là có thể tu bổ nguyện vọng thiên tinh. Chỉ cần tu bổ nguyện vọng thiên tinh, luyện hóa ngôi sao này, Diệp Thần thực lực, nhất định đột nhiên tăng mạnh. Còn nữa, lấy Phi Hồng Ngọc Tủy linh hiệu, còn có thể thuận tiện khôi phục Hoàng Tuyền Đồ linh khí. Đến lúc đó, Diệp Thần sẽ ra tay, có tuyệt đối chắc chắn, có thể giết chết Thánh Vân Tôn. Đến khi Phi Hồng Ngọc Tủy xuất thế, tới kịp sao? Bắc Võ Tử Đế biểu thị lo âu. Diệp Thần nói, còn có mấy ngày thời gian, tên này muốn phá giải ta cấm chế cạm bẫy, mấy ngày nay liền yên lặng theo dõi kỳ biến, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Bắc Võ Tử Đế cười khổ một tí, nói, mộ chủ đại nhân, có thể lần này ta năng lượng hao phí, chờ thêm mấy ngày, không cách nào sẽ giúp đến ngươi. Lần này Bắc Võ Tử Đế ra tay, trợ lực Diệp Thần, chu diệt Vũ Hoàng Đà, hiện tại Diệp Thần còn có cơ hội, có thể thừa dịp Bắc Võ Tử Đế uy lực còn lại, cùng Thánh Vân Tôn đối kháng. Nhưng nếu như, Diệp Thần kiên trì phải đợi mà nói, mấy ngày đó sau đó, Bắc Võ Tử Đế không cách nào mượn nữa lực, Diệp Thần sẽ rất nguy hiểm. Tiền bối có lòng, ta sẽ chú ý đúng mực, ta không phải một người tác chiến, bên ngoài còn có bạn của ta. Diệp Thần đã làm xong kế hoạch, cùng Phi Hồng Ngọc Tủy xuất thế sau đó, nơi đây tích tụ không tiêu tan tai khí, cũng có thể tản đi, đến lúc đó, Huyết Long và Huyết Thần đều có thể đi vào. Phối hợp hai người bọn họ lực lượng, lại đi đối phó Thánh Vân Tôn, vậy dĩ nhiên là nắm vững thắng lợi. Bắc Võ Tử Đế nói, được rồi, mộ chủ đại nhân, ta đều nghe phân phó của ngươi, nếu như đến vạn bất đắc dĩ giây phút, ta có thể hiến tế mình, giúp ngươi thủ thắng. Lòng hắn bên trong đã làm xong hiến tế thần hồn, không để ý hết thảy tiêu hao cùng giá phải trả, liều chết tương trợ quyết định. Đa tạ tiền bối, ta sẽ không để cho loại chuyện đó phát sinh. Diệp Thần cười khổ một tí, chính là một cái Thánh Vân Tôn, còn chưa đến nỗi để cho hắn như vậy chật vật. Thỏa thuận xong, Diệp Thần lặng lẽ rời đi nơi đây, trở lại Lý Phi Tuyết tỷ đệ bên người. Ở trên đường thời điểm, Bắc Võ Tử Đế bơm vào ở Diệp Thần trên mình năng lượng, vậy đến thời gian hạn chế, hoàn toàn mất đi. Trong thời gian ngắn, Diệp Thần không cách nào lần nữa mượn dùng, nếu không Bắc Võ Tử Đế nhất định phải thần hồn tiêu tán. Đại ca, người trở về. Lý Thanh Sơn thấy Diệp Thần nhanh như vậy trở về, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ đồng thời xuất hiện. Xuyệt. Diệp Thần làm thủ hiệu chớ có lên tiếng, tỏ ý Lý Thanh Sơn yên lặng. Lý Thanh Sơn nhất thời im miệng, bởi vì tỷ tỷ hắn Lý Phi Tuyết, còn đang tu luyện nguy cấp. Chỉ gặp Lý Phi Tuyết hai tròng mắt đóng chặt, hai tay thì ra như vậy tà sát võ điển, thiên kiếm cắm ở nàng trước người, từng luồng tà sát khí, không ngừng bơm vào nhập nàng thân thể mềm mại bên trong. Trong thiên địa tai khí, vậy loáng thoáng, cùng nàng hô ứng. Hấp thu từng luồng tai sát, Lý Phi Tuyết tu vi không ngừng đột phá, da thịt phơi bày ra ngọc oánh trắng nõn sáng bóng, 3000 tóc xanh bù xù, ngũ quan mi mục như họa. Quanh người nàng tuy phủ đầy tai sát, nhưng da dung mạo không bị ảnh hưởng, vẫn là ngọc nữ vậy tồn tại, băng thanh ngọc khiết, thậm chí tu vi không ngừng đột phá dưới, vậy cổ tươi đẹp vẻ, càng lộ vẻ cho da trần tuyệt tục. Đặc biệt là ở chung quanh hắc ám tai khí làm nổi bật dưới, nàng thân như lưu ly vậy sạch sẽ, tựa như phù sa bên trong nở rộ một đóa tuyết liên, phong tư tuyệt đẹp. Diệp Thần nheo mắt lại, vậy đang lẳng lặng thưởng thức hình ảnh này. Nếu như Lý Phi Tuyết có thể trở nên mạnh mẽ, đối với hắn mà nói, dĩ nhiên là chuyện tốt. Dẫu sao, sau này Lý Phi Tuyết thành tựu tai nan thiên kiếm kiếm hồn, sớm muộn phải cùng hắn cũng không muốn mang một cái bình hoa, hắn cần chính là có thể ở chàng này trong bố cục, nổi lên tác dụng mạnh mẽ trợ lực. Như vậy qua hơn nửa ngày, màn đêm buông xuống, Lý Thanh Sơn đánh một cái ngáp, hắn trọng thương mới khỏi,
lúc này lại là có chút mệt mỏi. Diệp Thần nói, Thanh Sơn, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta tới gác đêm. Lý Thanh Sơn nói, được, Diệp đại ca, phiền toái ngươi, ngại quá. Diệp Thần mỉm cười nói, không có sao. Lập tức Lý Thanh Sơn liền đi nghỉ ngơi ngủ, Diệp Thần một người đốt một đống lửa, một bên gác đêm, vừa chăm chú nhìn trước nứt ra cốc vực sâu chiều hướng. Vực sâu tai khí càng ngày càng nồng đậm, vậy tai khí ở giữa hồng quang, vậy lóe lên được hơn nữa kịch liệt, hiển nhiên phi hồng ngọc tủy sắp xuất thế. Cái này phi hồng ngọc tủy, không biết lúc nào đi ra. Diệp Thần âm thầm cục cục, Thánh Vân Tôn còn ở bên ngoài mắt lom lom, hắn cần phải mau sớm tu bổ nguyện vọng thiên tinh. Chỉ là hắn từ đầu đến cuối muốn không rõ ràng, vì sao Thánh Vân Tôn muốn giết mình. Phốc xích. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ muôn vàn để gặp, Lý Phi Tuyết đột nhiên thanh tỉnh, há mồm phun ra máu tươi, mặt đầy vẻ thống khổ. Phi Tuyết, thế nào? Diệp Thần cả kinh thất sắc. Lý Phi Tuyết mặt đầy tiều tụy, mắt đẹp bên trong có khủng hoảng lớn, nhìn Diệp Thần nói, Diệp đại ca, ôm. Ôm chặt ta. Diệp Thần ngẩn ra, thấy nàng bộ dáng này, chỉ lấy là nàng tẩu hỏa nhập ma, vội vàng đi tới, ôm chặt lấy nàng. Lý Phi Tuyết vậy ôm chặt lấy Diệp Thần, tựa hồ bắt được một cái phao cứu mạng. Diệp Thần sử dụng bát quái thiên đan thuật, muốn thay Lý Phi Tuyết chữa trị, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, Lý Phi Tuyết đan điền trống trơn như vậy. Nàng trong đan điền linh khí, lại có thể vô ích. Thân thể của nàng, cũng là dần dần đổi được lạnh như băng, nàng ôm chặt Diệp Thần chỉ cảm thấy có một khối hàn băng dán sát vào mình. Nàng trong kinh mạch khí huyết, lại đang nhanh chóng trôi qua, tựa như bị người hút đi vậy, huyết mạch kế cận khô kiệt. Phi Tuyết. Diệp Thần quát to một tiếng, trong lòng có loại vô cùng không ổn dự cảm. Lý Phi Tuyết nói, Diệp đại ca, ta tốt trống rỗng. Nàng ánh mắt, vậy dần dần đổi rỗi rãnh động, tựa hồ rơi vào vực sâu không đáy vậy. Không tốt, ngươi tẩu hỏa nhập ma, ngộ nhập vô ngã ba. Diệp Thần thấy một màn này, đã biết việc lớn không tốt. Vậy tà sát võ điển, tu luyện sau đó, đem tự thân khí huyết, toàn bộ nén thành một cái gần như không tồn tại hạt cực nhỏ. Cái này hạt cực nhỏ đến gần tuyệt đối hư không, nếu như có thể thành công, liền có thể dòm ngó gặp vô bí ẩn. Lý Phi Tuyết hấp thu tà sát võ điển sát khí, lại cũng được tà sát võ điển ảnh hưởng, muốn rơi vào hư không. Muốn lĩnh ngộ vô cảnh giới, đừng nói là nàng, liền liền Nhâm Phi Phàm, Vạn Khư lão tổ tới, cũng không thể, đây là tu luyện trung cực cảnh giới, quá mức thần bí. Người bình thường nếu như tiếp xúc tới vô, chỉ có rơi vào tuyệt đối hư vô kết quả. Hiện tại Lý Phi Tuyết, đã có rơi vào hư vô nguy hiểm. Nàng cả thân máu tươi, linh khí, không phải trôi qua, mà là bị nén thành cực nhỏ hột, không biết núp ở kinh mạch nơi nào. Nàng rất nhanh liền muốn khí huyết khô kiệt, rơi vào hư không mà chết. Đáng chết, cái này tà sát võ điển, quả nhiên là tà môn. Diệp Thần cắn răng, muốn hỏi Bắc Võ Tử Đế, nhưng có hóa giải biện pháp, có thể sau khi phát hiện người đã tạm thời ngủ say, mấy ngày nay sợ là sẽ không thức tỉnh. Thoáng chốc tới giữa, Diệp Thần trong lòng thoáng qua vô số ý niệm, lại nghĩ tới một cái biện pháp cũ. Lập tức Diệp Thần phá vỡ ngón tay, đem ngón tay mình đưa vào Lý Phi Tuyết trong miệng. Hả? Lý Phi Tuyết chỉ cảm thấy một cổ dịu dàng khí huyết tràn vào, vội vàng mút vào Diệp Thần trên ngón tay máu tươi. Diệp Thần khí huyết chảy vào nàng khô kiệt trong kinh mạch, nàng thân thể dần dần ấm đứng lên. Mượn tự thân máu tươi dòng nước chảy, Diệp Thần cẩn thận cảm ứng Lý Phi Tuyết toàn thân, rốt cuộc ở ngực nàng giữa huyệt thiên trung trên, phát hiện một viên ẩn núp thật nhỏ hạt cực nhỏ. Vậy hạt cực nhỏ chỉ có bụi bặm vậy lớn nhỏ. Chính là nàng cả người bị nén rơi khí huyết. Viên này khí huyết bụi bẩm, đã là đặc biệt nhỏ bé, nhưng khoảng cách đến gần hư không, vô hạn nhỏ bé cảnh giới, còn có đặc biệt khoảng cách rất xa. Nói cách khác, Lý Phi Tuyết còn không hoàn toàn rơi vào hư không, còn có cứu vãn chỗ trống. Diệp Thần bàn tay để ở ngực nàng huyệt thiên trung trên, một hồi xoa bóp, mãnh quát một tiếng, phá. Một cổ mạnh mẽ linh khí, từ Diệp Thần lòng bàn tay truyền ra. Thấu nhập Lý Phi Tuyết trong cơ thể. Viên kia khí huyết hạt cực nhỏ, bị ngoại lực kích thích, nhất thời nổ, chảy ra từng cổ máu tươi cùng linh khí, lần nữa chảy trở về đến Lý Phi Tuyết toàn thân. Lý Phi Tuyết khí huyết quay về lưu, từ hư vô trong trạng thái trở về thực tế, thân thể rất nhanh khôi phục ôn nhuyễn. Diệp Thần ôm trước nàng, liền cảm giác một hồi ôn hương nhuyễn ngọc,
cuối cùng không còn là vậy lạnh như băng hình dáng. Phi Tuyết, không sao chứ? Diệp Thần buông lỏng nàng, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Lý Phi Tuyết ngẩn ngơ, biết mình từ trước quỷ môn quan trở về, nhưng lại muốn không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nói, Diệp đại ca, ta mới vừa thế nào? Diệp Thần nói, ngươi thiếu chút nữa rơi xuống hư không, thật may ta cầm ngươi cứu trở về. Lý Phi Tuyết nhìn xem bên cạnh nứt ra cốc, nói, rơi xuống hư không là ý gì? Ta là thiếu chút nữa muốn rơi vào cái này nứt ra cốc vực sâu liền sao? Diệp Thần nói, không phải, tóm lại, nhắc tới quá mức phức tạp, ngươi chỉ cần biết, ngươi mới vừa thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, hiện tại hẳn không chuyện, ngươi cảm giác như thế nào? Lý Phi Tuyết cảm ứng mình một chút thân thể, nói, ta cảm giác rất tốt, tu vi tựa hồ có đột phá. Diệp Thần nói, vậy thì tốt, cổ tay cho ta. Lý Phi Tuyết nghĩ đến mới vừa cùng Diệp Thần ôm chặt hình ảnh, gò má một đỏ, đưa tay cổ tay đưa tới. Diệp Thần dò xét dò nàng mạch đập, gặp khí tượng vững vàng, đã không ngại, gật gật đầu nói, đích xác không sao, tà sát võ điển linh khí đã hấp thu xong, ngươi lại nghỉ ngơi một chút. Trước mắt Lý Phi Tuyết tu vi, đã tiêu thăng đến thái chân cảnh nhất tầng thiên. Nàng bản thân là tai nan thiên kiếm kiếm linh chuyển thế, trên mình huyết mạch không phải chuyện đùa, lần tu luyện này, kích thích đến huyết mạch năng lượng, tu vi tăng vọt thần tốc. Có thái chân cảnh nhất tầng thiên thực lực, trước mắt đã đủ rồi. Lý Phi Tuyết nói, Diệp đại ca, cảm ơn ngươi. Đem tai nan thiên kiếm và tà sát võ điển, cũng giao vẫn còn cho Diệp Thần. Diệp Thần đem tai nan thiên kiếm thu hồi trong vỏ kiếm, treo ở giữa eo, lấy thêm dậy vậy tà sát võ điển, nhưng gặp trong điển tịch sát khí, đã nhạt đi. Cái này tà sát võ điển như vậy tà môn, ta muốn không muốn tu luyện. Diệp Thần chau mày, nghĩ đến mới vừa Lý Phi Tuyết, thiếu chút nữa rơi vào hắc ám hư vô cảnh tượng, cũng không khỏi có chút kiêng kỵ. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, ta có rất nhiều luân hồi huyền bi hộ thể, coi như không thể nhân xâm phá vô vô, chí ít có thể bảo đảm trở lui toàn thân. Cái này tà sát võ điển, rất có thể hàm chứa vô vô cảnh giới bí ẩn, kỳ diệu như vậy điển tịch, Diệp Thần dĩ nhiên là không muốn bỏ qua. Lập tức Diệp Thần ngồi xếp bằng, trần bia, phong bi, viêm bia, ám bia, ma bia vân. Vân luân hồi huyền bi, toàn bộ sử dụng, vững vàng bảo vệ thân thể, lại bắt đầu hiểu tà sát võ điển bí quyết. Thiên nhân vực, một nơi vô cùng ẩn núp trong rừng rậm. Ung ung, bỗng nhiên tới giữa, chỗ tòa này rừng rậm, mưa máu phiêu sái, có lớn nhân quả hạ xuống. Xâm trong rừng, rất nhiều ẩn cư cường giả, nhìn bầu trời mềm mại mưa máu, đều là kinh hãi. Bởi vì, bọn họ từ vậy đầy trời mưa máu sau lưng, cảm nhận được liền một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng. Đó là luân hồi hơi thở. Một người mặc màu thủy lam kỳ bào, vóc người vô cùng bốc lửa, da thịt ngọc oánh thủy nhuận thiếu nữ, chậm rãi từ một bụi sum xuê dày đặc, hoa đoàn cẩm thốc hoa cây bên trong đi ra. Bụi cây hoa này cây, tên là bờ bên kia thần thụ, trên cây nở đầy một đóa đóa màu đỏ hoa bỉ ngạn, hoa bỉ ngạn lại tên là mạn châu sa hoa, truyền thuyết là trên trời hoa, thấy vậy hoa người, ác từ trừ. Bờ bên kia thần thụ, chính là vạn khư vũ hoàng thế gia thần bảo vệ cây. Lúc đầu cánh rừng rậm này, lại là vũ hoàng thế gia còn sót lại hậu duệ, địa phương ẩn cư. Vũ hoàng đã chết. Vậy vóc người sôi động kỳ bào thiếu nữ, nhìn trên trời rơi xuống mưa máu, mắt đẹp hơi co rúm một cái, bất ngờ chấn động ngạc dưới, ngay cả hô hấp cũng dừng lại. Lúc đầu vũ hoàng đã trước khi chết hô to lên, nhân quả truyền về tộc, hiện tại toàn bộ vũ hoàng thế gia hậu duệ đều biết Vũ Hoàng Đà bị Diệp Thần giết chết. Thánh nữ đại nhân, Vũ Hoàng Đà trưởng lão chết, hung thủ lại là luân hồi chi chủ, chúng ta nên làm như thế nào? Là muốn báo thù sao? Mấy trưởng lão trước khi đi vội vã, chạy nhanh tới vậy kỳ bào trước mặt thiếu nữ, một người cầm đầu quỳ xuống, giọng nói sợ hãi nói. Cái này kỳ bào thiếu nữ, chính là Vũ Hoàng thế gia thánh nữ, cũng là chấp trưởng bờ bên kia thần thụ tồn tại. Nếu như hung thủ là người bình thường, vậy cũng không cần hướng thánh nữ xin phép, mấy cái này trưởng lão, lập tức liền muốn ra tay trả thù. Nhưng hết lần này tới lần khác, hung thủ là luân hồi chi chủ, bọn họ đều không dám vọng động. Luân hồi uy danh, chân thực quá mức đáng sợ. Kỳ bào thiếu nữ mày liễu khóa chặt, trong lòng thoáng qua vô số ý niệm, tạm thời tới giữa, cũng không biết như thế nào cho phải. Cảm ơn bạn Hưu Nguyên Dinh, Đo Kiêu Ngánh đã đề cử. Nhã Phỉ, còn suy nghĩ gì?
thừa dịp vậy luân hồi chi chủ nhỏ yếu, phải lập tức ra tay, đem Chu Diệt báo thù. Ngay tại lúc này, một cái tướng mạo anh tuấn, phe phẩy quạt xếp công tử ca mà, từ hướng tây bắc đi tới. Hắn mỗi một bước đi ra, trên trời mưa máu liền phai đi một phần, cùng hắn đi tới vậy kỳ bào trước mặt thiếu nữ, mưa máu đã thối lui, giữa trời đất khôi phục trong sạch. Gặp qua thánh tử đại nhân. Vậy mấy trưởng lão, cung cung kính kính hướng công tử kia hỏi thăm sức khỏe. Biểu ca, luân hồi chi chủ khí vận ngút trời, chúng ta vũ hoàng thế gia suy sụp đã lâu, vực ngoại càng không phải là bọn ta chủ chiến trận, tuyệt đối không thể cùng là địch. Kỳ bào thiếu nữ tên là Vũ Hoàng Nhã Phỉ, lúc này khẽ gật đầu một cái, đã làm xong quyết định, chẳng muốn nhanh như vậy cùng luân hồi chi chủ là địch. Hừ, chúng ta vũ hoàng thế gia, từ địa tâm vực xốc toàn bộ ra, vô số tử thương, đi tới thiên nhân vực, chính là vì cướp lấy tà sát võ điển cùng Long Uyên Thiên Kiếm. Không ngờ Long Uyên Thiên Kiếm sau lưng, có Hồng Thiên Kinh nhìn chằm chằm, chúng ta không cách nào nhúng tay. Vậy tà sát võ điển, là gia tộc chúng ta quật khởi hy vọng duy nhất, hôm nay đà trưởng lão người bị luân hồi chi chủ giết chết, tà sát võ điển cũng bị cướp đi, thù này nếu không báo, ta vũ hoàng thế gia có mặt mũi nào tích chữ tại ở giữa thiên địa. Nếu như vậy luân hồi chi chủ là trạng thái tột cùng, ta vũ hoàng thanh thư hoặc có kiêng kỵ, nhưng hắn hôm nay chuyển thế, thực lực nhỏ yếu như vậy có gì sợ hãi? Không thừa dịp hắn nhỏ yếu Chu Diệt, sau này cùng hắn lớn mạnh, vô cùng hậu hoạn. Công tử Vũ Hoàng Thanh Thư bóc một tí, thu hồi quạt xếp, trong mắt rất nhiều ý định giết người. Vậy mấy trưởng lão chố mắt nhìn nhau, cũng không biết như thế nào cho phải. Vũ Hoàng Nhã Phỉ hít sâu một hơi, nói, biểu ca, việc đã đến nước này, hơn vùng vẫy cũng là vô ích, chúng ta ngày hôm nay thua ở luân hồi chi chủ dưới quyền, cũng không coi là oan uổng, lần này cướp lấy tà sát võ điển thất bại, tổn thất thảm trọng. Thiên nhân vực đã mất ta vũ hoàng thế gia đất đặt chân, tình hình bây giờ, chỉ có đi hắc ám biển cấm. Hắc ám biển cấm, là vắt ngang ở vực ngoại cùng thái thượng thế giới một cái hải vực, chỉ có vượt qua cái hải vực này, mới có thể phi thăng đi thái thượng thế giới. Nghe được Vũ Hoàng Nhã Phỉ muốn đi hắc ám biển cấm, Vũ Hoàng Thanh Thư thần sắc đại biến, nói, người muốn đầu dựa vào ma tổ vô thiên. Vũ Hoàng Nhã Phỉ nói, chính phải. Vậy mấy trưởng lão nghe được ma tổ vô thiên bốn chữ, cũng là thần sắc kinh hoàng, nhẫn không ngừng run rẩy, tựa hồ nghe được giữa thiên hạ kinh khủng nhất nhân vật. Vũ Hoàng Thanh Thư nói, vậy ma tổ vô thiên là vô thiên thư đời thứ nhất người chấp trưởng, hắn dã tâm cực lớn, nằm mộng cũng nhớ tiêu diệt ta vũ hoàng thế gia, người đi đầu dựa vào hắn, há chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Vũ Hoàng Nhã Phỉ nói, ăn nhờ ở đậu, cũng tốt hơn lưu ở chỗ này, bị luân hồi chi chủ diệt giết. Dừng một chút, nói, người đến sao, truyền ta ra lệnh, luân hồi thiên uy buông xuống, cử tộc đi hắc ám biển cấm, đầu dựa vào ma tổ vô thiên tị nạn. Nàng tiếng nói rơi xuống, sau lưng bờ bên kia thần thụ, toát ra chói mắt hồng mang, nhiều đóa hoa bỉ ngạn, sáng chói tách thả ra, vô số cánh hoa theo gió phiêu lãng, rơi xuống đất hóa thành bùn đất, hiện ra vẻ bi thương ý. Ào ào thanh âm, truyền khắp toàn bộ rừng rậm, rất nhiều vũ hoàng thế gia hậu duệ. Nghe được di chuyển tị nạn mệnh lệnh, chố mắt nhìn nhau, ngạc nhiên không dứt. Nhưng thánh nữ mệnh lệnh, liền như núi cao vậy nặng nề, vậy cho không được người phản kháng. Đám người rối rít bay vút ra, đi tới bờ bên kia thần thụ chung quanh, ánh mắt đồng loạt nhìn Vũ Hoàng Nhã Phỉ. Vũ Hoàng Nhã Phỉ nhàn nhạt nói, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị di chuyển. Vũ Hoàng Thanh Thư tiến lên trước một bước, cả giận nói, ta không đồng ý. Vũ Hoàng Nhã Phỉ nói, biểu ca, người muốn kháng mệnh. Vũ Hoàng Thanh Thư sắc mặt tái xanh, nói, hôm nay luân hồi chi chủ, chỉ là một thủy nguyên cảnh tầng 8 thiên phế vật, lại có sợ gì? Ta muốn đích thân chạy tới cực bắc thiên hải, đem Chu Diệt. Vũ Hoàng Nhã Phỉ nói, luân hồi chi chủ khí vận thâm hậu, không thể theo lẽ thường đo lường được, nếu như hắn thật như thế dễ dàng bị giết chết, vậy vì sao Huyền Cơ Nguyệt cùng Đế Thích Thiên đều thất bại? Vì sao năm đó đời trước không đem hoàn toàn Chu Diệt? Bây giờ còn chưa đến xé rách ra mặt thời điểm, biểu ca, cùng ta đi hắc ám biển cấm tạm lánh, sau này từ từ lại mưu đồ báo thù không muộn. Vũ Hoàng Thanh Thư nói, đại trưởng phu sống ở giữa thiên địa, lại làm sao có thể ăn nhờ ở đậu? Đi đầu dựa vào ma tổ vô thiên, còn không bằng giết ta tính. Dừng một chút, nhìn chung quanh từng cái một Vũ Hoàng tộc nhân, nói ta Vũ Hoàng thế gia. Chính là đường đường tránh tránh thiên quân thế gia, sợ gì một cái luân hồi chi chủ.
ai muốn cùng ta đi cực Bắc Thiên Hải, chu diệt luân hồi, đứng ra. Thanh âm rơi xuống, toàn trường vũ hoàng tộc nhân, ngươi xem ta, ta xem ngươi, cũng không biết như thế nào cho phải. Vũ hoàng Nhã Phỉ nói, không được cùng luân hồi chi chủ là địch. Lập tức lên đường đi hắc ám biển cấm. Nói xong, vũ hoàng Nhã Phỉ tiêm vung tay lên, vậy bờ bên kia thần thụ ánh sáng lóe lên gian, sâu mặc vào một cái không gian đường hầm. Điều này không gian đường hầm, chính là đi thông hắc ám biển cấm. Vũ hoàng Nhã Phỉ bước liên tục nhẹ nhàng một đạp mặt đất, thân thể mềm mại như gió bay lên, bước vào lối đi bên trong. Từng cái vũ hoàng tộc nhân, vậy không dám chống lại mệnh lệnh, rối rít đi theo vũ hoàng Nhã Phỉ phía sau. Thánh tử đại nhân, lưu được Thanh Sơn ở đây, không buồn không củi đốt, chúng ta hay là đi thôi. Đúng vậy, thánh tử đại nhân, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Mấy trưởng lão khuyên lơn vũ hoàng Thanh Thư. Vũ hoàng Thanh Thư thần sắc xanh mét, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tất cả trưởng lão không biết làm sao than thở, xoay người đi theo vũ hoàng Nhã Phỉ đi. Trong chớp mắt, trừ vũ hoàng Thanh Thư mấy người tâm phúc, cái khác vũ hoàng tộc nhân, toàn bộ đi được không còn một mống. Mới vừa vẫn là náo nhiệt rừng rậm, trong thoáng chốc tĩnh mịch một phiến, chỉ có mơ hồ tiếng gió. Mặc dù ở một ít vũ hoàng tộc nhân trong lòng, cũng muốn lập tức đi tìm Diệp Thần trả thù, nhưng vũ hoàng Nhã Phỉ mệnh lệnh đã xuất, ai cũng không dám vi phạm. Tuyệt đối tuân theo thánh nữ mệnh lệnh, đoàn kết nhất trí, là vũ hoàng thế gia tổn lưu đến đây nguyên nhân, nếu như lục đục phân tán, gia tộc này đã sớm hoàn toàn tiêu diệt. Thiếu gia, ngài thật muốn đi báo thù sao? Vậy mấy người tâm phúc đệ tử, không dám thở mạnh, xuôi tay đứng ở vũ hoàng Thanh Thư bên người. Lúc này bờ bên kia thần thụ, thần quang như cũ sáng chói, vậy không gian đường hầm còn ở. Hiển nhiên, vũ hoàng Nhã Phỉ cũng muốn vũ hoàng Thanh Thư quay đầu, không muốn được lục đục chuyện. Vũ hoàng Thanh Thư ánh mắt tàn bạo, nhưng là không có chút nào do dự, nói, luân hồi chi chủ thằng nhóc kia, chính là thủy nguyên cảnh tầng 8 trời, còn có thể ngất trời. Các ngươi cùng ta cùng đi, dù là sẽ bị khí vận áp chế, nhưng bắt lại đầu của hắn, là có thể cướp lấy luân hồi khí vận. Đám người tâm phúc đệ tử nghe vậy, người người sợ hãi, nhưng chuyện cho tới bây giờ, vậy không quay đầu lại chỗ trống, đồng nói, ưng. Vũ hoàng Thanh Thư nói, cùng bắt lại luân hồi chi chủ đầu người, chúng ta lập được thiên công lao lớn, ta sau này sẽ là bờ bên kia thần thụ người chấp trưởng, biểu muội cũng nên thối vị, sau này làm tiểu thiếp của ta liền có thể, cuộc đời còn lại an nhàn hưởng phúc, cũng không cần mọi chuyện bận tâm. Nói tới chỗ này, Vũ hoàng Thanh Thư khẽ mỉm cười, tựa hồ đã nghĩ đến giết chết Diệp Thần, mình nắm giữ quyền hành, nắm giữ hết thảy tuyệt vời hình ảnh. Đi, cùng ta đi cực Bắc Thiên Hải. Lập tức Vũ hoàng Thanh Thư biến dạng hư không, mang mấy người tâm phúc đệ tử lên đường. Vậy bờ bên kia thần thụ, rên rỉ một tiếng, theo gió chập chờn, hóa thành một chút xíu hồng quang tiêu tán. Đúng cánh rừng, bỗng nhiên giấy lên lửa lớn. Thoáng chốc tới giữa, tất cả vũ hoàng thế gia tồn tại nhân quả, đều bị xóa đi. Mà lúc này, cực Bắc Thiên Hải, trung ương trên hải đảo. Diệp Thần đang hiểu tà sát võ điển, đã qua một đêm, nắng ban mai hơi lộ ra, ánh mặt trời chiếu rọi, nhưng không chiếu tới trên đảo. Trên đảo tai khí khói mù, quanh quẩn không tiêu tan, như một phiến ngày tận thế tử địa. Lý Thanh Sơn đã tỉnh lại, và Lý Phi Tuyết canh giữ ở Diệp Thần bên người. Thánh Vân Tôn ở thôi diễn Hoàng Hà cấm chế vận chuyển, lúc này cũng không có dị động. Hòn đảo bên ngoài, Huyết Long và Huyết Thần trấn thủ, cũng là bình tĩnh. Nhưng mà bình tĩnh này, lại tựa hồ như là bão tố tới trước dấu hiệu. Hòn đảo trung tâm nứt ra cốc, tai khí thấp thoáng dưới, vậy cổ yêu dị hồng quang càng ngày càng đậm hơn, giống như sắp muốn phun ra núi lửa, hiển nhiên là phi hồng ngọc tủy mau xuất thế. Diệp Thần còn ở chuyên tâm tu luyện, đi qua cả đêm cảm ngộ, hắn tâm thần, đã chậm rãi đắm chìm vào tà sát võ điển bí ẩn bên trong. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần tựa hồ đi tới một phiến bóng tối vực sâu. Cái này vực sâu, tựa hồ vĩnh không thấy đáy, Diệp Thần thân thể không ngừng rơi xuống. Mau tu luyện thành công. Diệp Thần tâm niệm vừa động, cả người khí huyết đang không ngừng thu chặt, nén. Cái này tà sát võ điển, lúc tu luyện nén khí huyết, đem toàn thân khí huyết cô đọng thành một viên hạt cực nhỏ không ngừng nén, cuối cùng nhỏ bé đến gần như hư không, cái này thì đến gần vô cảnh giới. Đi qua một đêm tu luyện, hiện tại Diệp Thần cả thân khí huyết
đã hoàn toàn nén ở trong đan điền. Hắn trong đan điền, có một viên tuyệt đối sáng chói hạt cực nhỏ. Vậy hạt cực nhỏ vô cùng nhỏ bé, so nhỏ nhất nhỏ bụi bậm, vẫn là nhỏ bé ngàn gấp vạn lần, không cách nào dùng mắt thường bắt, bên trong hàm chứa khó có thể tưởng tượng năng lượng. Diệp Thần cả người năng lượng, cũng nén ở nơi này một cái điểm nhỏ bên trong. Nho nhỏ một viên hạt cực nhỏ, toát ra mặt trời còn muốn nhức mắt gấp vạn lần ánh sáng. Lý Phi Tuyết và Lý Thanh Sơn ở bên cạnh bảo vệ, chỉ thấy Diệp Thần cả người kim quang vạn trượng, khí tượng vô cùng bàng bạc, không khỏi được sợ ngây người. Lúc này Diệp Thần, da xương thịt vô cùng lạnh như băng, đã không có máu tươi tồn tại. Hắn khí huyết, toàn bộ đều nồng rút thành một cái điểm nhỏ. Một cái gần như hư vô điểm nhỏ. Đây là muốn tiếp xúc vô cảnh giới sao? Diệp Thần một hồi mờ mịt, cảm thấy thân thể ở trong vực sâu không ngừng hạ rơi xuống. Khí huyết nồng rút thành hạt cực nhỏ, nhưng hắn kinh mạch không hề khô kiệt, bởi vì có luân hồi khí vận bồi bổ. Nếu như người bình thường tu luyện tà sát võ điển, khí huyết cô đọng sau đó, tự thân kinh mạch tùy thời có thể khô kiệt tử vong, nhưng Diệp Thần nhưng là đặc thù, hắn luân hồi huyết mạch, không bao giờ khô kiệt, coi như máu tươi chảy hết, còn có đại khí vận che chở. Đây chính là luân hồi chỗ đặc thù. Giờ phút này, Diệp Thần đầu óc bên trong chỉ có một loại cảm giác, chính là mình ở rơi vào hắc ám thâm uyên, không ngừng rơi xuống bóng tối trong hư vô. Cùng lúc đó, trong chấn tà bàn, vậy vu tổ đột nhiên mở mắt ra. Con người đỏ như máu bên trong thậm chí có cực kỳ bất ngờ. Thằng nhóc này lại nắm giữ như vậy tà vật, nếu như hắn đem tu luyện thành công, sau đó ta lại đem hắn đoạt xác, sợ rằng ta cũng có thể ở thái thượng thế giới có một chỗ ngồi. Đáng tiếc, thằng nhóc kia bên người còn có lão đầu kia. Nghe nói kêu hoang lão, ta phải nghĩ biện pháp vượt qua người này đoạt xác thằng nhóc này. Có lẽ ta tiến vào trấn tà bàn, hơn nữa gặp phải thằng nhóc này, chính là ta khí vận. Nghĩ tới đây, phù tổ diễn cảm nhưng là đột nhiên có chút dữ tợn. Sau đó, hắn nhìn về phía bên người chuôi này tà kiếm, mở miệng nói, sợ rằng ngươi vậy cảm nhận được liền cổ khí tức kia đi. Lần này, người ta có thể muốn hợp tác. Tà kiếm nhẹ nhàng lay động, tựa như đang trả lời trước phù tổ, lại tựa như ở cự tuyệt. Không người biết. Thời khắc này Diệp Thần tự nhiên không biết trong chấn tà bàn phát sinh hết thảy. Đang không ngừng hạ xuống trong quá trình, Diệp Thần trong lòng đột nhiên có một loại nồng nặc nguy cơ. Không, đây không phải là vô, cái này là bóng tối hư không. Diệp Thần võ đạo nội tình, cực kỳ thâm hậu, đối với các loại công pháp lĩnh ngộ, cũng là chấn động thức cổ kim tồn tại. Lúc này không ngừng rơi xuống hắc ám thâm uyên, Diệp Thần trong lòng sinh ra một cổ vô cùng là mãnh liệt bất an, rõ ràng cảm thấy xảy ra vấn đề. Trong truyền thuyết vô, là liền hư không cũng không tồn tại cảnh giới, cho nên mới kêu vô, nhưng hiện tại hắn cả người kim quang vạn trượng, ý thức lại đang rơi xuống vực sâu, cái này là bóng tối sa đọa, căn bản không phải vô. Cái này tà sát võ điển, cuối cùng là tà thư, không phải chánh đạo. Diệp Thần khá là thất vọng, lắc đầu một cái, thần thức động một cái, liền muốn bay ra hắc ám thâm uyên, trở lại thế giới hiện thật. Hống! Bỗng nhiên tới giữa, trong vực sâu phát ra một hồi chấn động hống, lại có các loại âm hồn ác linh, từ trong vực sâu bò ra ngoài, bắt Diệp Thần hai chân, không để cho hắn chạy khỏi đi ra ngoài. Lúc đầu cái này tà sát võ điển, từ mang lệ khí oán nghiệp, Diệp Thần tiến vào vực sâu quá sâu, đã xúc động tà sát võ điển oán khí, phải bị chiếm đoạt. Chính là tà đạo, cũng muốn chiếm đoạt ta. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, sớm có chuẩn bị, trần bia, phong bi, ám bia, viêm bia vân. Vân luân hồi huyền bi, toàn bộ thả ra, còn quấn thân thể xoay tròn. Vậy các loại âm hồn ác linh, một chạm được luân hồi huyền bi, lập tức phát ra kêu thảm thiết, bị đánh lui trở về. Vù vù. Mà ở rất nhiều luân hồi huyền bi bên trong, ám bia không ngừng chấn động, bộc phát ra ánh sáng khác thường, mơ hồ cùng tà sát võ điển đồng tình. Ám bia có thể cùng tà sát võ điển đồng tình. Cảm ơn bạn Hưu Nguyên Dinh, Đo Kiêu Ông Ánh đã đề cử. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, sau đó liền bừng tỉnh hiểu ra. Tà sát võ điển có hắc ám thâm uyên tà đạo khí, cùng ám bia hắc ám khí tức tương thông, hai người nếu như kết hợp, nói không chừng có thể để cho ám bia lột xác. Trước mắt Diệp Thần trần bia, phong bi, viêm bia, ma bia, linh bia, cũng lột xác viên mãn, còn thiếu ám bia cùng độc bia, còn chưa tới viên mãn cảnh giới.
nếu như có thể hấp thu tà sát võ điển mà nói, ám bia nhất định có thể lột xác viên mãn. Luân hồi ám bia, cho ta trấn áp. Diệp Thần mãnh quát một tiếng, sử dụng ám bia. Vù vù. Ám bia trôi lơ lửng ở hắc ám thâm uyên bên trong, chung quanh âm hồn ác linh, rối rít kêu thảm thiết, ở trong tối bia linh khí dưới sự xung kích, toàn bộ tán loạn chôn vùi. Xuy xuy xuy. Từng đạo lóe lên đen nhánh thần mang ký tự, từ trong vực sâu bắn ra, giống như con bướm vậy vũ động. Những thứ này đen nhánh ký tự, chính là tà sát võ điển khẩu quyết chữ viết. Chỉ gặp từng đạo ký tự, toàn bộ vần quanh đến ám bia vùng lân cận, sau đó hoàn toàn quy thuận, cùng ám bia dung hợp. Ám bia bia đá trên, một cái to lớn ám chữ, không ngừng lóng lánh, mà ở đó ám chữ chung quanh, chính là từng đạo thật nhỏ tà sát kinh văn. Ám bia dung hợp tà sát võ điển, trong thoáng chốc thần mang lớn thả, vô cùng năng lượng dâng trào ra. Rắc rắc sát. Những năng lượng này, bơm vào đến Diệp Thần trong cơ thể, Diệp Thần cả người gân cốt nhất thời nổ vang, tấc tấc lột xác. Thủy nguyên cảnh 9 tầng trời. Trong chớp mắt, Diệp Thần tu vi hơi thở, từ thủy nguyên cảnh tầng 8 trời, đột phá đến thủy nguyên cảnh 9 tầng trời. Quá tốt, cái này tà sát võ điển quả nhiên cường hãn, lại có thể để cho ta thành công đột phá. Diệp Thần mừng rỡ không thôi, cái này tà sát võ điển, mặc dù khoảng cách vô cảnh giới, còn không biết có bao nhiêu xa xôi, nhưng dẫu sao là tà thiên sách, năng lượng bàng bạc, thật là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần võ đạo nội tình cực kỳ thâm hậu, muốn đột phá chân thực không dễ, nhưng cái này một tí, hắn dung hợp tà sát võ điển, nhưng là hoàn toàn đột phá, có thể gặp cái này tà thiên sách lợi hại. Bên ngoài, Lý Thanh Sơn và Lý Phi Tuyết, chỉ gặp Diệp Thần trong cơ thể, bỗng nhiên vọt ra khỏi một cổ hắc ám khí. Cái này cổ hắc ám khí, lên như diều gặp gió, xông lên vân tiêu, ngay tức thì che đậy bầu trời. Cho dù là trên đảo tai khí, cũng không thể cùng cái này cổ hắc ám khí tức so sánh. Hòn đảo bên ngoài, Huyết Long cùng Huyết Thần, thấy cái này hắc ám khí tức, cũng là lớn kinh. Huyết Long vui vẻ nói, là chủ nhân hơi thở, chủ nhân đột phá, đây là tới ám thần mạch mũi nhọn. Huyết Long nhưng là nhận ra, che khuất bầu trời hắc ám khí tức, xuất xứ từ Diệp Thần tới ám thần mạch. Dung hợp tà sát võ điển sau đó, Diệp Thần đột phá tu vi, ám bia lột xác viên mãn, cùng ám bia tương quan tới ám thần mạch, tự nhiên cũng là lột xác viên mãn. Lúc này đầy trời quanh quẩn không tiêu tan hắc khí, chính là hắn tới ám thần mạch tản ra hơi thở. Hoàng Tuyền sông vùng lân cận, Thánh Vân Tôn thấy oanh thiên không tiêu tan hắc khí, cũng là hơi biến sắc mặt. Thằng nhóc kia, luân hồi huyết mạch lại có lột xác, cái này cũng không hay. Mơ hồ tới giữa, Thánh Vân Tôn cũng cảm nhận được nguy cơ, vội vàng cắn bể đầu ngón tay, bước ra một giọt máu tươi, tăng nhanh suy diễn Hoàng Tuyền cấm chế tốc độ. Nứt ra cốc cạnh, Diệp Thần tu luyện viên mãn, mở mắt ra. Đại ca, chúc mừng đột phá. Lý Thanh Sơn ngạc nhiên mừng rỡ đi vào, hướng Diệp Thần chúc mừng. Lý Phi Tuyết cũng là mỉm cười nhìn Diệp Thần, nói, Diệp đại ca, người thành công hiểu tà sát võ điển liền sao. Diệp Thần cười một tiếng, trước đem trong đan điền hạt cực nhỏ tạo ra, để cho khí huyết chảy trở về quanh thân kinh mạch, nói, vậy tà sát võ điển, vừa là thần thông bí tịch, lại là pháp bảo, ta đã đem trấn áp, cùng ám bia dung hợp. Vừa nói, Diệp Thần sử dụng ám bia, chỉ gặp ám trên bia ký tự vần quanh, chính là tà sát võ điển khẩu quyết chữ viết. Lý Phi Tuyết nhỏ cảm thấy kinh ngạc, nói, Diệp đại ca, cái này tà sát võ điển rốt cuộc có gì bí ẩn. Diệp Thần trầm tư một hồi, nói cái này bản tà thiên sách, trong truyền thuyết là có thể dò ngó gặp vô bí ẩn, nhưng ta xem cũng không gặp được. Lý Phi Tuyết nói, vô rốt cuộc là cái gì? Diệp Thần nói, ta cũng không biết, chỉ là nghe qua truyền thuyết, nghe nói là tu luyện cảnh giới cuối cùng, là tuyệt đối hư không, không, hẳn mà nói, là liền hư vô khái niệm cũng không tồn tại, bất kỳ khái niệm cũng không tồn tại, liền hư không cũng không có, cho nên gọi là vô. Lý Phi Tuyết ngạc nhiên nói, liền hư không cũng không có, vậy kết quả là cái gì? Ta không hiểu. Diệp Thần cười khổ nói, ta cũng không hiểu, truyền thuyết vô là không thể miêu tả cảnh giới, thế gian tất cả liên quan tới vô miêu tả, toàn bộ đều là sai lầm, vậy tà sát võ điển định miêu tả vô, nhưng là đi tà đạo, cho nên tràn ngập sát khí. Lý Phi Tuyết nói, nếu là tà điển, tại sao lại có thể làm ngươi đột phá? Diệp Thần nói, tuy là tà điển, nhưng cũng có tuyệt đối hư vô hắc ám thần uy,
nếu là có thể nắm trong tay, tuy nói xa xa không thể đạt tới vô vô cảnh giới, nhưng nắm giữ hắc ám thâm uyên, vậy đủ để trấn áp hết thảy kẻ địch. Vô vô cảnh giới, quá mức thần bí, quá mức phức tạp, quá mức đáng sợ, coi như là vô vô thiên thư, cũng không có chân chính tiếp xúc tới vô vô cảnh giới, chỉ là ký thác tiên nhân triết lý suy tính thôi. Mà tà sát võ điển, càng không thể nào chạm đến vô vô. Bất quá, cái này tà sát võ điển, tu luyện thành công sau đó, nhưng có thể nắm trong tay hắc ám thâm uyên, đó cũng là một môn đặc biệt nghịch thiên thần thông. Thái thượng 36 đạo bên trong, có một môn đạo pháp, tên là Thái thượng thiên uyên nói. Ban đầu đế uyên điện cử hành đồ sát thánh đại hội, diệp thần hoàng tuyển đồ, trực tiếp bị thiên uyên đạo pháp phá hủy, đế uyên điện thậm chí chế tạo ra vạn kiếp thiên uyên trận, thiếu chút nữa để cho diệp thần chết. Hôm nay đế uyên điện, vẫn còn vạn kiếp vực sâu bên trong, người ngoài cơ hồ không thể nào bước vào đi, có thể gặp thiên uyên đạo pháp lợi hại. Nhưng là, tà sát võ điển, so với thiên uyên đạo pháp, còn lợi hại hơn trăm lần. Cái này võ điển, nắm trong tay sau đó, chế tạo ra hắc ám thâm uyên, là tuyệt đối hư không, người một khi bị bao phủ vào, sẽ bị vực sâu chiếm đoạt, vĩnh sinh thoát thân không được. Vũ Hoàng Thế Gia cùng Tiêu Gia, cũng muốn cướp đoạt tà sát võ điển, chính là nhìn chúng một điểm này. Nắm trong tay tà sát võ điển sau đó, coi như không thể chạm đến vô vô, nhưng có thể nắm giữ hắc ám thâm uyên, vậy đủ để chống lại cân nhắc quyết định thánh đường, chiếm đoạt hết thảy. Hiện tại Diệp Thần nắm trong tay tà sát võ điển, cùng ám bia dung hợp, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Ngại vì tự thân tu vi có hạn, hắc ám thâm uyên uy lực, Diệp Thần tối đa phát huy 10%, nhưng cái này 10%, đã đủ đáng sợ. Nếu như lúc này Diệp Thần, sẽ cùng Vũ Hoàng Đà đối chiến, một chiêu tới giữa, là được tiêu diệt đối phương, đơn giản là không phí nhiều sức. Nếu là có thể hoàn toàn phát huy tà sát võ điển uy lực, sợ là liền cân nhắc quyết định đứng đầu đều phải kiêng kỵ. Phi Tuyết, đại địch buông xuống, ngươi cùng ta ở bên người. Thanh Sơn, ta ban cho ngươi hai cuốn thiên thư, ngươi thật tốt cảm ngộ. Diệp Thần đã nắm trong tay tà sát võ điển, dõi mắt toàn bộ thiên nhân vực. Cơ hồ không người có thể thương tổn tới hắn, bất quá Lý Phi Tuyết cùng Lý Thanh Sơn, thực lực còn chưa đủ, Diệp Thần cũng không có tuyệt đối chắc chắn, có thể bảo đảm hai người an toàn. Lập tức Diệp Thần lấy ra Ma Huyết Thiên Thư cùng Phật Vũ Thiên Thư, ban cho Lý Thanh Sơn. Cái này hai cuốn thiên thư, đều là đại thiên thư, uy lực không phải chuyện đùa. Diệp Thần có tà sát võ điển, cái này hai cuốn thiên thư, đối với hắn tác dụng đã chừng mực. Lý Thanh Sơn thấy Diệp Thần đưa tặng. Thất kinh, nói, đại ca, chân quý như vậy thiên thư, ta không thể muốn. Diệp Thần nói, ngươi cầm đi, đối với ngươi tu luyện hữu dụng. Lý Thanh Sơn cũng biết tự thân nhỏ yếu, phải mau sớm trở nên mạnh mẽ, mới có thể giúp được Diệp Thần, lập tức cung kính nói, đa tạ đại ca. Nhận hai cuốn thiên thư. Diệp đại ca, đa tạ ngươi. Lý Phi Tuyết vậy hướng Diệp Thần nói cảm ơn, liền theo thật sát Diệp Thần bên người. Nàng là tai nan thiên kiếm kiếm linh, chỉ cần nàng đi theo Diệp Thần bên người, liền có thể lớn mạnh tai nan thiên kiếm uy lực, không hề sẽ trở thành là liên lụy, ngược lại là trợ lực. Suy, lúc này, hòn đảo ra, cực bắc thiên hải trên mặt biển, hư không bỗng nhiên biến dạng, có mấy đạo cường đại bóng người, qua lại tới. Một người cầm đầu, chính là cái tướng mạo chàng công tử tuấn tú mà, chính là Vũ Hoàng Thế Gia Thánh Tử Vũ Hoàng Thanh Thư. Vũ Hoàng Thanh Thư sau lưng mấy người, đều là hắn tâm phúc đệ tử. Có địch nhân đến. Huyết Long từ đầu đến cuối chấn thủ, thấy Vũ Hoàng Thanh Thư xâm phạm, tuy không biết đối phương thân phận gì, nhưng cổ sát khí nồng nặc kia, nhưng là đối phương vừa xuất hiện, hắn liền cảm nhận được. Không biết đối phương lai lịch gì, chẳng lẽ cũng là nữ hoàng thiên cung người đến sao? Huyết Thần cũng là đề phòng, Vũ Hoàng Thanh Thư thực lực, mặc dù khí vận bị áp chế mấy phần. Nhưng quanh thân lộ ra hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, quả thực không thể khinh thường. Ừ, khí tức thật là cường đại. Đây là, Vạn Tương Thiên Thư. Bầu trời bên trong, Vũ Hoàng Thanh Thư gặp được Huyết Long, nhưng thấy Huyết Long cả người linh khí chìm nổi, trong phảng phất hóa ra một quyển cổ xưa thiên thư. Bữa trước sách bao la vạn vật, chính là trong truyền thuyết Vạn Tương Thiên Thư. Thiếu gia, cái này hai người tựa hồ là luân hồi chi chủ người bảo vệ. Một người tâm phúc đệ tử, nơm nớp lo sợ nói. Vũ Hoàng Thanh Thư cũng là một hồi chấn động ngạc, không nghĩ tới Diệp Thần còn có người bảo vệ, khó trách biểu muội như vậy thận trọng,
xem ra chu diệt luân hồi chi chủ, đúng là không phải chuyện dễ dàng. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không cách nào quay đầu lại. Các ngươi lưu lại cản ở phía sau, ta đi chu diệt luân hồi chi chủ. Vũ Hoàng Thanh Thư quát lên một tiếng lớn, lập tức phát ra lệnh, ngự gió đi hòn đảo bên trong bay đi, hắn đã thấy mãnh liệt hoàng tuyền thánh thủy con sông. Đám người tâm phúc đệ tử nghe được muốn lưu lại cản ở phía sau, đó là hẳn phải chết, không khỏi người người lộ ra kinh hoàng vẻ tuyệt vọng. Vũ Hoàng Thanh Thư quay đầu lại nói, chờ ta chấp trưởng lục đạo luân hồi, sẽ đem các ngươi sống lại, không cần lo lắng. Chúng đệ tử nói, Vũ Hoàng Thanh Thư gật đầu một cái, tiếp tục đi hòn đảo bên trong bay vút đi. Đứng lại, huyết long gầm thét một tiếng, động trời hình rồng thân thể, bay lên trời, long chảo mang bể khí tượng, chụp vào Vũ Hoàng Thanh Thư. Vũ Hoàng Thanh Thư hừ một tiếng, nghiêng người né tránh, không hề tiếp chiến, tiếp tục đi bên trong đảo bay đi. Huyết long muốn truy kích, nhưng lúc này, Vũ Hoàng Thanh Thư thủ hạ tâm phúc đệ tử, toàn bộ phát sát đi lên. Những người tâm phúc này đệ tử, dùng hết tánh mạng, ngăn trở huyết long cùng huyết thần, là Vũ Hoàng Thanh Thư tranh thủ cơ hội. Vũ Hoàng Thanh Thư cũng không quay đầu lại, bay vào hòn đảo bên trong, lại nghe được sau lưng truyền tới từng cơn kêu thảm thiết, hắn thủ hạ tâm phúc, toàn bộ bị huyết long huyết thần hai người giết chết. Vũ Hoàng Thanh Thư trong lòng một hồi nhức nhối, những thứ này đều là hắn tâm phúc, hôm nay toàn bộ hao tổn, nếu như không thể chu diệt Diệp Thần, cướp lấy luân hồi khí vận, vậy hắn ngày hôm nay liền tổn thất thảm trọng. Trên cái đảo này phân bố tai khí, Phi Hồng Ngọc Tỷ sắp xuất thế, vậy hai cái người bảo vệ, tựa hồ bị tai khí chấn nhiếp, không thể vào, đây là chu diệt luân hồi, ngàn năm một thuở cơ hội. Vũ Hoàng Thanh Thư gặp sau lưng không có ai đuổi theo, thoáng lấy lại bình tĩnh, hắn là thiên quân thế gia đệ tử, có bờ bên kia thần thụ che chở, tự nhiên không sợ tai khí. Lập tức Vũ Hoàng Thanh Thư sải bước đi sâu vào, mà làm hắn đi sâu vào hòn đảo thời điểm. Nhưng bỗng nhiên cảm thấy hô hấp nghẹt thở, chung quanh tai khí không ngừng ăn mòn tới. Biểu muội, bờ bên kia thần thụ từ bỏ ta. Nháy mắt tức thì, Vũ Hoàng Thanh Thư trong lòng sợ hãi, phát hiện mình đã không có bờ bên kia thần thụ che chở, cũng giống người bình thường như vậy, bị tai khí xâm nhập phạt. Hiển nhiên, biểu muội hắn Vũ Hoàng Nhã Phỉ, không đồng ý hắn cùng Diệp Thần khai chiến, trực tiếp khống chế bờ bên kia thần thụ, rút lui hết tất cả che chở. Nói cách khác, hôm nay Vũ Hoàng Thanh Thư đã bị Vũ Hoàng Thế Gia vứt bỏ, trừ phi hắn thật có thể chu diệt Diệp Thần, nếu không hắn sau này sẽ là chó chết chủ. Khủng hoảng sau này, Vũ Hoàng Thanh Thư chính là ngập trời tức giận, trong đầu nghĩ các ngươi cũng cho ta chờ, ta ngày hôm nay nhất định tháo xuống luân hồi chi chủ đầu người. Hít sâu một hơi, Vũ Hoàng Thanh Thư tạm thời điều động linh khí, gắt gao chống lại chung quanh tai nạn. Như vậy chống lại trạng thái, đại khái có thể duy trì 2 tiếng. Hắn nhất định phải ở trong vòng 1 giờ, chu diệt Diệp Thần, nếu bị trong thiên địa tai khí thôn phệ, nhất định là chết không có chỗ chôn. Một đường đi tới trước, Vũ Hoàng Thanh Thư rốt cuộc đã tới Hoàng Tuyền Thánh Thủy con sông vùng lân cận. Nhưng mà, ở chỗ này, hắn nhưng không thấy Diệp Thần, chỉ thấy được một cái sắc mặt âm lệ nam tử, bên cạnh đi theo một đầu ma hóa kỳ lân. Thánh Vân Tôn, là ngươi. Vũ Hoàng Thanh Thư thấy Thánh Vân Tôn, một hồi kinh ngạc. Hai người hiển nhiên là biết, dẫu sao Thánh Vân Tôn, chính là Tiêu gia trước kia khách khanh trưởng lão, Vũ Hoàng Thanh Thư vậy gặp qua. À, Vũ Hoàng Thanh Thư, ngươi làm sao cũng tới. Thánh Vân Tôn thấy được Vũ Hoàng Thanh Thư, con người hơi đông lại một cái, cũng là khá để ý bên ngoài. Vũ Hoàng Thanh Thư quét nhìn bốn phía, cảm ứng được Hoàng Hà nước suối cổ quái, bấm ngón tay tính toán, liền biết kỳ lý. Cảm ơn bạn Hưu Nguyên Dinh, Đo Kiêu Ong Ánh đã đề cử. Ha ha, Thánh Vân Tôn, lúc đầu ngươi cũng muốn chu diệt luân hồi chi chủ, chỉ là bị cái này Hoàng Tuyền cấm chế ngăn cản. Vũ Hoàng Thanh Thư cười lạnh một tiếng. Thánh Vân Tôn mặt không đổi sắc, nói chính là cấm chế, cản không được ta bao lâu. Vũ Hoàng Thanh Thư ngẩng đầu nhìn trời một cái không, nói, đầy trời hắc ám khí tức, luân hồi huyết mạch lột xác, thằng nhóc kia đột phá. Chỉ hoãn tiếp nữa, chỉ sợ việc lớn không ổn. Thánh Vân Tôn nói, vậy ngươi muốn như thế nào, hợp tác sao? Vũ Hoàng Thanh Thư nói, không sai, người ta liên thủ công phá cấm chế, ta đi chu diệt luân hồi chi chủ, người đi đối phó bên ngoài vậy hai cái người bảo vệ. Diệp Thần Tu Vi, đã đột phá đến thủy nguyên cảnh 9 tầng trời, Vũ Hoàng Thanh Thư như cũ có chiến thắng chắc chắn,
nhưng chiến đấu qua sau đó, lại không chắc chắn đối mặt huyết long huyết thần đuổi giết. Cho nên, hắn muốn cùng Thánh Vân Tôn hợp tác, hắn tự mình đối phó với Diệp Thần, mà Thánh Vân Tôn đi đối phó huyết long huyết thần. Thánh Vân Tôn cười lạnh một tiếng, nhưng không đáp lời. Vũ Hoàng Thanh Thư nói, chờ ta giết chết luân hồi chi chủ sau đó, luân hồi khí vận, phân ngươi một nửa. Thánh Vân Tôn vui vẻ cười to, nói ta Thánh Vân Tôn người thế nào, ta tức là thiên mệnh, cần gì phải người khác khí vận. Cùng giết chết luân hồi chi chủ, đem người pháp bảo của hắn Hoàng Tuyền đồ cho ta chính là, ngoài ra lại đáp ứng ta một chuyện, giúp ta tiêu diệt Tiêu gia. Tiêu diệt Tiêu gia. Vũ Hoàng Thanh Thư ánh mắt lóe lên một tí, biết năm đó Thánh Vân Tôn bị Tiêu gia đuổi đi, trong lòng có oán niệm, lúc này gật đầu nói. Được, ta đáp ứng ngươi, ta sau này giúp ngươi tiêu diệt Tiêu gia còn sót lại huyết mạch, lại đem Tiêu Khinh Nhan đưa đến ở trên tay ngươi, làm ngươi lò. Thánh Vân Tôn khẽ mỉm cười, nói, rất tốt, rất tốt, mặc dù Tiêu Khinh Nhan cô nàng kia, xa xa kém hơn Ngụy Dĩnh cô nương tuyệt thế phương cho, nhưng cũng coi là một cái tốt lò, cho ta thải âm bổ dương chính là dùng chung. Vũ Hoàng Thanh Thư trong đầu nghĩ, Ngụy Dĩnh lại là ai? Lại có thể được Thánh Vân Tôn người này coi trọng tương gia, muốn đến cũng là một vị kinh thế cô gái, không biết và ta biểu muội so sánh như thế nào. Ở lòng hắn bên trong, biểu muội hắn Vũ Hoàng Nhã Phỉ, chính là thế gian thứ nhất đẳng cô gái, những người còn lại đều không thể đạt tới, lần này mưu đồ chu diệt luân hồi, hắn cũng có hướng biểu muội chứng minh thực lực ý. Cái này hai người ở chỗ này thương lượng, hoàn toàn không cầm Diệp Thần đặt ở bên trong mắt. Tựa như ở trong lòng bọn họ, Diệp Thần đã là mộ bên trong xương khô, không đủ gây sợ hãi. Dẫu sao, hai người thực lực, cũng vượt qua thái chân cảnh, mà Diệp Thần, chỉ là thủy nguyên cảnh 9 tầng trời mà thôi, bọn họ có kiêu ngạo lý do. Lập tức Vũ Hoàng Thanh Thư cùng Thánh Vân Tôn hai người, vô cùng ăn ý, một cái rút ra trường kiếm, một cái sử dụng Vân Đỉnh Thiên Thư, hướng trước mắt Hoàng Tuyền Thánh Hà công tới. Bờ bên kia kiếm pháp, Thiên Thư Thần Quang, một đạo kiếm mang, một món thần quang, như bạch hồng xuyên qua hư không, đồng loạt bắn ra, đánh vào Hoàng Tuyền Thánh Hà trên. Suy, nhất thời, Hoàng Tuyền Thánh Hà bị biến dạng ra một đạo lỗ hổng, cấm chế hoàn toàn tan vỡ. Núp ở Hoàng Tuyền trong sông Bích Thủy Khảm Linh Châu, rên rỉ một tiếng, hóa thành lưu quang, chui hồi Diệp Thần trong tay. Vũ Hoàng Thanh Thư cùng Thánh Vân Tôn, hai người thực lực dõi mắt thiên nhân vực đều là đứng đầu hàng ngũ, liên thủ nhất kích, chân thực cường hãn. Lại có thể ngắn ngủi áp chế Bích Thủy Khảm Linh Châu hơi thở, để cho được hạt châu này, không cách nào phát động phía trên tinh văn, thậm chí bị đẩy lui. Vũ Hoàng Thanh Thư, hy vọng ngươi đừng nhường ta thất vọng. Thánh Vân Tôn thấy cấm chế phá vỡ, nhàn nhạt nói. Chỉ cần Diệp Thần chết đi, hắn là có thể không cố kỵ chút nào, đi cướp lấy Ngụy Dĩnh tâm hồn thiếu nữ. Yên tâm, chính là một cái thủy nguyên cảnh 9 tầng trời con kiến hôi, còn có thể ngất trời. Vũ Hoàng Thanh Thư cười lạnh một tiếng, trong mắt ý định giết người bùng nổ, chính là ngang nhiên vượt qua Hoàng Tuyền sông, hướng Diệp Thần lướt đi. Thánh Vân Tôn đại nhân, chúng ta không đi hỗ trợ sao? Vậy Ma Hóa Kỳ Lân nhìn Vũ Hoàng Thanh Thư đi xa hình bóng, nói. Không cần, Vũ Hoàng Thanh Thư chính là Vũ Hoàng Thế Gia Thánh Tử, hết sức được Vũ Hoàng Thế Gia võ đạo chân truyền, hắn phải ra tay, đủ để trấn giết luân hồi chi chủ. Chúng ta để phòng bên ngoài vậy vạn tướng vương là được. Thánh Vân Tôn đứng chắp tay, yên tĩnh nhìn bên ngoài. Từ hắn nơi này, có thể mơ hồ xem đến bầu trời bên ngoài trên, lơ lửng một cái uy vũ hừng hực màu máu rồng thần, các loại thiên địa pháp tướng hội tụ, khí tượng vô cùng huy hoàng. Chỉ ít từ ngoài mặt xem, huyết long cái này vạn tướng vương, uy hiếp so với Diệp Thần lớn hơn. Hòn đảo trung tâm, nứt ra cốc cạnh. Diệp Thần thu hồi Bích Thủy Khảm Linh Châu, đã cảm thấy được Hoàng Tuyền cấm chế tan vỡ, gương mặt hơi đổi. Lý Thanh Sơn nói, đại ca, thế nào? Diệp Thần nói, địch nhân đến, ngươi lui về phía sau, Phi Tuyết đi theo ta. Lý Thanh Sơn tự biết thực lực chưa đủ, nói, Sau đó hắn xa xa thối lui, ở trong rừng rậm ẩn núp tốt bóng người, miễn được liên lụy Diệp Thần. Lý Phi Tuyết đứng ở Diệp Thần trong tay, sóng mắt mang ôn nhu nhìn hắn. Diệp Thần vậy nghiêng đầu yên lặng nhìn nàng, hai người tựa như thần giao cách cảm vậy, hai tay tướng dắt, 10 ngón tay nắm chặt. Thật ra thì, Diệp Thần đối với Lý Phi Tuyết cũng không quyến luyến chi tâm, chỉ là nàng là tai nan thiên kiếm kiếm linh, và nàng thân cận một chút,
đối với tai nan thiên kiếm lực sát thương có tăng thêm. Càng thân gần, tăng thêm càng lớn. Diệp Thần tay trái dắt Lý Phi Tuyết, tay phải rút ra tai nan thiên kiếm, lại nghe vù vù đích một tiếng, tai nan thiên kiếm kiếm quang ngất trời, sát phạt mũi nhọn hung mãnh đến trình độ cao nhất. Suy, hư không biến dạng, một đạo thân ảnh, đáp xuống Diệp Thần trước mặt, chính là Vũ Hoàng Thanh Thư. Vũ Hoàng thế gia thánh tử sao? Diệp Thần ánh mắt hơi chăm chú, mới vừa Vũ Hoàng Thanh Thư cùng Thánh Vân Tôn, liên thủ phá vỡ Hoàng Tuyển cấm chế, hắn đã cảm giác được nhân quả, cho nên biết được Vũ Hoàng Thanh Thư thân phận. Vũ Hoàng Thanh Thư thấy Diệp Thần cùng Lý Phi Tuyết, 10 ngón tay nắm chặt, một bộ lưu luyến triền miên hình dáng, nghĩ đến mình lại bị biểu muội vứt bỏ, trong lòng lại là chua xót, lại là căm ghét. Gặp lại Diệp Thần trong tay tai nan thiên kiếm, trong lòng lại hơi rét một cái, lúc đầu trong truyền thuyết tai nan thiên kiếm, chính là ở trên tay tiểu tử này, khó trách biểu muội kêu ta không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Thiên kiếm mũi nhọn, chân thực quá mức lợi hại, liền Vũ Hoàng Thanh Thư cũng không dám khinh thường. Tốc chiến tốc thắng, phải mau sớm giết chết thằng nhóc này, đừng nhường hắn có phát huy thiên kiếm uy lực cơ hội. Nghĩ tới đây, Vũ Hoàng Thanh Thư không nói một lời, bỗng nhiên khua kiếm chém điên cuồng ra, thẳng giết Diệp Thần. Diệp đại ca chú ý. Lý Phi Tuyết kêu lên một tiếng, lại không nghĩ rằng đối phương vừa thấy mặt, gọi đều không đánh, trực tiếp động thủ. Hừ, chính là một cái chó chết chủ, uy hiếp không được ta. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, dửng dưng tự nhiên, một nắm tay Lý Phi Tuyết, một tay khua kiếm múa, như hắt mực sơn thủy vậy tự nhiên, dễ dàng, chặn lại Vũ Hoàng Thanh Thư một kiếm. Hắn đã cảm nhận được, Vũ Hoàng Thanh Thư bị bờ bên kia thần thụ từ bỏ, đã là một cái chó chết chủ. Trọng yếu hơn chính là, Vũ Hoàng Thanh Thư khí vận còn bị hạn chế mấy phần. Ở hắn cái cảnh giới này chiến đấu, khí vận cực kỳ trọng yếu, Vũ Hoàng Thanh Thư đã bị vứt bỏ, khí vận mất hút, coi như tu vi vượt qua xa Diệp Thần, thậm chí coi như vượt qua thái chân cảnh, vậy uy hiếp không được Diệp Thần. Vũ Hoàng Thanh Thư nghe được khó chết chủ bốn chữ, chỉ cảm thấy cực kỳ chói tai, nội tâm giận dữ, nói thằng nhóc thúi, cho ta im miệng. Đối phó một mình ngươi thủy nguyên cảnh 9 tầng trời con kiến hôi, ta cần gì phải khí vận tương trợ. Tiếng nói rơi xuống, Vũ Hoàng Thanh Thư kiếm phong vừa chuyển, quát lên, hoa nở bờ bên kia thiên. Cái này hoa nở bờ bên kia thiên, chính là Vũ Hoàng thế gia một môn tuyệt thế thần thông, một kiếm vung ra, có vạn hoa tách thả ra, bờ bên kia sáng chói thở mạnh voi, kẻ địch nếu như hơi có chần chờ, liền bị kiếm khí cuộn sạch, tan xương nát thịt. Vũ Hoàng Thanh Thư tức giận dưới, vốn định thi triển tuyệt chiêu này, một kiếm giết chết Diệp Thần, nhưng không ngờ, hắn một kiếm này giết ra, lại có thể không có chút nào thần thông biến hóa ánh sáng, chỉ là bình thường không có gì lạ một kiếm. Ha ha, người bị gia tộc vứt bỏ, liền nhà mình kiếm pháp cũng không dùng được. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, đã biết đầu mối, khua kiếm rời ra Vũ Hoàng Thanh Thư thân kiếm, thuận thế nhắm thẳng vào tim hắn. Lúc đầu Vũ Hoàng Thanh Thư bị bờ bên kia thần thụ vứt bỏ, chiêu này hơ nở bờ bên kia thiên, cũng rốt cuộc không xử ra được. Thấy vậy, Vũ Hoàng Thanh Thư chấn động chỉ vạn phần, vội vàng đi về sau bay ngược. Suy, Diệp Thần một kiếm gai đi giết, tuy không đâm thủng tim hắn, nhưng vậy đã thương hắn ngực, máu tươi ồ ồ dòng nước chảy ra. Thoáng chốc tới giữa, Vũ Hoàng Thanh Thư nhưng giác vết thương đau nhức, cúi đầu vừa thấy, ngực trên da nổi lên cho đen hơi thở. Đó là tai nạn khí tượng. Bị tai nan thiên kiếm gây thương tích, vết thương sẽ gặp phải tai nạn hơi thở ăn mòn, cả người vậy sẽ dần dần bị tai nạn nuốt mất. Đáng chết! Luân hồi chi chủ, là ngươi ép ta! Vũ Hoàng Thanh Thư cắn răng nghiến lợi, hắn đường đường Vũ Hoàng thế gia thánh tử, tu vi nghiền ép Diệp Thần ước chừng hai đại cảnh, hiện tại một lần hợp tới giữa, liền bị Diệp Thần đâm bị thương, cuộc đời này chưa từng nhận lớn như vậy khuất nhục. Phải biết! Diệp Thần tu vi, liền còn thật cảnh đều không phải là, chỉ có thủy nguyên cảnh 9 tầng trời mà thôi, hắn lại bị như vậy tu vi con kiến hôi đâm bị thương, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tiền, hành. Căm hận dưới, Vũ Hoàng Thanh Thư vành mắt hết sức nứt ra, hai tay ký kết từng cái một dấu tay. Tay kia ấn cổ xưa huyền ảo, mỗi một cái dấu tay đế ra, cũng làm động tới thiên địa đại thế. Làm được mưa gió cuốn lên, ước chừng 9 cái dấu tay kết thành, Vũ Hoàng Thanh Thư trên mình lại bạo phát ra màu vàng kim phạm thiên thần quang, khoáng đạt vạn trượng, khí thế bàng bạc. Hô hô hô, hắn cả người khí huyết,
vậy đang kịch liệt thiêu đốt, hiển nhiên thi triển phương pháp này, đối với thân thể tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Cái này, đây là, Đại Phạm Thiên Cửu Trọng Chí Tôn Công. Lý Phi Tuyết thấy Vũ Hoàng Thanh Thư trên mình khí thế, nhất thời thất kinh, kéo Diệp Thần sau lui ra. Diệp Thần kinh ngạc hỏi, cái gì là Đại Phạm Thiên Cửu Trọng Chí Tôn Công? Chỉ gặp Vũ Hoàng Thanh Thư thần quang vạn nặng, khí thế bão táp, giận phát xung quan, từng cây một tóc xóa xuống, mỗi một sợi tóc đều ở đây bồng bềnh, đều có vô cùng kim quang thần mang toát ra, khí tượng đặc biệt khủng bố. Lý Phi Tuyết nói, Đại Phạm Thiên Cửu Trọng Chí Tôn Công, gọi tắt là Phạm Thiên Thần Công, chính là hạng thứ hai cửu thiên thần thuật, đứng sau Đại Thiên Trọng Lâu Trường, là vạn khư thế gia bí truyền thần thông. Lý Phi Tuyết kiếp trước là tai nạn kiếm linh, lúc này theo đột phá tu vi, kiếp trước truyền thừa cũng là tỉnh lại, biết rất nhiều mịt mờ bí mật. Ví dụ như cái này Đại Phạm Thiên Cửu Trọng Chí Tôn Công, Diệp Thần cũng chưa từng nghe qua, Lý Phi Tuyết nhưng là rõ ràng. Diệp Thần trong lòng giật mình, nói, là vạn khư thế gia thần thông. Lý Phi Tuyết nói, Đại Phạm Thiên Cửu Trọng Chí Tôn Công, có 9 chữ bí quyết, chính là, lâm binh đấu giả đều là trận liệt đi tới trước, cái này 9 chữ, mỗi loại bí quyết đều có uyên thâm khó lường biến hóa. Thí dụ như đấu chữ quyết, đại biểu trời hạ gian hàng đầu công đấu sát phạt. Minh tự quyết, đại biểu đứng đầu nhất luyện khí bí pháp. Hàng chữ quyết, đại biểu nhất mau lẹ tuyệt luân thân pháp. Trùng trùng bí quyết, biến hóa phức tạp cơ xảo, làm người ta hoa cả mắt. Cái này Phạm Thiên Thần Công, cũng là giữa thiên hạ biến hóa tối đa, thần thông phức tạp nhất tồn tại, nó cùng Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng so sánh, kém còn kém đang biến hóa quá nhiều, không có trở lại nguyên trạng ảo diệu. Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng thì không cùng, là đơn giản hung mãnh một trường, không như vậy lòe loẹt, một lực hàng 10 sẽ, một cái tát vỗ xuống, thần thông gì pháp bảo đều phải phai mờ, bất quá vậy Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng đã sớm thất truyền, trước mắt thế gian lợi hại nhất công pháp. Chính là cái này Phạm Thiên Thần Công. Lý Phi Tuyết mắt đẹp mang vẻ ngưng trọng, hiển nhiên không nghĩ tới Vũ Hoàng Thanh Thư lại luyện thành Phạm Thiên Thần Công. Bất quá, xem Vũ Hoàng Thanh Thư cả người khí huyết kịch liệt thiêu đốt hình dáng, hiển nhiên gánh vác to lớn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cái này Phạm Thiên Thần Công, mặc dù nghèo cứu thiên nhân hết sức, biến hóa vô cùng, nhưng muốn thành công thi triển, cũng cần bỏ ra giá cực lớn. Luân hồi chi chủ, có thể ép ta đến bước này, người vậy coi là chết được kỳ sở. Vũ Hoàng Thanh Thư ngửa mặt lên trời gầm thét, đầu đầy tóc đen kích động, thân thể cuồng như vậy liều chết xung phong. Đại Phạm Thiên Cửu Trọng Chí Tôn Công, là hắn cường hãn nhất một lá bài tẩy, hiện tại mới vừa giao thủ, Diệp Thần lại có thể ép được hắn vận dụng lá bài tẩy, hắn nội tâm vô cùng khuất nhục căm hận, chỉ muốn đem Diệp Thần xé nát. Bất quá! Vũ Hoàng Thanh Thư ánh mắt ở Lý Phi Tuyết thướt tha dáng vẻ trên vòng vo vừa chuyển, trong đầu nghĩ, đang giết chết thằng nhóc này trước chiết nhục cô nàng này nói sau. Một cái chớp mắt tới giữa, hắn trong lòng thoáng qua vô số tà ác tàn bạo ý niệm, một cái to lớn sắp chữ, ma quang bung ra, từ đỉnh đầu hắn trên bay lên. Không tốt, Lý Phi Tuyết lần nữa kéo Diệp Thần, cấp tốc lui về phía sau. Mới vừa hai người trao đổi, là dùng thần niệm, cho nên lời nói tuy nhiều, nhưng trong thực tế ở trong nháy mắt. Thật là nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Diệp Thần một cái hoảng hốt tới giữa, nhưng thấy Vũ Hoàng Thanh Thư giết tới trước người. Vô cùng vô tận ma khí, từ Vũ Hoàng Thanh Thư trong cơ thể tuôn ra, một tôn không biết nhiều ít vạn trượng cao viễn cổ ma thần bóng người, ở sau lưng hắn hiện lên. Ma sắp nhật nguyệt, sát phạt thiên hạ, lâm tự quyết, cho ta trấn áp. Vũ Hoàng Thanh Thư thanh âm biến dạng, bàn tay ngút trời. Một trường nghiền nát hàng tỷ nặng hư không, mang vô cùng uy thế kinh khủng, hướng Diệp Thần trấn áp xuống đi. Vậy Đại Phạm Thiên Cửu Trọng Chí Tôn Công, là cửu thiên thần thuật bên trong phức tạp nhất tồn tại, liền tên chữ cũng đặc biệt dài, thần công bên trong ẩn chứa 9 loại biến hóa, mỗi một loại đều là bác đại tinh thâm. Hiện tại Vũ Hoàng Thanh Thư, chỉ lĩnh ngộ Lâm Tự Quyết. Lâm Tự Quyết, có thể triệu hoán viễn cổ tiên nhân thần ma hạ xuống, đạt được cổ xưa thần ma trợ lực. Trong nháy mắt tăng lên tự thân sức chiến đấu, thần thông vô cùng là cường hãn. Giờ khắc này, viễn cổ ma thần hạ xuống, nhập vào người ở Vũ Hoàng Thanh Thư trên mình, hắn tựa như hóa thành thái cổ thiên ma, kiêu căng khủng bố đến trình độ cao nhất. Chung quanh ở giữa thiên địa, ma khí bạo dũng, hội tụ thành ngàn vạn nắng mây đen, mơ hồ có sấm sét lao nhanh, một phiến ngày tận thế cảnh tượng. Xa xa,
Thánh Vân Tôn thấy một màn này, gương mặt không khỏi hơi biến sắc. Cho dù là hắn, ở khổng lồ kia ma thần bóng người nổi bật hạ, vậy giống như con kiến hôi nhỏ bé. Chuyện gì xảy ra, vừa thấy mặt liền vận dụng sát chiêu. Thánh Vân Tôn cảm thấy nghi ngờ, trong đầu nghĩ chẳng lẽ luân hồi chi chủ như thế lợi hại, mới vừa đối mặt, lại có thể ép được Vũ Hoàng Thanh Thư sử xuất lá bài tẩy. Đây chính là Phạm Thiên Thần công khí tượng sao, quả nhiên khủng bố. Một bên ma hóa kỳ lân, thấy vậy đầy trời mây đen áp đính khủng bố tình cảnh, cũng là một hồi rung động, run lẩy bẩy. Cảm ơn bạn Hưu Nguyên Dinh, Đo Kiêu Ong Ánh đã đề cử. Thánh Vân Tôn yên lặng không nói, sau đó cười lạnh một tiếng, nói, lần này luân hồi chi chủ chết chắc, chỉ là không nghĩ tới, Vũ Hoàng Thanh Thư lại bị ép được như vậy chật vật, cưỡng ép vận dụng lá bài tẩy, hắn tất bị cắn trả. Ma hóa kỳ lân nói, Thánh Vân Tôn đại nhân, vậy chúng ta. Trong lòng có thừa dịp hư mà vào, chu diệt Vũ Hoàng Thanh Thư, cướp lấy Phạm Thiên Thần công ý niệm. Thánh Vân Tôn khoát tay một cái, nói, được rồi, không muốn tự nhiên đâm ngang, chỉ cần có thể giết chết luân hồi chi chủ liền tốt, ta chỉ muốn lấy được Ngụy Dĩnh cô nương. Thánh Vân Tôn trong lòng nhớ không quên, chỉ có Ngụy Dĩnh một người, đầu óc bên trong từ đầu đến cuối quanh quẩn không tiêu tan, đều là Ngụy Dĩnh bóng người. Hắn lần đầu gặp Ngụy Dĩnh lúc đó, Ngụy Dĩnh mới vừa từ u cốc hàn đàm bên trong bò ra ngoài, cả người ướt nhẹp, hơi nước bốc hơi lên, khói mù tràn ngập, vậy thướt tha phù đột dáng vẻ, da thịt trong suốt như ngọc, liền như tiên vai nữ một vậy, hắn từ đầu đến cuối không thể quên trong lòng. Cái gì luân hồi khí vận, cái gì vô thượng thiên kiếm, cái gì cửu thiên thần thuật, ở hắn trong mắt, cũng không có Ngụy Dĩnh trọng yếu. Vì đạt được Ngụy Dĩnh, hắn có thể bỏ qua hết thảy. Mà trấn thủ ở hòn đảo bên ngoài huyết long huyết thần, thấy kinh khủng kia viễn cổ ma thần bóng người, hai người cũng là vô cùng chấn động ngạc, không biết chuyện gì xảy ra. Chủ nhân gặp nguy hiểm, ta muốn đi vào bảo vệ. Huyết long gầm thét một tiếng, hình rồng thân thể dao động, chính là vọt vào. Đừng xung động. Huyết thần vội vàng cản lại hắn, nói trên đảo này tai khí quá nồng mãnh liệt, người ta đi vào cũng là vô ích, chờ đi. Ta tin tưởng thằng nhóc kia, sẽ không dễ dàng như vậy chết. Nhưng mà, huyết thần cũng không có nói đối với. Lúc này Diệp Thần, nhưng thuộc về đòi mạng nguy hiểm bên trong. Đối mặt Vũ Hoàng Thanh Thư một trưởng chấn áp, hắn chỉ cảm thấy hô hấp nghẹt thở, thần thông gì pháp bảo cũng không xử ra được. Vũ Hoàng Thanh Thư bùng nổ lâm tự quyết, viễn cổ ma thần hạ xuống, thật là quá mức đáng sợ. Diệp Thần trong đầu nghĩ, chỉ là một Vũ Hoàng Thanh Thư. Liền lợi hại đến tình cảnh này, nếu như Vũ Hoàng cổ đế đích thân tới, đó lại là bực nào khí tượng. Sống chết trước mắt, Diệp Thần vậy không kịp suy nghĩ nhiều, xít sao ôm Lý Phi Tuyết mềm mại eo. Bởi vì Lý Phi Tuyết là kiếm linh, Diệp Thần cùng nàng càng thân gần, tai nan thiên kiếm uy lực liền càng lớn. Giờ phút này đối mặt sống chết, Diệp Thần tự nhiên cũng không có câu nệ quá nhiều, cảm nhận được trong ngực ôn hương Nguyễn Ngọc, Diệp Thần nhất thời tinh thần đại chấn. Tai nan thiên kiếm mũi nhọn đồ thịnh, các loại phong tai lôi tai họa khí tượng, không ngừng tràn ngập ra. Nguyệt hồn chảm. Diệp Thần một kiếm chém ra, tai nan thiên kiếm cực hạn sát phạt, làm được nguyệt hồn chảm mũi nhọn, cũng là ác liệt đến trình độ cao nhất. Một đạo mang ánh trăng tai nạn kiếm khí, hung hăng hướng Vũ Hoàng Thanh Thư chém tới. Hừ, có chút con đường, nhưng bất quá là sắp chết vùng vẫy thôi. Vũ Hoàng Thanh Thư thấy Diệp Thần một kiếm này. Cũng cảm thấy mũi nhọn ác liệt, nếu như dưới trạng thái bình thường, hắn cũng chưa chắc dám đón đỡ, nhưng lúc này sử dụng lâm tự quyết, có viễn cổ ma thần hạ xuống, ngay cả là thiên kiếm mũi nhọn, hắn cũng không sợ. Oanh! Vũ Hoàng Thanh Thư như cũ một trưởng, tàn bạo vỗ xuống. Diệp Thần kiếm khí, cùng Vũ Hoàng Thanh Thư ma trưởng va chạm, kiếm trưởng giao phong, nhất thời nổ lên động trời đợt khí, vô cùng ma khí cùng tai nạn hơi thở, ngút trời gào thét tràn ngập. Suy, Vũ Hoàng Thanh Thư bàn tay, bị Diệp Thần kiếm khí gây thương tích, máu tươi bắn ra lưu ra, đau nhức từng cơn. Đáng chết, năm đó kiếm thần lão tổ, lĩnh ngộ ta Vũ Hoàng thế gia binh tự quyết, luyện khí thành tựu đệ nhất thiên hạ, đúc nên thiên kiếm, quả nhiên lợi hại. Nhìn trên bàn tay vết thương, Vũ Hoàng Thanh Thư ra mặt co rút một tí. Năm đó kiếm thần lão tổ, có thể đúc ra tám đại thiên kiếm. Nhưng thật ra là bởi vì lĩnh ngộ Phạm Thiên Thần công bên trong binh tự quyết, cho nên đúc kiếm tiêu chuẩn, luyện khí thành tựu, có 102 vạn cổ, là đệ nhất thiên hạ. Phạm Thiên Thần công 9 chữ bí,
chân thực quá mức phức tạp thâm ảo, cho dù là vạn khư lão tổ, cũng chỉ là lĩnh ngộ chữ bát, kém một cái ơ binh chữ, từ đầu đến cuối không thể hiểu được. Lúc ấy thái thượng thế giới rối loạn, thiên địa quy luật sắp sụp đổ, cần thần binh chấn thủ, vạn khư lão tổ cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng kiếm thần lão tổ giao dịch, đem binh tự quyết đưa ra ngoài, thành tựu kiếm thần lão tổ trấn cổ thức kim luyện khí thành tựu. Giờ khắc này, Vũ Hoàng Thanh Thư lần nữa bị thiên kiếm gây thương tích, khắc sâu hơn cảm nhận được thiên kiếm lợi hại, còn có phạm thiên thần công bác đại tinh thâm. Thoáng lấy lại bình tĩnh, Vũ Hoàng Thanh Thư vận công ngừng máu tươi, ánh mắt nhìn về trước mắt. Trước mắt hắn bầu trời, mà khí tài vân lững lờ, trong chốc lát lại không cảm ứng được Diệp Thần hơi thở. Ở ta lâm tự quyết chấn áp xuống, thằng nhóc này phải chết chứ. Đáng tiếc hắn bên người vậy tiểu mỹ nhân, vậy đi theo hắn cùng nhau chôn theo. Vũ Hoàng Thanh Thư trong lòng vừa mừng rỡ, lại là thương tiếc, sau đó cái ót một hồi kịch liệt choáng váng, nhưng là thi triển lâm tự quyết sau này, thân thể gánh vác quá lớn, đã mau không chịu nổi. Ở choáng váng chầm chầm tới giữa, Vũ Hoàng Thanh Thư nhưng gặp trước mắt mây khói tản đi, hai đạo thân ảnh, không chút tổn hao nào xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là Diệp Thần cùng Lý Phi Tuyết. Diệp Thần tay trái ôm Lý Phi Tuyết eo, bên phải tay nhấc tai nan thiên kiếm, quanh người có nhất trọng trọng canh kim thần mang vần quanh, nơi nào có nửa điểm bị thương hình dáng. Lúc đầu tại mới vừa va chạm lúc đó, Diệp Thần đã khai mở xích trần thần mạch, vô cùng canh kim tinh khí bùng nổ, hóa thành nhất trọng trọng canh kim vách sắt, bảo vệ được mình cùng Lý Phi Tuyết. Phi Tuyết, không có sao chứ? Diệp Thần cúi đầu nhìn Lý Phi Tuyết một mắt. Lúc này hai người thân thể dán chặt, Diệp Thần cái này vừa cúi đầu, cũng thiếu chút nữa muốn đụng phải Lý Phi Tuyết môi. Lý Phi Tuyết gò má một đỏ, nói ta không có sao. Diệp Thần vậy nhận ra được hai người quá mức thân cận, liền buông eo của nàng, nói, xin lỗi, ta không phải cố ý. Lý Phi Tuyết lại gần sát đi lên, nói, không có chuyện gì, Diệp đại ca, ta không ngại. Vũ Hoàng Thanh Thư thấy hai người tình ý liên tục hình dáng, nghĩ đến mình bị biểu muội vứt bỏ, chỉ cảm thấy đầu ông tắc hưởng, lại là một ngụm máu tươi cuồng phun ra ngoài, gương mặt lộ vẻ sầu thảm sắc trắng. Vũ Hoàng Thanh Thư, người cái này thần thông xác thực cường hãn, đáng tiếc khí vận tang tẫn, ngày hôm nay cuối cùng là muốn thua ở ta dưới quyền. Diệp Thần giơ cao tai nan thiên kiếm, nhắm thẳng vào Vũ Hoàng Thanh Thư, trong mắt đã có uy nghiêm sát khí. Vũ Hoàng Thanh Thư mới vừa vận dụng lâm tự quyết, thần uy đúng là ngút trời bàng bạc, nếu như không phải là Diệp Thần nắm trong tay tà sát võ điển, đột phá tu vi, hơn nữa còn có Lý Phi Tuyết ở bên người, hắn còn thật chưa chắc có thể thắng. Vũ Hoàng Thanh Thư sớm ngày tới, vậy Diệp Thần có thể đã chết. Bởi vì khi đó, Diệp Thần còn không nắm giữ tà sát võ điển, tu vi cũng không có đột phá, Lý Phi Tuyết vậy không giúp được hắn cái gì. Hiện tại Diệp Thần toàn thắng, chính là đại khí vận biểu hiện. Không, Vũ Hoàng Thanh Thư con người có giúp lại, nhưng là khó mà tiếp nhận thất bại. Thật ra thì hắn cưỡng ép vận dụng lâm tự quyết, hiện tại đã bị cắn trả, không có thể giết chết Diệp Thần, cướp lấy luân hồi khí vận bồi bổ, hắn định trước thất bại. Coi như Diệp Thần không ra tay, cắn trả dưới, hắn cũng phải kinh mạch đứt từng khúc mà chết. Cho một mình ngươi thống khoái. Diệp Thần vậy lười được nói nhảm, một kiếm hướng Vũ Hoàng Thanh Thư chém tới. Vũ Hoàng Thanh Thư thấy Diệp Thần thiên kiếm đánh tới, nội tâm vô cùng hối hận tuyệt vọng, biểu muội nói không sai, luân hồi chi chủ quả nhiên có đại khí vận. Không, ta không cam lòng. Hắn đột nhiên nhìn về phía Diệp Thần, quỳ xuống nói, luân hồi chi chủ, ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật. Một cái liên quan tới thập kiếp thần ma tháp bí mật. Ta biết thập kiếp thần ma tháp ở đâu, cũng biết tháp này sau lưng đại biểu cái gì. Ta có thể để cho ngươi thành là thứ nhất cái du ngoạn đỉnh tháp, chấp trưởng 10 cướp tồn tại. Diệp Thần diễn cảm hơi đổi. Nếu như thứ khác, hắn thật có thể không thèm để ý. Nhưng dưới mắt, cái này Vũ Hoàng Thanh Thư lại biết thập kiếp thần ma tháp. Phải biết hôm nay Chu Uyên và Bạch Liên cũng giam ở trong đó. Mình đã từng xông tháp qua, nhưng bị cảnh cáo. Một khi thất bại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cái này thập kiếp thần ma tháp sau lưng kết quả đại biểu cái gì? Còn nữa, tại sao Vũ Hoàng Thanh Thư sẽ biết cái này người tồn tại? Hôm nay mình đột phá, thực lực mạnh hơn, phải chăng phải thử một chút có thể hay không xông tháp cứu ra Bạch Liên và Chu Uyên? Diệp Thần muôn vàn suy nghĩ ở trong nhất niệm, hắn nhìn về phía Vũ Hoàng Thanh Thư, nhàn nhạt nói cho ta người biết.
Vũ Hoàng Thanh Thư do dự mấy giây, vẫn là nói, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta liền nói cho ngươi, nếu không, ta sẽ không nói. Hắn rất rõ ràng, không người nào có thể ngăn cản thập kiếp thần ma tháp bí mật, hơn nữa rất rõ ràng, Diệp Thần cấp bách muốn biết tháp này sau lưng đồ. Cũng chỉ nói hắn còn có giá trị lợi dụng, nếu như một khi nói ra, sợ rằng mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần cười. Ta không cần ngươi tiết lộ thập kiếp thần ma tháp, bởi vì ta từng đi qua, còn như ngươi biết, ta cũng không có hứng thú. Bỏ mặc ngươi nói cho còn chưa nói cho, ngươi đều phải chết. Vũ Hoàng Thanh Thư ngẩn ra, chợt hai tròng mắt đỏ thẫm, vô tận lửa giận. Chết đến ập lên đầu, Vũ Hoàng Thanh Thư cắn răng, lại bị khơi dậy huyết khí, cả người khí huyết kịch liệt sôi trào, thân thể bành trướng, còn muốn tự bạo, cùng Diệp Thần lấy mạng đổi mạng. Sắp chết vùng vẫy, còn muốn tự bạo, hừ, tới ám thâm uyên, cho ta trấn áp. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, ám bia bắn ra, tới ám thần mạch mở. Ung, một phiến tuyệt đối hắc ám, ngay tức thì che đậy bầu trời, vô số quỷ dị tà khí phù văn, bay múa đầy trời trước. Đó là tà sát võ điển ký tự. Diệp Thần ám bia, dung hợp tà sát võ điển, uy lực lớn vào, ban đầu tới ám thần mạch, chỉ là đơn giản chế tạo hắc ám, nhưng giờ khắc này, nhưng là diễn hóa ra liền một phiến hắc ám thâm uyên. Bầu trời vỡ sụp xuống, có đáng sợ vực sâu nổi lên, giống như cự thú viễn cổ cắn người miệng to. Diệp Thần vung tay lên, một cổ kính lực tuôn ra, rất miễn cưỡng đem Vũ Hoàng Thanh Thư thân thể, đánh rớt đến hắc ám thâm uyên bên trong. Ám bia phóng thích ra hắc ám thâm uyên, so với đế uyên điện Thái Thượng Thiên Uyên nói, còn kinh khủng hơn trăm lần. Cái này một tí, Vũ Hoàng Thanh Thư rơi xuống vực sâu, nhưng cũng không có trở mình cơ hội, hoàn toàn bị chiếm đoạt. Diệp Thần ngón tay bóp một cái pháp quyết, vặn vẹo trong vực sâu thời gian, để cho bên ngoài một cái hô hấp thời gian, biến thành trong vực sâu vạn năm. Vũ Hoàng Thanh Thư ở vực sâu bên trong, vượt qua vạn năm, chịu hết hành hạ sau đó, bị Diệp Thần một cái ý niệm nghiền nát, tan thành mây khói. Vậy vạn năm thời gian, Diệp Thần cũng không biết Vũ Hoàng Thanh Thư là như thế nào vượt qua, muốn đến đối phương hối hận căm hận tình, nhất định là vô cùng là nóng rực. Nhưng, Diệp Thần cũng không để bụng, đối đãi kẻ địch, hắn nhưng cho tới bây giờ không nhúng tay mềm. Trong vực sâu vạn năm trôi qua, bên ngoài vậy chỉ là một hô hấp thôi, Diệp Thần vẫn là ôm Lý Phi Tuyết eo thon, trôi lơ lửng ở trên trời bên trong, thành cuộc chiến đấu này lớn nhất bên thắng. Diệp đại ca, Lý Phi Tuyết kinh ngạc không nói ra lời, hoàn toàn không nghĩ tới trong nháy mắt tới giữa, Vũ Hoàng Thanh Thư liền bị Diệp Thần tiêu diệt. Phải biết, Vũ Hoàng Thanh Thư nhưng mà Vũ Hoàng thế gia thánh tử, hơn nữa luyện thành Phạm Thiên Thần Công bên trong Lâm Tự Quyết, thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng vẫn là bỏ mạng ở liền Diệp Thần trong tay. Có thể tưởng tượng được, lúc này Diệp Thần, sức chiến đấu có cường hãn dường nào. Xâm trong rừng, Lý Thanh Sơn cũng là ngơ ngác nhìn trên trời Diệp Thần, chỉ cảm thấy mình nhỏ bé. Chúng ta thắng, là ngươi công lao. Diệp Thần khẽ mỉm cười, lần này rốt cuộc có thể buông Lý Phi Tuyết. Lần này có thể toàn thắng, vậy may mà Lý Phi Tuyết ở hắn bên người, nếu không, tai nan thiên kiếm không phát huy ra uy lực lớn như vậy. Mà Vũ Hoàng Thanh Thư chết, xa xa Thánh Vân Tôn, cũng có cảm ứng. Vũ Hoàng Thanh Thư chết, điều này sao có thể? Thánh Vân Tôn bỗng nhiên đứng dậy, ngắm nhìn hòn đảo trung ương phương hướng. Hắn tuy không thấy được chiến đấu hình ảnh, nhưng Vũ Hoàng Thanh Thư chết, hơi thở hoàn toàn chôn vùi, nhưng là có thể cảm thụ rõ ràng được. Luân hồi chi chủ, lại giết chết Vũ Hoàng thế gia thánh tử. Một bên Ma Hóa Kỳ Lân, cũng là bộ dạng sợ hãi chấn động phố. Mới vừa Vũ Hoàng Thanh Thư, cho gọi ra viễn cổ ma thần, khí tượng hạng bằng bạc, đơn giản là chấn áp thiên hạ vậy tồn tại, nơi nào nghĩ đến thoáng qua tới giữa, lại có thể bị Diệp Thần giết chết, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hòn đảo bên ngoài huyết long huyết thần, cảm ứng được Vũ Hoàng Thanh Thư chết, cũng là đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Thằng nhóc này, quả nhiên không làm chúng ta thất vọng. Huyết thần khẽ mỉm cười, luân hồi chi chủ, đích xác là có đại khí vận, Vũ Hoàng Thanh Thư thế tới hung hung, lại nhanh như vậy liền chết, hắn đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Thiên nhân vực cùng thái thượng thế giới tiếp giáp, hắc ám biển cấm. Vũ Hoàng Nhã Phỉ đoàn người, đã tới hắc ám biển cấm bên trong. Vũ Hoàng Thanh Thư rơi xuống nhân quả, Vũ Hoàng Nhã Phỉ cũng là rõ ràng cảm nhận được. Kinh văn tin dữ, Vũ Hoàng Nhã Phỉ dừng chân một cái.
thân thể mềm mại lay động, thiếu chút nữa muốn rơi xuống. Cảm ơn bạn Hưu Nguyên Dinh, Đo Kiêu Ao Ngánh đã đề cử. Thánh nữ đại nhân, thế nào? Một cái nữ trưởng lão vội vàng đỡ nàng, hỏi. Không việc gì. Vũ Hoàng Nhã Phỉ lắc đầu một cái, thần sắc khôi phục rất nhanh bình thường. Nữ trưởng lão kia nhưng là nhìn ra liền đầu mối, cau mày hỏi, có phải hay không thánh tử đại nhân, hắn đã. Vũ Hoàng Nhã Phỉ yên lặng một hồi, cuối cùng nhẹ khẽ gật đầu, nói ừ, biểu ca đã bị luân hồi chi chủ chu diệt, là hắn lỗi do tự mình gánh, sau này ta Vũ Hoàng thế gia, liền khi không có hắn người này. Chung quanh rất nhiều Vũ Hoàng tộc duệ, nghe lời nói này, đều là rung động ngạc nhiên. Nữ trưởng lão kia nói, thánh nữ đại nhân, vậy chúng ta muốn không muốn trả thù. Vũ Hoàng Nhã Phỉ suy nghĩ một chút, nói, luân hồi chi chủ khí vận bàng bạc, dưới mắt không thể cùng là địch, mau sớm đầu dựa vào ma tổ vô thiên, nghĩ biện pháp lẻn vào thái thượng thế giới, yết kiến lão tổ tông. Nữ trưởng lão kia nói, lão tổ tông quả tình bạc nghĩa, chỉ sợ. Tin đồn bên trong, Vũ Hoàng cổ đế làm người cực đoan tàn nhẫn, vì tự thân lợi ích, cha mẹ con cái đều có thể giết, là gần như lãnh huyết vô tình tồn tại, cho dù bọn họ những thứ này Vũ Hoàng tộc duệ, đi đầu dựa vào Vũ Hoàng cổ đế, cũng chưa chắc có thể được chiếu cố. Vũ Hoàng Nhã Phỉ thần sắc không thay đổi, nói, lão tổ tông cũng không phải là máu lạnh, chỉ là thân cận người, phần lớn không chịu thuận theo hắn ý, hắn mới tức giận, nếu như mọi chuyện tuân theo lão tổ tông an bài. Hắn dĩ nhiên là thiên nhan vui mừng, cũng sẽ không cố ý gây khó khăn chúng ta. Ở Vũ Hoàng Nhã Phỉ trong lòng, nhưng tin tưởng lão tổ tông, cho rằng lão tổ tông cũng không phải là trong truyền thuyết máu lạnh như vậy, gia tộc huyết thân, khắc cốt tình cảm, nơi nào có như thế dễ dàng chặt đứt. Cái gì cha mẹ con cái đều có thể giết, muốn đến là cân nhắc quyết định thánh đường bêu xấu nói như vậy. Coi như là cầm thú, đều sẽ không như vậy tàn nhẫn độc. Huống chi là Vũ Hoàng cổ đế thứ đại nhân vật này. Lập tức Vũ Hoàng Nhã Phỉ liền dẫn tộc nhân, bước vào hắc ám biển cấm, chuẩn bị trước đầu dựa vào trong truyền thuyết ma tổ vô thiên, lại nghĩ biện pháp đi thái thượng thế giới. Vậy ma tổ vô thiên, chính là vô thiên thư thứ nhất đời người chấp trưởng, cũng là quan hệ lâu đời gian duy nhất một, đã từng nắm trong tay qua vô thiên thư tồn tại, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, trước mắt có thể cứu vãn Vũ Hoàng thế gia. Cũng chỉ có vị này trong truyền thuyết ma tổ. Lại nói cực Bắc Thiên Hải bên này, giải quyết hết Vũ Hoàng Thanh Thư, Diệp Thần cùng Lý Phi Tuyết đáp xuống, đang chuẩn bị cùng Lý Thanh Sơn hội hợp, chợt nghe một hồi đất rung núi chuyển vang lớn, cả tòa hòn đảo kịch liệt chấn động đứng lên. Vậy nứt ra cốc bên trong, tầng tầng hắc khí gào thét, hắc khí bên trong, có vạn trượng hồng quang tách thả ra, tựa hồ có trong suốt màu đỏ lửa cháy mạnh, ở nứt ra trong cốc nổi lên. Phi Hồng Ngọc Tủy muốn xuất thế. Diệp Thần thấy một màn này, nhất thời con ngươi co rúm một cái, đã cảm thấy Phi Hồng Ngọc Tủy sắp xuất thế. Phi Hồng Ngọc Tủy xuất thế thời gian, so Diệp Thần tưởng tượng bên trong, còn phải sớm hơn một chút. Xem ra hắn cùng Vũ Hoàng Thanh Thư đại chiến, xúc động thiên địa đại thế, làm được Phi Hồng Ngọc Tủy, lại là trước thời hạn xuất thế. Lý Phi Tuyết mắt đẹp co rúm một cái, cũng là khá là kinh ngạc, chỉ sợ sẽ có biến cố gì phát sinh. Vội vàng dựa vào đến Diệp Thần bên người, hai người lần nữa mười ngón tay nắm chặt. Nứt ra trong cốc sông ra vạn trượng hồng quang, sông lên lên trời, làm được bầu trời đều bị nhuộm thành liền một mảnh màu máu, các loại tai khí nhanh chóng tan đi. Phi Hồng Ngọc Tủy từ trong tai nạn ra đời, một khi xuất thế, tai khí liền sẽ tan đi, giữa trời đất chỉ có ửng đỏ ngọc quang. Phi Hồng Ngọc Tủy xuất thế, tai khí lui. Hòn đảo bên ngoài. Huyết Long thấy tai khí như nước thủy triều thối lui, nhất thời đại hỉ, đuôi rồng ngăn lại, ngự gió bay vút lên mà vào. Huyết Thần thấy tai khí thối lui, cũng là vội vàng xách ly hỏa kiếm, cùng Máu Long nhất dậy bước vào. Thánh Vân Tôn bên này, tự nhiên cũng là thấy Phi Hồng Ngọc Tủy mau ra đời. Vậy Ma Hóa Kỳ Lân nói, Thánh Vân Tôn đại nhân, Phi Hồng Ngọc Tủy xuất thế, chúng ta là phải ra tay cướp đoạt sao? Thánh Vân Tôn ánh mắt lóe lên. Lòng hắn bên trong chỉ có Ngụy Dĩnh, chỉ muốn giết chết Diệp Thần, đối với cái gì Phi Hồng Ngọc Tủy, cũng không hứng thú. Lại ngẩng đầu vừa thấy, nhưng thấy Huyết Long Huyết Thần hai người bước vào, tình thế đã là khá là gay gắt. Trước có Huyết Long Huyết Thần, sau có Diệp Thần, Thánh Vân Tôn thân ở giáp công chi địa, quả thực vô cùng hung hiểm. Truyền thuyết Phi Hồng Ngọc Tủy, chính là vô cùng hiếm thấy linh vật, có thể tu bổ hết thảy pháp bảo binh khí, đã như vậy.
vậy ta ngày hôm nay liền toàn lực thúc giục Vân Đỉnh Thiên Thư, tru diệt hết thảy địch. Trong nháy mắt, Thánh Vân Tôn đã làm xong quyết định, trực tiếp sử dụng Vân Đỉnh Thiên Thư, một tấm bảng bạc thật lớn bàn cờ, xuất hiện ở trên bầu trời. Cái này một tí, hắn còn muốn không tiếc bất cứ giá nào, khởi động Vân Đỉnh Thiên Thư, tiêu diệt Huyết Long các người. Làm như vậy, ắt phải hao hết Vân Đỉnh Thiên Thư linh khí. Nhưng, dù sao Phi Hồng Ngọc Tủy đang ở trước mắt, chỉ cần giết chết tất cả kẻ địch, hắn là có thể bắt được Phi Hồng Ngọc Tủy, tu bổ Vân Đỉnh Thiên Thư, dĩ nhiên là không cần cố kỵ. Vậy Ma Hóa Kỳ Lân trần chờ một tí, nói, nhưng, Luân Hồi Chi Chủ ở phía sau, vạn nhất hắn từ sau giáp công. Thánh Vân Tôn hừ lạnh một tiếng, nói, hắn mới vừa trải qua đại chiến, muốn đến hao phí to lớn, vậy không coi vào đâu uy hiếp, ta toàn lực thúc giục Vân Đỉnh Thiên Thư, thằng nhóc kia nỏ hết đà, còn có thể ngất trời. Vũ Hoàng Thanh Thư chết, Thánh Vân Tôn chỉ lấy là Diệp Thần là may mắn chiến thắng, coi như có thể thắng, vậy nhất định là thắng thảm, tự thân bị thương rất nặng, không cách nào lại đối với hắn tạo thành uy hiếp. Nhưng hắn nơi nào nghĩ đến, Diệp Thần là ung dung thủ thắng, không chút tổn hao nào, thậm chí cùng Lý Phi Tuyết thân cận dưới, tinh thần ngược lại là lấp lánh rực rỡ, gió xuân ý khí, càng hơn trước kia. Lúc này, Huyết Long cùng Huyết Thần chạy tới, thấy Thánh Vân Tôn, trong mắt nhất thời lộ ra nghiêm khắc ý định giết người. Tên này âm mưu gây rối, muốn mưu hại chủ nhân, trước hết giết hắn nói sau. Huyết Long gầm thét một tiếng, sử dụng Vạn Tương Thiên Thư, cả người mỗi một khối vảy rồng, cũng toát ra từng cái cổ xưa ký tự, toàn bộ là huy hoàng tới cực điểm thiên thư ký tự. Lần này tai khí tán đi, Huyết Long không có cố kỵ, toàn lực thi triển Vạn Tương Thiên Thư, móng vuốt mang thiên thư thần uy, hướng Thánh Vân Tôn lướt đi. Huyết Thần nhắc tới khắc trời trong ly hỏa kiếm, cùng Huyết Long liên thủ đánh ra. Ha ha ha, Vạn Tương Thiên Thư, chỉ có chân chính thiên mệnh chi tử, tài phối chấp trưởng, người một cái nghiệt long, cũng dám ngông chiếm. Cho ta chết. Thánh Vân Tôn cười lạnh một tiếng, hắn sớm có chuẩn bị, thấy Huyết Long tập sát tới, lúc này thúc giục linh khí, vậy vân đính dịch lớn bàn cờ, thần quang đỉnh cấp bùng nổ, phá vỡ trùng trùng thời không. Huyết Thần Huyết Long hai người cũng bị đẩy vào cái này trương trên bàn cờ. Sống chết ván cờ, ngày hôm nay liền thăm các ngươi có bản lãnh này hay không phá cuộc. Thánh Vân Tôn cưỡi kỳ lân, chiến ý phong phát, trong tay hiện ra một thanh kiếm, thân kiếm trong veo như thu thủy, có mây khói điêu khắc, hết sức biến ảo. Nhỏ Phạm Thiên kiếm pháp. Thánh Vân Tôn trường kiếm động một cái, thu thủy bản thân kiếm, tóe ra ngàn xích kim quang, kiếm khí biến dạng hư không, ở một cái chớp mắt tới giữa. Biến hóa ra ngàn vạn nặng kiếm chiêu, ùn ùn kéo đến chỉ hướng Huyết Long Huyết Thần hai người. Huyết Long Huyết Thần hai người, bị đẩy vào trong bàn cờ, ngang hàng bước chân vào Thánh Vân Tôn tự tại thiên thế giới, thực lực lớn bị ràng buộc, lúc này thấy Thánh Vân Tôn muôn vạn kiếm chiêu đánh tới, nhất thời có chút hô hấp nghẹt thở cảm giác. Thánh Vân Tôn ngón này kiếm pháp, nhưng là tiểu Phạm Thiên Công bên trong sát chiêu. Cái gọi là tiểu Phạm Thiên Công. Bắt đầu từ Đại Phạm Thiên Cửu Trọng Chí Tôn Công bên trong, giả chế đi ra ngoài giả thần thuật, là giả cửu thiên thần thuật một trong. Chân chính Phạm Thiên Thần Công, có lâm binh đấu giả đều là trận liệt đi tới trước 9 loại biến hóa, mà tiểu Phạm Thiên Công, biến hóa không có như vậy phức tạp, chỉ có 4 loại biến hóa, kêu đao kiếm như mộng. Chữ đao quyết, là nhất lưu đao pháp. Chữ kiếm quyết, là đứng đầu kiếm thuật. Như tự quyết, chính là thiên cương sát đổi, dịch dung cải trang thuật. Mộng tự quyết, là ảo thuật. Thánh Vân Tôn nội tình thâm hậu, đã nắm giữ tiểu Phạm Thiên Công bên trong chữ kiếm quyết, ngón này nhỏ Phạm Thiên kiếm pháp thi triển ra, thật là biến hóa muôn vàn, kiếm quang như mưa điểm, nếu như sơn thủy hắt mực, đại bàng trơn bóng bí mật lệ, bí mật không ra gió. Hừ, dám bày sống chết ván cờ, người đây là tự tìm cái chết. Huyết Long hừ lạnh một tiếng, nhưng là không sợ chút nào, sử dụng Vân Lôi Đế Long Châu, lôi quang một cái nổ. Liền đem chung quanh kiếm mưa, toàn bộ chấn vỡ. Hào hùng lôi khí gào thét tới, làm được Thánh Vân Tôn thân thể, cũng là lui về phía sau mấy bước. Có chút ý tứ, xem ra là ta khinh thường ngươi. Thánh Vân Tôn cười nhạt, vậy nhìn thấu Huyết Long lợi hại, lập tức không có lớn hơn nữa ý, ngưng thần mà đợi. Huyết Long đạt được Vạn Tương Thiên Thư sau đó, thực lực đột nhiên tăng mạnh, tuy căn cơ bất ổn, nhưng lõm sâu sống chết ván cờ bên trong. Coi như liều mạng căn cơ sụp đổ, người bị cắn trả, cũng phải phá đánh ra. Năm Long Du Thiên Đao.
Huyết Long ngửa mặt lên trời gào thét, long chảo vung lên, năm ngón tay gian cương khí yêu kiều, một cái cầm đại bàng long phi đao chém chết ra. Thời gian đạo ấn, chiếm đoạt tương lai. Huyết thần cũng là không cam lòng yếu thế, trường kiếm vung ra, thời gian đạo ấn bao trùm, lại là thi triển ra thời gian đạo ấn, xem ngày đó nho tổ ước chiến vậy, chi nhiều hơn thu tương lai, tăng lên thực lực. Bất quá lần này, huyết thần chi nhiều hơn thu không được bao nhiêu, bởi vì cái này thời gian đạo ấn, càng sử dụng càng suy kiệt, có thể chi nhiều hơn thu tương lai càng ngày càng thiếu. Đúng như phàm nhân đời người vậy, mỗi một ngày qua, tương lai liền ít đi một phần có thể, chi nhiều hơn thu tương lai, lần đầu tiên còn được, lần thứ hai liền hữu tâm vô lực. Đây đối với huyết thần mà nói, vậy coi là chuyện tốt, hắn sẽ không lại có huyết mạch khô kiệt nguy hiểm. Phạm thiên hoa nở, kiếm vũ phong hoa. Thánh Vân Tôn mắt thấy huyết long huyết thần giết tới, lấy một chọi hai, nhưng là chút nào không hoảng hốt. Bàn cờ này, hắn mới là chủ nhân. Chiến trường ở hắn trên bàn cờ, hắn tự nhiên chiếm hết ưu thế, lập tức khua kiếm vũ cướp, từng đạo kiếm hoa tách thả ra, giống như tuyệt thế phong hoa, bầu trời trên bàn cờ hiện ra phạm thiên sạch sẽ khí, một đóa đóa thanh liên tách thả ra. Thánh Vân Tôn bộ bộ sinh liên, kiếm khí bừng bừng, lại là đem huyết long năm long du thiên đao, huyết thần thời gian đạo ấn, toàn bộ chặn. Sau đó, ba người liền hỗn chiến với nhau, trong chốc lát khó phân thắng bại, nhưng Thánh Vân Tôn dẫu sao chiếm sân nhà tiện nghi, rất nhiều ưu thế, hơn nữa tự thân võ đạo nội tình thâm hậu, chỉ cần trì hoãn nữa, sớm muộn là hắn phải thắng. Huyết Long huyết thần vậy cảm thấy tình thế bất lợi, nhưng tạm thời tới giữa, muốn công phá Thánh Vân Tôn, nhưng cũng tuyệt đối không thể. Hai người nhìn nhau, đều là giống nhau tâm tư, chỉ có thể cố thủ, chờ đợi Diệp Thần tới đây. Giờ khắc này, Diệp Thần đứng ở nước ra cốc bên bờ, nhìn trước mắt vô cùng hồng quang tràn ngập, lại tiếp tục vừa thấy, bầu trời xa xăm, bàn cờ to lớn vắt ngang, trên bàn cờ phạm thiên hoa nở, long dọn ra huyết vũ, đại chiến đã bùng nổ. Diệp Thần thần sắc ngưng trọng, bày trước mắt hắn, có hai con đường, hoặc là đi cướp lấy phi hồng ngọc tủy, hoặc là hồi đi trợ giúp huyết long. Phi hồng ngọc tủy xuất thế, thoáng qua rồi biến mất, cơ hội không thể mất, phi tuyết, cùng ta đi xuống. Trong nháy mắt, Diệp Thần làm xong phán đoán. Phải cướp lấy phi hồng ngọc tủy, không thể lại trì hoãn. Cái loại này linh vật, liền như phù dung sớm nở tối tàn, xuất thế sau đó, nếu như không kịp thời thu lấy, rất nhanh liền muốn lắng đọng xuống. Một khi phi hồng ngọc tủy yên lặng, cùng xuất thế lần nữa, cũng không biết phải bao lâu. Xa phương thiên không bàn cờ, huyết long huyết thần các người, rõ ràng còn có thể cùng Thánh Vân Tôn chu toàn, sẽ không ngắn ngủi xa sút. Diệp Thần tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, quyết định lập tức cướp lấy phi hồng ngọc tủy, lại tiếp tục trợ chiến. Lập tức Diệp Thần ôm Lý Phi Tuyết Hông, sách tai nan thiên kiếm phòng bị, lại gọi ra các loại luân hồi huyền bi hộ thể, và Lý Phi Tuyết nhảy vào nước ra cốc vực sâu bên trong. Ai yêu? Lý Phi Tuyết mau chóng nhập vực sâu, nghĩ đến Tiêu Khinh Nhan ở chỗ này nhảy rơi mất mạng, không khỏi kêu lên một tiếng, ôm chặt lấy Diệp Thần. Thật ra thì phi hồng ngọc tủy xuất thế, nước ra trong cốc tài khí đã tan đi, sẽ không lại ăn mòn thân thể con người, nàng và Diệp Thần nhảy rơi xuống đi, cũng sẽ không có nguy hiểm. Bất quá, vì cẩn thận để gặp, Diệp Thần vẫn là cẩn thận phòng bị. Hai người đi tới nước ra cốc đáy cốc, nhưng thấy chung quanh có từng cái sông ngầm dưới đất dòng nước chảy, sông kia lưu bên trong, hiện đầy màu đỏ thẫm đá tủy, đem đúng con sông nhuộm đỏ, tựa như nham thạch nóng chảy vậy. Vậy màu đỏ thẫm đá tủy, chính là trong tin đồn phi hồng ngọc tủy. Phi hồng ngọc tủy sinh trưởng trong lòng đất, xuất thế lúc nứt ra mặt đất, dòng nước chảy ra. Ngọc tủy phẩm chất, cũng có 369 cùng phân chia, muốn tu bổ nguyện vọng thiên tinh, tự nhiên phải dùng thượng đẳng nhất ngọc tủy. Diệp Thần nhìn con sông ở giữa rất nhiều ngọc tủy, trong lòng một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, ánh mắt quét cướp mà qua, tìm kiếm dùng thích hợp ngọc tủy. Cái này phiến đáy cốc bên trong, không khí ấm áp, cũng không có nguy hiểm gì dị tượng, là phi hồng ngọc tủy căn nguyên chi địa. Diệp Thần cũng không có buông lỏng cảnh giác, rất nhiều luân hồi huyền bi bảo vệ, ánh mắt quét nhìn một phen, hắn chính là thấy được có vài chỗ phi hồng ngọc tủy, về phẩm chất ngồi, phơi bày sáng long lanh ánh sáng màu, đang thích hợp dùng để tu bổ nguyện vọng thiên tinh. Cảm ơn bạn Hưu Nguyên Dinh, Đo Kiêu Ông Ánh đã đề cử. Quá tốt, hái nơi này phi hồng ngọc tủy, nguyện vọng thiên tinh tu bổ, ta đủ để chu diệt Thánh Vân Tôn. Diệp Thần kích động trong lòng,
nếu là có thể nắm trong tay nguyện vọng thiên tinh mà nói, Chu Diệt Thánh Vân Tôn, không nói ở đây. Lập tức Diệp Thần bước chân bước ra, liền muốn đem mấy chỗ kia phi hồng ngọc thủy, toàn bộ hái tới đây. Nhưng bỗng nhiên tới giữa, lòng đất một hồi lay động, con sông ở giữa phi hồng ngọc thủy, hoàn toàn lấy một loại quỷ dị tốc độ lưu động. Sau đó, tất cả phi hồng ngọc thủy, tựa như bị thứ gì hấp dẫn, đi một phương hướng hội tụ đi. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần một hồi kinh ngạc, dọc theo vậy phi hồng ngọc thủy bị hấp dẫn địa phương đuổi theo, đi tới nứt ra cốc sâu trong lòng đất, nhưng thấy được một cái nạn lụt đàm, trong đầm nước vòng xoáy kịch liệt, giống như hắc động vậy, đem bốn phía tất cả phi hồng ngọc thủy, toàn bộ cắn nuốt hết. Dòng nước kia vòng xoáy, vậy hóa thành máu tươi vậy đỏ thẫm màu sắc, mơ hồ có một đạo khí tức cường đại, ở bên trong nổi lên, xúc mục kinh tâm. Diệp Thần cùng Lý Phi Tuyết ngạc nhiên nhìn, cũng không biết xảy ra biến cố gì. Oanh! Bỗng nhiên, vòng xoáy kia nổ tung, vô số nước chảy xiết bộc phát ra, giống như mưa tên vậy hướng Diệp Thần, Lý Phi Tuyết hai người bắn càn quét tới. Diệp Thần sớm có phòng bị, Trần Bia động một cái, lập tức đem vậy nước chảy xiết ngăn trở. Nhưng gặp vòng xoáy nổ tung sau đó, một đạo nhỏ hết sức đỏ thẫm bóng người hiện lên. Đó là một cái cô gái tuyệt mỹ, xích hai chân, người mặc đỏ ửng pháp y, đầu tóc bạc trắng tung bay, mi mục như họa, ngũ quan trắng nõn, mềm mịn, trong mắt như hồng ngọc mài rũa, trong suốt đỏ triệt, lộ vẻ được vô cùng là đẹp xinh đẹp, chỉ là bởi vì đầu tóc bạc trắng, da vậy phá lệ trắng bệch, gần như không máu, cho người một loại cảm giác yêu dị. Diệp Thần thấy đạo thân ảnh này, bật thốt lên, kinh hô Tiêu cô nương. Lúc đầu cái này tóc trắng ma nữ vậy bóng người, lại là Tiêu Khinh Nhan. Nàng tựa hồ hấp thu phi hồng ngọc tủy linh khí, tu vi hơi thở đổi được cường đại dị thường. Trung quanh hồng quang, đã hoàn toàn ảm đạm xuống, tất cả phi hồng ngọc tủy, đều bị Tiêu Khinh Nhan hấp thu hầu như không còn. Vậy phi hồng ngọc tủy, chính là ngàn năm khó gặp thiên tài địa bảo, đủ để tu bổ nguyện vọng thiên tinh, năng lượng vô cùng là bàng bạc, lúc này toàn bộ bị Tiêu Khinh Nhan hấp thu, có thể tưởng tượng được cái này là bao lớn tạo hóa. Lý Phi Tuyết thấy Tiêu Khinh Nhan bộ dáng như vậy, cũng là ngạc nhiên không dứt. Ban đầu Tiêu Khinh Nhan nhảy xuống nước ra cốc, nàng còn lấy là đối phương Hương Tiêu Ngọc Vẫn, không nghĩ tới còn sống, giờ phút này càng hấp thu hết tất cả phi hồng ngọc tủy linh khí, tu vi có động trời lột xác. Tiêu Khinh Nhan tóc xanh hóa thành tóc trắng, con người biến thành yêu dị màu đỏ, diễn cảm lạnh lùng như nước, đánh giá Diệp Thần. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần cảm thấy có điểm không đúng, lui về phía sau một bước, nói Tiêu cô nương. Tiêu Khinh Nhan ánh mắt run lên, lạnh lùng nói, cái gì cô gái nhỏ, cô gái, ta là Đỏ Ửng Thiên Quân. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói, Đỏ Ửng Thiên Quân. Lý Phi Tuyết cũng là ngạc nhiên, nói Tiêu cô nương, người không nhận được chúng ta chứ. Nàng cùng Diệp Thần nhìn nhau, trong lòng đều nghĩ Tiêu Khinh Nhan biến thành như vậy hình dáng, nhất định là có thiên đại biến cố, muốn đến là cùng Phi Hồng Ngọc Tủy có liên quan. Vậy Phi Hồng Ngọc Tủy linh khí như vậy bàng bạc, Tiêu Khinh Nhan toàn bộ hấp thu, như thế nào để bị được? Đạo tâm sợ rằng đã sụp đổ, lúc này lại không nhận ra Diệp Thần cùng Lý Phi Tuyết. Thậm chí, Tiêu Khinh Nhan lại dám tự xưng thiên quân, cũng không sợ trời phạt trách phạt. Tiêu Khinh Nhan lạnh lùng nói, các ngươi lại là ai? Diệp Thần trầm giọng nói, Tiêu cô nương, người kêu Tiêu Khinh Nhan, ta là Diệp Thần, người thật không nhận được ta. Tiêu Khinh Nhan ngẩn ra, dù gì nói, Tiêu Khinh Nhan. Ta kêu Tiêu Khinh Nhan, đây là ta tên chữ sao? Vậy Đỏ Ửng Thiên Quân lại là ai? Nàng tựa hồ trí nhớ lần lượt thay nhau, hỗn loạn không chịu nổi, che đầu, một mặt vẻ thống khổ, gần như ma sợ run vậy nói nhỏ, Tiêu Khinh Nhan, ta là Tiêu gia thánh nữ. Kẻ thù ta kêu cân nhắc quyết định đứng đầu. Đúng đúng đúng, cân nhắc quyết định đứng đầu, cân nhắc quyết định đứng đầu, ta muốn giết ngươi. Cho nhà ta tộc trả thù. Dứt lời. Tiêu Khinh Nhan màu máu trong con ngươi, bỗng nhiên hiện ra sát khí, đầu tóc bạc trắng cuốn lên, chân trần trên đất một chút, thân thể bay vút lên ra, ngay tức thì bay ra nứt ra cốc, xông lên đến bầu trời bên ngoài bên trên. Nàng hấp thu tất cả phi hồng ngọc tủy, giơ tay nhấc chân gian, đều có nham thạch nóng chảy vậy đỏ thẫm đỏ ửng sương mù tràn ngập ra. Cái này một tí phóng lên cao, đầy trời đỏ ửng khí, đi theo bay lên không, lộ vẻ được vô cùng là nguy nga. Ngoại giới, Thánh Vân Tôn lấy một chọi hai, đang cùng huyết long huyết thần dây dưa, mới vừa phi hồng ngọc tủy bị hấp thu hết,
trên trời toàn bộ hồng quang tán loạn, ba người chính là kinh ngạc Mạc Định. Giờ khắc này, Tiêu Khinh Nhan lại bỗng nhiên bay lên trời, vô cùng đỏ ửng sáng mờ cổn đáng, ở đầy trời ánh nắng đỏ rực nổi bật hạ, Tiêu Khinh Nhan đầu tóc bạc trắng nhỏ yếu thân thể, lộ vẻ được vô cùng là yêu dị. Tiêu Khinh Nhan thấy được ba người trên bàn cờ tranh đấu, hừ lạnh một tiếng, nói tốt một bàn sống chết ván cờ, ai lại muốn cầm ta làm con cờ. Cho ta vỡ vụn. Nàng vung hai tay lên, 10 căn thông hành ngón tay ngọc, mỗi một đốt tay giáp cũng nhọn vô cùng thon dài, sắc bén như đao, 10 ngón tay dương lên, thì có trắng cốt ma chảo vậy cương phong cuồng quét ra, suy suy vang dội, hướng bàn cờ quét tới. Đao kiếm như mộng, tiểu phạm thiên công. Thánh Vân Tôn thấy một màn này, nhất thời kinh hãi. Tiêu Khinh Nhan một chiêu này, xương trắng móng nhọn như đao, lại là tiểu phạm thiên công bên trong chữ đao quyết, chỉ gió như cương đao, sát phạt dọn ra, vô cùng hung mãnh. Huyết Long cùng Huyết Thần cũng là biến sắc, bởi vì bọn họ phát hiện, Tiêu Khinh Nhan tu vi hơi thở, lại có thể so Thánh Vân Tôn mạnh hơn. Thậm chí, Tiêu Khinh Nhan khí vận, cũng là vô cùng minh mông, giống như thiên quân hạ xuống, làm người ta nghẹt thở. Phịch, 10 ngón tay cương phong giết tới, Thánh Vân Tôn bàn cờ, trong nháy mắt bị Tiêu Khinh Nhan kích hủy. Phốc xích, trên bàn cờ, Thánh Vân Tôn há mồm phun ra máu tươi, bị cắn trả, chật vật từ bầu trời rơi xuống bay xuống đi, một tiếng, đánh rơi đến trong nước biển, sống chết không biết. Mà Huyết Long và Huyết Thần, vậy được chấn động nghiêm trọng, sắc mặt một hồi trắng bệch. Thật may Huyết Long có Vạn Tương Thiên Thư hộ thể, cuối cùng không có bị thương. Tiêu Khinh Nhan hủy diệt bàn cờ sau đó, hừ lạnh một tiếng, không có lưu lại nữa, xoay người biến dạng hư không, biến mất không thấy. Đó là Tiêu Khinh Nhan cô nương sao? Nàng làm sao sẽ biến thành như vậy hình dáng? Huyết Long thấy Tiêu Khinh Nhan rời đi bóng người, nhưng là chấn động ngạc không dứt, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có này cùng biến cố. Huyết Thần cũng là sắc mặt ngưng trọng, muốn không rõ ràng sau lưng nhân quả. Mà ở nước ra thung lũng để, Diệp Thần nhìn thấy bên ngoài một màn, cũng là âm thầm thán phục Tiêu Khinh Nhan thực lực. Xem ra Tiêu Khinh Nhan hấp thu Phi Hồng Ngọc Tủy, thực lực đã là nghịch thiên lột xác, nàng lần này rời đi, là trở lại địa tâm vực, muốn tìm cân nhắc quyết định thánh đường báo thù. Chỉ là, Tiêu Khinh Nhan ý thức hỗn loạn, tựa hồ không nhận được Diệp Thần, cái này sau lưng nguyên do, Diệp Thần trong chốc lát cũng muốn không rõ ràng. Diệp đại ca, Phi Hồng Ngọc Tủy. Lý Phi Tuyết kéo kéo Diệp Thần quần áo, hơi có điểm ngạc nhiên nhìn bốn phía. Dõi mắt bốn phía, đã không có Phi Hồng Ngọc Tủy tồn tại. Tất cả Phi Hồng Ngọc Tủy, toàn bộ bị Tiêu Khinh Nhan hấp thu hết. Nếu như không có Phi Hồng Ngọc Tủy, Diệp Thần muốn tu bổ nguyện vọng thiên tinh, đó là muôn vàn khó khăn. Đừng hoảng hốt, hẳn còn có căn nguyên tồn tại. Diệp Thần nhưng không kinh hoàng, hắn là đại khí vận người, mắt xem liền tới tay Phi Hồng Ngọc Tủy, làm sao có thể chỉ như vậy mất đi. Phúc tới tâm linh dưới, Diệp Thần tai nan thiên kiếm vung lên, chém rách lòng đất. Rắc rắc sát. Nhất thời, mặt đất rạn nứt, có nước biển đổ thổi vào. Diệp Thần kéo Lý Phi Tuyết, trốn vào đáy biển bên trong đi. Lý Phi Tuyết tai yêu một tiếng thét kinh hãi, đi tới đáy biển, nhưng gặp phía trước có hồng quang hiện lên, đến gần vừa thấy, nguyên lai là một khối to lớn tinh nham. Khối này tinh nham, giống như một tòa hồng ngọc mỏ, từng cơn linh khí vần quanh, rõ ràng chính là Phi Hồng Ngọc Tủy căn nguyên. Tất cả Phi Hồng Ngọc Tủy, đều là từ nơi này khối đỏ ửng tinh nham bên trong dòng nước chảy ra. Cái này đỏ ửng tinh nham, là ngọc tủy cây, vạn năm ra tủy một lần, nơi tới cực kỳ kín đáo. Nhưng Diệp Thần thân cái đại khí vận, thoáng đẩy một cái diễn, liền tìm được cái này chỗ căn nguyên. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nói chỉ cần đào đi khối này đỏ ửng tinh nham, ta như nhau có thể tu bổ nguyện vọng thiên tinh. Lý Phi Tuyết nói, đào đi căn nguyên, cái này, xúc tuyệt thiên tài địa bảo căn cơ, không có tính người, sợ rằng bất lợi cho khí vận công đức. Nếu như Diệp Thần đào đi khối này tinh nham, ngang hàng là giết gà lấy trứng, sau này ở giữa thiên địa, đem lại không Phi Hồng Ngọc Tủy tồn tại. Diệp Thần nói, không có tính người sao, vậy cũng không gặp được, ta cũng không có gieo họa vô tội, huống chi cái gọi là thiên lý, sau này rất có thể vẫn là ta kẻ địch. Hắn nhớ tới Nhâm Phi Phàm nói vô vô thiên thư, vậy vô vô thiên thư, tựa hồ chính là thiên lý người bảo vệ, bàn cờ này sau lưng, trừ vạn khư bên ngoài, còn có một cái gọi là thiên lý, ở bên cạnh nhìn chằm chằm.
Nếu như đào đi đỏ ửng tinh nham bên ngoài, Diệp Thần khí vận xác thực sẽ bị suy yếu một ít, dẫu sao hiện tại hắn còn không phải là thiên lý địch thủ, nhưng hắn khí vận vô cùng thâm hậu, vậy không quan tâm điểm này tổn thất. Lập tức Diệp Thần không do dự nữa, bàn tay động một cái, liền muốn đào ra đỏ ửng tinh nham. Lý Phi Tuyết nắm Diệp Thần tay, nói, Diệp đại ca, thận trọng. Diệp Thần cười nói, không sao, chính là thiên lý, không tổn thương được ta. Nói xong, Diệp Thần bàn tay kình lực thả ra, cách không một nhiếp, ung ung một hồi vang, đúng khối đỏ ửng tinh nham, đều bị hắn đào lên. Ừ, đang đào ra tinh nham ngay tức thì, Diệp Thần hô hấp hít thở không thông một tí, rõ ràng cảm thấy trong sâu thẳm, tựa hồ có một cổ nguyền rủa trời phạt, hạ xuống đến trên đầu mình. Cái này phi hồng ngọc tủy, chính là giữa trời đất hàng đầu linh vật, bây giờ bị Diệp Thần đào chặn căn cơ, thiên lý giáng xuống trừng phạt. Diệp Thần khí vận, nhất thời bị suy yếu một ít, thật may hắn căn cơ thâm hậu, chút tổn thất này cũng không có gì đáng ngại. Trong chớp mắt, Diệp Thần khí cơ khôi phục chót lọt. Còn như bên trong ở khí vận, hắn phỏng đoán tối đa 2-3 tháng thời gian, là được khôi phục viên mãn. Lý Phi Tuyết thấy một màn này, âm thầm kinh ngạc. Nếu như là nàng động thủ, đào chặn phi hồng ngọc tủy căn cơ, chắc là phải bị trời phạt giết chết, nhưng Diệp Thần nhưng là hồn như vô sự, đủ thấy hai người chênh lệch. Phi Tuyết, ở lại bên người ta, thay ta hộ pháp. Diệp Thần lấy được đỏ ửng tinh nham, chuẩn bị tu bổ nguyện vọng thiên tinh. Nơi này là phi hồng ngọc tủy căn nguyên chi địa, thiên địa linh khí bên trong có còn sót lại ngọc tủy hơi thở, có thể cùng nhau lợi dụng. Cho nên, Diệp Thần cũng không có đi ra ngoài, dự định tại chỗ tu bổ nguyện vọng thiên tinh. Vù vù, một viên không lành lặn bể tan tành tinh cầu, từ Diệp Thần sau lưng bay lên, phía trên có vô số tòa đổ nát hoang phế miếu thờ, thần điện, đạo quan, tế đàn vân. Vân, chính là nguyện vọng thiên tinh. Lý Phi Tuyết canh giữ ở Diệp Thần bên người, thay hắn hộ pháp. Diệp Thần linh khí hội tụ, trước gửi một đạo phù chiếu đi ra ngoài, hướng huyết long huyết thần cho biết tình huống, lại chuẩn bị tu bổ luyện hóa. Lúc này ngoại giới gió êm sóng lặng, Vũ Hoàng Đà, Vũ Hoàng Thanh Thư trước sau chết, Thánh Vân Tôn bị đánh rơi biển khơi, dự đoán cũng là chạy trốn, Tiêu Khinh Nhan lại trở lại địa tâm vực, bên ngoài không uy hiếp nữa, tự nhiên không cần Diệp Thần bận tâm. Hiện tại, Diệp Thần có thể tất cả tâm thần, tu bổ luyện hóa nguyện vọng thiên tinh. Cùng luyện hóa nguyện vọng thiên tinh, ta tu vi, hẳn có thể đột phá đến còn thật cảnh chứ. Diệp Thần ánh mắt nóng rực, hắn dừng lại ở thủy nguyên cảnh quá lâu, võ đạo khí huyết chất chứa được quá lợi hại, cần đột phá phóng thích. Mà nguyện vọng thiên tinh, nhưng có rất lớn cơ hội, có thể để cho hắn đột phá đến còn thật cảnh. Dẫu sao, viên tinh cầu này, chính là hỗn độn cửu tinh đứng đầu, coi như cùng cao nhất thiên thư so sánh, cũng là không kém chút nào. Lập tức Diệp Thần bóp nát đỏ ửng tinh nham, từng luồng phi hồng ngọc tủy, bắt đầu từ tinh nham bên trong dòng nước chảy ra. Cái này là cả vực ngoại, sau cùng phi hồng ngọc tủy, sau này sẽ không lại có phi hồng ngọc tủy ra đời, bởi vì đã bị Diệp Thần chặn căn cơ. Hàng loạt phi hồng ngọc tủy, dòng nước chảy đến nguyện vọng thiên tinh bề mặt trái đất trên. Còn có một phần nhỏ phi hồng ngọc tủy, bị Diệp Thần cầm đi bồi bổ hoàng tuyền đồ. Hoàng tuyền đồ liên tục sử dụng. Linh khí đã tạm thời khô kiệt, chính là cần tư bổ, mà phi hồng ngọc tủy, đủ để cho hoàng tuyền đồ lần nữa khôi phục. Hoàng tuyền đồ cũng không có hư hại, chỉ là linh khí ngắn ngủi tiêu hao quá mức kịch liệt mà thôi, cho nên một chút xíu phi hồng ngọc tủy, đủ khôi phục. Diệp Thần đem phần lớn phi hồng ngọc tủy, đều dùng tới tu bổ nguyện vọng thiên tinh. Chỉ gặp vậy phi hồng ngọc tủy dòng nước chảy đi xuống, nguyện vọng thiên tinh nứt nẻ mặt đất, lấy được bồi bổ, dần dần bắt đầu khôi phục. Bởi vì đại chiến thành phế tích địa phương, dần dần sinh ra hoa cỏ cây cối, khôi phục sức sống. Từng tia nguyện vọng niệm lực hơi thở, bắt đầu ở trên tinh cầu dòng nước chảy, giống như khói dáng tiên khí vậy, sương mù bốc hơi lên. Diệp Thần cắn bể đầu ngón tay, máu tươi nhỏ xuống, cùng nguyện vọng thiên tinh lấy được đồng tình. Mơ hồ tới giữa, hắn cảm thấy viên tinh cầu này, tựa như thành mình một cái bên ngoài đưa bộ phận, các loại khí cơ lưu chuyển. Không câu nệ như ý, sáng tỏ tại ngực. Ta cầu nguyện, sơn hà vững chắc, vừa thọ vĩnh xương. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, trong miệng phát ra thật lớn khoáng đạt cầu nguyện tiếng. Cảm ơn bạn Hưu Nguyên Dinh, Đo Kiêu Ong Ánh đã đề cử. Vù vù. Trong thoáng chốc, đúng ngôi sao, đều là kịch liệt lắc lư.
Thần kỳ một màn xuất hiện, trên ngôi sao bị phá hủy sơn xuyên con sông, lần nữa khôi phục dạng nguyên thủy. Vậy từng ngọn miếu thờ thần điện, tế đàn đạo quan, vậy toàn bộ khôi phục nguyên dạng. Ta cầu nguyện, vạn dân hừng hực, cung cấp ta hương khói. Diệp thần lần nữa cầu nguyện, ngôi sao trên vùng đất, từng đạo linh khí hội tụ, cuối cùng hóa thành vô số hoạt bát sinh linh, người người thành diệp thần tín đồ, bắt đầu cung phụng hương khói, là diệp thần cung cấp hào hùng nguyện lực. Còn có thật nhiều chim thú vật, sản sinh ra tới, vô cùng thần kỳ. Lý Phi Tuyết ở bên cạnh thấy một màn này, nhất thời sợ ngây người. Trong truyền thuyết nguyện vọng thiên tinh, có thể tạo hóa sinh linh, vô căn cứ thực hiện hết thảy nguyện vọng, giờ phút này chính mắt thấy được, quả nhiên là vô cùng kỳ diệu. Ta cầu nguyện, Diệp đại ca muốn bình an, sau này đánh bại người xấu, liền và ta cùng đi du sơn ngoạn thủy. Lý Phi Tuyết chắp hai tay, vậy cúi đầu nhẹ giọng cầu nguyện. Nàng thanh âm cực thấp, nhưng Diệp thần cũng nghe được, không khỏi mỉm cười cười một tiếng, nói. Phi Tuyết, người nguyện vọng này, sợ là không dễ dàng thực hiện, ta kẻ địch, cũng không tốt giải quyết. Lý Phi Tuyết gò má một đỏ, nói, có thể chứa giao dịch thực hiện, cũng không kêu nguyện vọng. Diệp thần như có điều suy nghĩ, gật gật đầu nói, cũng đúng. Lập tức thu liếm tâm thần, ngưng thần cảm ngộ nguyện vọng thiên tinh diệu pháp. Dần dần, Diệp thần cảm thấy tự thân thần hồn, tựa như cùng nguyện vọng thiên tinh dung hợp vào một chỗ. Ở phi hồng ngọc tủy bồi bổ hạ, nguyện vọng thiên tinh đã hoàn toàn tu bổ, bộc phát ra vô cùng tia sáng chói mắt, trên ngôi sao hàng tỷ tín đồ quỷ bái, hô to luân hồi chi chủ uy danh, đều ở đây là Diệp thần cầu nguyện, có vô cùng tín ngưỡng niệm lực, cuồn cuộn hội tụ thành con sông. Phong vũ linh thụ, đi. Diệp thần tâm niệm vừa động, đem Diệp ra thần thụ, phong vũ linh thụ, vậy di chuyển đến nguyện vọng thiên tinh trên. Nháy mắt tức thì, phong vũ linh thụ chấn rơi vào nguyện vọng thiên tinh trung ương, bắt đầu tiếp nhận hàng tỷ tín đồ cung phụng màng bái. Nếu thời gian dài, bụi cây này thần thụ khôi phục nội hạch, Diệp thần khí vận, đem sẽ gần hơn một bước hừng hực. Mà nguyện vọng thiên tinh, lấy được phong vũ linh thụ chấn giữ, kiêu căng cũng là càng một bước hừng hực, so với ngày xưa ở nho tổ trong tay, lợi hại hơn. Mênh mông mãnh liệt linh khí, tín ngưỡng, nguyện lực, không ngừng bơm vào nhập Diệp thần trong cơ thể. Diệp thần cả người gân cốt, tí tách nổ vang, huyết mạch đang cháy, tu vi không ngừng tăng vọt. Ước chừng một ngày thời gian sau này. Rắc rắc, phảng phất có cái gì cổ trai, bị chọc thủng vậy. Diệp thần trong kinh mạch linh khí, bắt đầu điên cuồng dòng nước chảy, điên cuồng lớn mạnh, sau đó bách xuyên về biển, toàn bộ chảy trở về đến đan điền bên trong, lại có một loại đại lộ thật vẫn hay uẩn. Đại lộ còn thật, ta rốt cuộc đột phá đến còn thật cảnh. Diệp thần cảm thấy được một màn này, nhất thời đại hỉ. Hắn tu vi, rốt cuộc vào lúc này, đột nhiên tăng mạnh, một lần hành động chọc thủng thủy nguyên cảnh hạn chế, bước chân vào còn thật cảnh nhóm. Phải biết, Diệp thần trước đây không lâu, mới vừa tấn thăng thủy nguyên cảnh 9 tầng trời mà thôi, hiện ở đây sao mau lại có thể lại đột phá, đơn giản là tăng vọt, không thể tưởng tượng nổi. Diệp thần mở mắt ra, nắm quyền một cái, cảm thụ tự thân bàng bạc lớn mạnh rất nhiều hơi thở, nội tâm tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Lý Phi Tuyết thấy vậy, cũng là vui vẻ nói, Diệp đại ca, người đột phá sao? Nàng biết Diệp thần võ đạo nội tình thâm hậu. Đột phá muốn so với thường nhân khó khăn gấp trăm ngàn lần, trước đây không lâu mới vừa bước vào thủy nguyên cảnh 9 tầng trời, hiện tại thời gian đảo mắt lại đột phá, thật là như mộng như ảo, nàng cũng không dám tin tưởng. Diệp thần đứng dậy, cả người gân cốt bạo đậu tử vậy vang khắp, nói, nguyện vọng thiên tinh quả nhiên lợi hại, lại làm ta một cái chớp mắt đột phá, Phi Tuyết, nếu như lúc này, ta đụng phải nữa Vũ Hoàng Thanh Thư loại nhân vật đó, vậy cũng không cần sẽ cùng ngươi thân cận. Ta một người đủ rồi chém chết đối phương. Trước mặt đối chiến Vũ Hoàng Thanh Thư thời điểm, Diệp thần còn muốn Lý Phi Tuyết tương trợ, nhưng lúc này hắn đột phá đến còn thật cảnh, đó là một cái đại cảnh giới nghịch thiên đột phá, vô luận tu vi hay là tức vận, đều là điên cuồng tăng vọt. Bây giờ Diệp thần, đã không cần Lý Phi Tuyết trợ lực, cũng có thể chém chết Vũ Hoàng Thanh Thư loại cấp bậc này nhân vật. Lý Phi Tuyết rất thay Diệp thần cao hứng, nhưng trong lòng lại vô hình một hồi thất lạc. Nói, Diệp đại ca, sau này ngươi không cần ta sao? Diệp thần ngẩn người, nhìn nàng ủy khuất hình dáng, cười nói, ta không phải cái ý này, tới, ta mang ngươi lên nguyện vọng thiên tinh xem. Vừa nói, Diệp thần liền dẫn Lý Phi Tuyết, bước lên nguyện vọng thiên tinh.
bái kiến luân hồi chi chủ. Luân hồi chi chủ thiên thu vạn đại, tiên phúc vĩnh hưởng. Nguyện ta luân hồi đại lộ chấn động thước cổ kim, chấn áp vạn giới. Diệp thần một bước vào tinh thần, bốn phương liền vang lên vô số tín đồ triều bái cung phụng tiếng. Ở phong vũ linh thụ dưới, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái ngai vàng, Diệp thần mang Lý Phi Tuyết đi qua, mình ngồi ngay ngắn ở trên ngai vàng, rất nhiều sướng an ủi bình xanh cảm giác. Cái này phong vũ linh thụ trồng trọt ở tinh thần trung ương trên núi cao, Diệp thần ngồi ở đỉnh núi ngai vàng, có thể ngắm nhìn bốn phía náo nhiệt, trước mắt sơn hà vô hạn, bên người lại có người đẹp làm bạn, dưới chân hàng tỷ tín đồ màng bái, đại trượng phu có thể làm như vậy, đã là cuộc đời này không tiếc. Diệp đại ca, ta có chút choáng váng đầu. Lý Phi Tuyết tựa hồ không có thói quen thứ quyền thế này ngút trời, đứng ngạo nghễ đỉnh núi cảm giác, thân thể hơi lay động, tựa hồ choáng váng đầu. Diệp thần cười ha ha một tiếng, trong lòng có vẻ sướng trong lòng, nói tốt lắm, vậy chúng ta đi thôi. Mang Lý Phi Tuyết, rời đi nguyện vọng thiên tinh, lại đem ngôi sao này thu. Vậy vô hạn sơn hà, hàng tỷ tín đồ triều bái khí tượng, ngay tức thì biến mất. Diệp thần cùng Lý Phi Tuyết hai người, đứng ở biển sâu bên trong, chung quanh nhưng là tĩnh mịch một phiến. Cái này tương phản to lớn, ngược lại để cho Lý Phi Tuyết ngay tức thì thanh tỉnh, mới vừa phát sinh hết thảy, tựa hồ chỉ là một giấc mộng. Nàng không khỏi có chút hối hận, có lẽ, cùng Diệp thần ở lại nguyện vọng thiên tinh, còn có thể hơn hưởng thụ một tí gặp nhau thời gian. Cần phải trở về. Diệp thần nhưng không có gì lưu luyến, chính là một cái ngôi sao ảo mộng, chỉ là bọt nước vậy giả tưởng thôi, chân chính muốn nắm giữ thiên hạ quyền bính, hắn tương lai còn có khá là rất dài trình độ. Lập tức Diệp thần liền cùng Lý Phi Tuyết, trở lại ngoại giới. Nhưng gặp ngoại giới bầu trời, thủy khí bốc hơi lên, khói dáng tán thải, nhật nguyệt siêu quang, nguyên bản mây đen thảm đạm cực bắc thiên hải, lúc này đã hoàn toàn biến hóa. Huyết Long cùng huyết thần bảo vệ bên ngoài, còn có Lý Thanh Sơn, vậy đứng ở một bên, ba người vừa thấy được Diệp thần đi ra, đồng thời đi lên. Huyết Long nói, chủ nhân, chúc mừng đột phá. Lúc đầu Diệp thần đột phá, lại đưa tới ngoại giới thiên địa khí voi thay đổi, để cho cái này phiến u ám tử địa, biến thành tiên cảnh vậy tồn tại. Có thể gặp Diệp thần khí vận có bao nhiêu thâm hậu, đủ để làm địa mạch lột xác, long trời lở đất. Lý Thanh Sơn gặp Diệp thần gió xuân mặt đầy, còn lấy là hắn cùng tỷ tỷ mình có chân tình, trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ đồng thời xuất hiện, nói, đại ca, chúc mừng ngươi đột phá, phải đi Thánh Thiên Phủ và cha ta tụ họp sao? Diệp thần cười nói, không cần, Thanh Sơn, ngươi ý tốt ta tâm lĩnh, ta còn có việc phải giải quyết, ngươi và tỷ tỷ ngươi đi về trước, sau này tái tụ không muộn. Lý Thanh Sơn khá có chút thất vọng, nói, đại ca. Lý Phi Tuyết hồi tưởng lại những ngày qua trải qua, nói, Diệp đại ca, lần này ta và Thanh Sơn lỗ mãng làm việc, thiếu chút nữa gây thành đại họa, thật may có ngươi cứu giúp, nếu không chúng ta hẳn phải chết, lần này thật là đa tạ ngươi. Diệp thần nói, không sao, ngươi và Thanh Sơn đi về trước, đốc thúc hắn tu luyện ta ban thưởng hai cuốn thiên thư, ngươi vậy chăm chỉ tu luyện, sau này ta còn cần ngươi tương trợ. Lý Phi Tuyết là tai nan thiên kiếm kiếm linh, bàn cờ này tự nhiên không thể rời bỏ nàng, bất quá hiện tại, Diệp thần tạm thời không cần nàng tiếp tục đi theo. Thứ nhất, là Diệp thần thực lực cường đại, không cần tận lực cùng Lý Phi Tuyết thân cận. Thứ hai, Lý Phi Tuyết thực lực, cuối cùng khó mà chống lại Huyền Cơ Nguyệt, Đế Thích Thiên các người, nàng còn cần tiếp tục tu luyện trở nên mạnh mẽ.